Ngươi thiếu cho ta ngang ngạnh, mẹ ngươi thân thể ta 20 tuổi, tinh thần vẫn là 40 tuổi. Vệ Tịnh cười mắng. Nàng thật thật cao hứng. Lý Thiên Mệnh cao hơn nàng hưng. Trong nhân thế, còn có so đây càng sung sướng sự tình sao? Tâm lý đè ép một khối đá lớn, trực tiếp thì nát a. Nương, không muốn Lý Thiên Mệnh, con trai của ngài đến hầu hạ ngài. Tiểu hoàng gà chạy như bay tới. Mèo, tại sau lưng nó, một đạo thiểm điện lóe qua. Tiếp theo trong nháy mắt, tiểu mèo đen thoải mái vùi ở Vệ Tịnh trong ngực. Cái này hai hàng, đoạt danh tiếng ngược lại là lành nghề. Đều là người một nhà. Trò chuyện vui vẻ. Nhân gian, đến vui a. Tiểu mệnh kiếp chỗ bắn ra kỳ tích, đối Lý Thiên Mệnh mà nói, thì là trong vui mừng kinh hỉ. Đã sớm nói Vệ Tịnh lúc tuổi còn trẻ, là diễm đô tao nhã tuyệt sắc thiếu nữ. Hiện tại xem xét, quả nhiên là như thế. Trách không được, làm cho Mộ Dương cùng thần thánh nhân vật như vậy lọt mắt xanh. Người đều gia đình, khác nhìn loạn, Mộ Dương trừng mắt liếc thần thánh nói. Quay về 20 tuổi, khổ tận cam lai, thần thánh cảm khái nói. Nói đến, nhà ngươi vị kia nhìn đến Tịnh Nhi hiện tại bộ dáng, lại được ghen ghét. Mộ Dương cười nói. Theo nàng đi, vẫn luôn là dạng này, các loại chính nàng coi nhẹ đi. Thần thánh lắc đầu nói. Lúc này thời điểm, Mộ Uyển tiếp cận đến, hỏi, ca, có biện pháp nào, để cho ta vô hạn lần đến tiểu mệnh kiếp sao? Ngươi có bệnh, Mộ Dương trợn mắt nói. Không phải, ta muốn vô số lần thanh xuân mãi mãi. Mộ Uyển hâm mộ nói. Cút sang một bên. Ta đã nhìn ra, ngươi bây giờ bị nhu tỉ mê choáng đi. Ngươi lại nói ta đánh chết ngươi. Mộ Uyển chạy như một làn khói. Ngày này Vân Trai trước đó, muốn nói duy nhất sắc mặt lãnh đạm, chính là Vệ Thiên Hùng, Vệ Tử Côn cùng con gái của bọn hắn nhóm đi. Bọn họ một mực phản đối, lại không ngờ tới, Vệ Thiên Thương vẫn là cứu được. Ta thế nào cảm giác, cha giống như đã sớm muốn cứu nàng. Vệ Tử Côn cau mày nói. Ngoài dữ liệu sao, hắn xưa nay không đều là, sủng ái nhất Tịnh Nhi sao? Vệ Thiên Hùng nói. Tốt a, hiện tại, mẹ con bọn hắn liền đắc ý. Cái này Vệ Phủ, về sau đều không có chúng ta chuyện gì. Rất hiển nhiên, Mộ Dương sẽ thu Lý Thiên Mệnh làm đệ tử, sau đó cái này Lý Thiên Mệnh, cơ bản đều sẽ thành phía dưới phủ chủ đời kế. Cái này, cũng đối với bọn họ con nối dõi chuyện gì. Tâm lý khó chịu, lại có thể thế nào đâu. Ca, Tử Côn. Nhưng không ngờ, Vệ Tịnh đi đến bọn họ trước mắt tới. Những năm này, là ta không đúng, cảm ơn các ngươi, chiếu cố cha, chống lên Vệ Phủ. Giải thoát rồi, về sau thật tốt qua sinh hoạt đi, bắt đầu lại từ đầu, đừng có lại làm để hắn chuyện thương tâm, hắn lớn tuổi. Vệ Thiên Hùng nói. Tịnh Nhi minh bạch. Ta còn có việc, đi trước. Vệ Thiên Hùng nói. Được rồi. Đi thong thả không tiễn, hai vị cứu cứu. Lý Thiên Mệnh đi lên phía trước, mặt mỉm cười nói. Hai người bọn họ, lại không thoải mái lại có thể thế nào đâu. Còn không phải đến tâm tình phức tạp, xám xịt xéo đi. Đến mức Vệ Quốc Hào, Vệ Lăng Huyên các loại người vây xem, cũng bị Vệ Thiên Hùng đuổi đi. Dù sao, Vệ Thiên Thương đều tha thứ, bọn họ có thể còn chưa hẳn tha thứ đây. Nhưng, có cái gì cái gọi là Lý Thiên Mệnh, hoàn toàn không quan trọng. Vệ Thiên Thương còn muốn tĩnh dưỡng, đám người bọn họ liền trở lại Vũ Lâm các bên trong. Vệ Tịnh tự mình làm đồ ăn, khoản đãi khách nhân. Đồ ăn vị đạo không được tốt lắm, ngược lại là cho Mộ Dương cùng thần thánh khoa trương lên trời. Thẳng đến trạng vạng tối, bọn họ mới rời đi, lưu lại Lý Thiên Mệnh mẹ con cùng hai con động vật nhỏ. Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu trong sân chơi đùa, Vệ Tịnh ngồi tại trước gương chải tóc. Lý Thiên Mệnh thì đứng ở sau lưng nàng, nhìn lấy trong gương nàng. Thấy được nàng như tuổi trẻ dáng vẻ, Lý Thiên Mệnh sợ là nằm mơ đều muốn cười tỉnh. Nương, ngươi sẽ cùng Dương Thúc, một lần nữa bồi dưỡng cảm tình sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Sẽ không? Vì cái gì? Lý Thiên Mệnh hiếu kỳ hỏi. Chính hắn nói với ta, hắn không có ý tưởng gì, hắn thói quen cái này 20 năm thời gian, đi cùng với ta áp lực lớn. Vệ Tịnh nói. Đậu phộng, hắn não tử có hố a? Lý Thiên Mệnh nhìn hắn như vậy tích cực. Còn tưởng rằng hắn có ý khác đây. Mà lại, ta muốn đi tìm một người. Vệ Tịnh nhìn lấy trong gương chính mình, ánh mắt kiên định nói. Người nào? Vẫn là có cơ hội sẽ nói cho ngươi biết đi. Nàng tại trang điểm. 20 năm, không có dạng này. Tay áo quyển lúc thức dậy,
Lý Thiên Mệnh chợt thấy nàng tay phải trên cánh tay có đồ. Đây là cái gì? Lý Thiên Mệnh bắt lấy cánh tay của nàng, nhìn kỹ. Chỉ thấy phía trên, giống như có ba cái song song vòng tròn đồ án, ba cái hình vòng 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 đan xen, xoa đều đều không rơi. Không biết, tiểu mệnh kiếp biến mất, thứ này thì xuất hiện. Vệ Tịnh nói, không có ảnh hưởng a? Sẽ không, vệ gia tổ tiên có không ít người đều có tiểu mệnh kiếp, nhưng bọn họ đều là năm thứ nhất liền rách, trên tay bọn họ cũng có cái này đồ án, nhưng chỉ có một cái hình vòng. Ta có thể là bởi vì là thời gian lớn lên, cho nên có ba cái. Vệ Tịnh giải thích nói. Không ảnh hưởng tu luyện về sau, sinh hoạt. Nghe nói, nhiều một cái hình vòng về sau, tu luyện tốc độ sẽ còn biến nhanh, đây chính là vệ gia trường thịnh bất suy nguyên nhân. Cha ta thì có một cái, nhưng là anh ta cùng đệ đệ ta đều không có, cho nên bọn họ so sánh đồ ăn. Vệ Tịnh nói. Lại là dạng này. Tiểu mệnh kiếp bài trừ, cánh tay gia tăng một cái hình vòng. Tu luyện biến nhanh. Một cái hình vòng, đều có thể thành tựu vệ thiên thương, người ba cái hình vòng. Chờ ngươi tu luyện tới cực hạn, chẳng phải là vệ thiên thương gấp ba. Lý Thiên Mệnh rung động hỏi. Biệt xưng hô ông ngoại ngươi tính danh, không có lễ phép. Vệ Tịnh gõ gõ đầu của hắn. Nương, chúng ta tổ tiên cái này tiểu mệnh kiếp, là làm sao tới? Lý Thiên Mệnh hiếu kỳ hỏi. Nghe nói là ngàn năm trước, có một cái họ Lý tổ mẫu mang tới. Cái này họ Lý tổ mẫu, chính là chúng ta vệ gia tiểu mệnh kiếp ngọn nguồn. Bởi vì nàng, chúng ta vệ gia mới cường thịnh lên. Vệ Tịnh nói, họ Lý tổ mẫu. Kỳ thật Lý Thiên Mệnh có chút muốn thay đổi tính, nhưng là hắn cảm thấy vệ thiên mệnh không thế nào êm tai. Lại thêm chính mình quen thuộc, cho nên thì lười nhắc sửa lại. Không nghĩ tới, vệ gia tổ tiên, còn có một cái mang đến tiểu mệnh kiếp di truyền họ Lý tổ mẫu. Ta ra ngoài cùng Huỳnh Hỏa. Miu Miu đi chơi, đệ nhất đệ tử Lý Thiên Mệnh, nhanh đi tu luyện, cẩn thận của ngươi thiên tài tên tuổi, để ngươi nương cướp đi. Vệ Tịnh cười đi ra ngoài. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Thật sự là nói mơ giữa ban ngày a, trên đời này vẫn còn có người cũng giống như mình, cùng mẫu thân mình trở thành người đồng lứa, tranh đoạt danh thiên tài sao? Lý Thiên Mệnh chính muốn đi ra ngoài. Hắn chợt thấy trong gương chính mình. Ta màu tóc. Hắn xích lại gần nhìn. Vậy mà kỳ quái phát hiện, tóc của mình nhan sắc, vậy mà giống như trắng ra một số. Là ảo giác sao, làm sao nhan sắc trở thành nhạt rồi? Hắn nhớ đến chính mình trước kia tóc, đen nhánh trong suốt. Hắn bỗng nhiên có dự cảm không lành. Giờ phút này, hắn bỗng nhiên cầm ra cánh tay phải của mình. Ta dựa vào. Cánh tay phải của hắn phía trên, xuất hiện một vòng tròn. Cùng vệ tịnh giống nhau như đúc nguyên nhân. Ta, cũng có tiểu mệnh kiếp. Một khắc này, Lý Thiên Mệnh tê cả ra đầu. Một cỗ khí lạnh, trực tiếp theo ngón chân, vọt tới đỉnh đầu. Có ba cái, kiếp vòng, đây là ba kiếp luân hồi chi thể. Không nghĩ tới cái này phân tán tại nơi này hoang vu thánh tộc huyết mạch, vậy mà có thể xuất hiện ba kiếp luân hồi thiên tài. Lý Thiên Mệnh cùng vệ tịnh cũng không biết, lúc này ở Vũ Lâm các cách đó không xa, có hai bóng người, giấu ở trong rừng cây. Hai người kia ảnh. Bên trong một cái khom người mà thấp bé, thanh âm nói chuyện khàn khàn, rõ ràng là một cái bà lão. Bên cạnh một vị, tựa hồ là cái thiếu nữ. Thiếu nữ kia chỉ có một cái hình dáng, thấy không rõ lắm bộ dáng, chỉ là từ hình dáng liền có thể phán đoán, tuyệt đối là cái rung động lòng người nữ tử. Nãi nãi, người xác định là ba kiếp luân hồi sao? Thiếu nữ nhẹ giọng hỏi. Ta thấy rõ ràng, khẽ nói, tuyệt đối là ba kiếp luân hồi mệnh kiếp chi thể. Thật sự là kỳ tích, chúng ta Lý thị thánh tộc hiện tại toàn tộc, coi như tăng thêm ngươi, ba kiếp luân hồi người trẻ tuổi, đều không cao hơn 10 cái. Không nghĩ tới lần này đi ra, thật sự có thu hoạch. Tộc trải qua ghi chép bên trong, cái này chi thứ đã tính toán đầy đủ xa, xa như vậy huyết mạch, lại có ba kiếp luân hồi huyết mạch. Bà lão kích động nói. Nãi nãi, cái kia muốn dẫn tỷ tỷ này, hồi, Đông Hoàng Tông, sao? Chúng ta Lý thị thánh tộc. Cần gấp loại nhân vật thiên tài này, đến chống lên tương lai. Thiếu nữ nói, đương nhiên muốn dẫn đi, đã đi 89 cái tiểu quốc, chỉ cần có thể mang về một cái ba kiếp luân hồi thiên tài, chuyến này, chúng ta đều tính toán kiếm lời. Bà lão cười híp mắt nói, ai, không nghĩ tới chúng ta Lý thị thánh tộc, đã từng độc bá, Đông Hoàng cảnh, hôm nay lại luân lạc tới, đây vùng đất hoang vu, tìm kiếm chi thứ huyết mạch cấp độ. Chỉ là, thượng thiên không phụ lòng người. Cuối cùng để lão hủ, tìm được thu hoạch. Bà lão giận dữ nói.
Nãi nãi, chúng ta nhất định sẽ tốt hơn. Thiếu nữ, Lý Khinh Ngữ, chắc chắn mà nói. Trước quan sát nàng một đoạn thời gian, nhìn xem người này phẩm hạnh như thế nào. Tốt. Con của nàng, tựa như là một kiếp luân hồi, muốn mang về sao? Nhìn chính nàng đi, không bỏ được thì mang đi. Một kiếp luân hồi, cũng miễn cưỡng có thể nhập ta Lý Thị Thánh Tộc. Người cái này tiểu mệnh kiếp, cùng người khác không giống nhau ha. Vệ Tịnh bị Lý Thiên Mệnh hô trở về, nhìn thoáng qua, vô cùng nghi ngờ nói. 35XS. Làm sao không giống nhau? Lý Thiên Mệnh hỏi. Người thì tóc bạc chút, sau đó thân thể khí huyết tràn đầy, hoàn toàn không có suy bại, tương đương với trực tiếp phá trừ tiểu mệnh kiếp. Vệ Tịnh nói. Nói ngắn gọn, Lý Thiên Mệnh trạng thái, ngược lại cùng hiện tại phá trừ tiểu mệnh kiếp Vệ Tịnh giống nhau. Tương đương, tốc độ tu luyện của hắn, còn phải nhanh hơn. Ta đoán chừng là ngươi tu luyện công pháp quá mạnh, cho nên tiểu mệnh kiếp mới xuất hiện, liền bị chính ngươi diệt. Vệ Tịnh nói. Lý Thiên Mệnh cái này an tâm. Đúng rồi, tiểu mệnh kiếp, là ngự thú sư cùng cộng sinh thú cùng nhau. Đúng. Lý Thiên Mệnh trực tiếp đem tiểu hoàng gà cùng tiểu mèo đen bắt trở về. Tiểu hoàng gà cánh dưới, nhiều một cái nhỏ bé điểm đen. Cái này đoán chừng cũng là cùng Lý Thiên Mệnh trên cánh tay một dạng vòng tròn. Đến mức tiểu mèo đen, cầm lên đến xem xét, toàn thân đều là màu đen, có thể phát hiện cái kia màu đen vòng tròn mới là lạ. Thân thể tựa hồ cũng không có chuyện gì, cho nên Lý Thiên Mệnh thì mặc kệ nó. Lôi Tôn phủ bên kia không biết có âm mưu gì. Lý Thiên Mệnh quay về Viêm Hoàng tháp tu luyện. Hôm nay Mộ Dương vừa lúc ở, mấu chốt là, thần thánh cũng tại. Thiên Mệnh, hôm nay ta mang ngươi đến Viêm Hoàng tháp tầng thứ 2 tu luyện. Mộ Dương nói. Hắn tựa hồ muốn đích thân chỉ dẫn. Lý Thiên Mệnh liền đi theo hắn đi lên. Viêm Hoàng tháp tầng thứ 2, đến. Vừa đi tới, Lý Thiên Mệnh ở chỗ này nhìn đến vô số cái chính mình. Nguyên lai, cái này Viêm Hoàng tháp tầng thứ 2, có 4 cái gương. Đây là tứ phía Viêm Hoàng kính, nắm giữ tử sắc thiên văn, trong đó đồng dạng ẩn chứa đại lượng thiên địa linh khí, có trợ giúp tu luyện. Tuy nhiên so Viêm Hoàng thạch kém một chút, nhưng là thắng ở có tứ phía. Mà lại chỉ có một mình ngươi ở đây hưởng dụng. Mà lại, Viêm Hoàng kính tác dụng lớn nhất, là phụ trợ tu luyện chiến quyết. Thông qua tấm gương, đến quan sát động tác của mình, quy tắc động tác của mình, tiến tới điều chỉnh mình. Viêm Hoàng kính huyền diệu ở chỗ, có thể để ngươi nhìn đến chính mình rất nhiều không quy tắc, quái dị địa phương, đạt tới càng nhanh sửa đổi mục đích. Đồng thời, càng có thể làm cho ngươi thấy chiến quyết bản thân ảo diệu, cái này đối ngươi lấy về sau lĩnh ngộ thiên văn, đều có trợ giúp rất lớn. Chấm, chờ ngươi tại Viêm Hoàng kính nơi này thời gian tu luyện lớn, liền biết, tu hành chiến đấu. Không phải một vị vọt mạnh. Cao cấp hơn chiến đấu, càng thêm huyền ảo, giết người ở vô hình. Mộ Dương giới thiệu với hắn nói. Lý Thiên Mệnh nhìn mấy lần cái này Viêm Hoàng kính, hắn cảm giác càng xem càng là đau đầu. Viêm Hoàng kính, để hắn nhìn thẳng chính mình. Khắp nơi đều là chính mình. Bất kỳ sai lầm nào, vô hạn phóng đại. Đây không phải phổ thông tấm gương, cái này đồng dạng là thiên phủ tài phú. Người khác muốn tại cái này Viêm Hoàng kính bên trong tu luyện, đều không cơ hội này. Thiên Mệnh, người bây giờ còn có bái sự ý nghĩ sao? Mộ Dương đột nhiên hỏi. Đương nhiên là có a, đây chính là ta trước đây phấn đấu phương hướng. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn hiện tại, đã phù hợp Mộ Dương tiêu chuẩn. Dù sao, hắn đã nghiền ép đánh bại Vệ Quốc Hào. Ta đề nghị ngươi không muốn bái ta làm thầy. Mộ Dương chân thành nói. Vì cái gì? Lý Thiên Mệnh ngạc nhiên. Ta đã sớm đối ngươi thay đổi cách nhìn, biểu hiện của ngươi với ta mà nói không thể tưởng tượng. Lấy thiên phú của ngươi cùng tốc độ tiến bộ, ta cảm giác Chu Tước Quốc chứa không nổi ngươi. Lâm Tiêu Đình đều đi Thánh Thiên Phủ, ngươi cũng cần phải tìm tới rộng lớn hơn thiên địa, đi tìm mạnh hơn tồn tại. Mộ Dương nói. Bởi vì, đây cũng là hắn lúc còn trẻ mộng tưởng. Nhưng là, bởi vì do nhiều nguyên nhân, hắn không thể ra ngoài. Mà lại, làm ngươi Dương Thúc, ngươi mặc kệ bái không bái sư, ta đều sẽ chỉ dẫn ngươi. Dù sao, ta cảm thấy ngươi hô sư tôn ta, ta áp lực có chút lớn. Mộ Dương cười nói. Hắn người này cũng là trái tim pha lê, động một chút lại áp lực lớn, ngươi khinh bỉ hắn là được rồi. Thần Thánh ở một bên cười nói. Tốt a, nhưng thật ra là không phải sư tôn, cũng không có gì cái gọi là. Hắn đã sớm đem Mộ Dương, xem như người kính trọng nhất.
Vệ Thiên Hùng coi là Mộ Dương muốn đem thiên phủ truyền cho Lý Thiên Mệnh, nhưng kỳ thật hắn sai. Mộ Dương nhãn giới, so Vệ Thiên Hùng cao hơn nhiều. Hắn muốn đem Lý Thiên Mệnh, đưa đến càng rộng lớn hơn địa phương đi. Đúng rồi, thần thúc. Lý Thiên Mệnh xuất ra tại Trầm Uyên chiến trường hỏa thần quả lá cây, nói. Đến, trả tiền, đủ không? Thanh sắc thiên văn linh túy, còn tưởng là mùng 10 lần 1000 màu vàng thiên văn bảo ngọc, đầy đủ. Tính toán tiểu tử ngươi thành tín, sớm trả nợ, không phải vậy, ta nhưng muốn đòi nợ. Thần thánh cười nói. Thiên Mệnh, ta cùng hắn lần này mang ngươi tới nơi này, chủ yếu là muốn cho ngươi điều chỉnh một chút trên tu hành sự tình, để ngươi càng thêm phát huy ra chính mình song sinh ngự thú sư sở trường. Mộ Dương nói. Đây là Lý Thiên Mệnh cần. Bởi vì hắn vẫn luôn là ném lấy thạch đầu để đi qua sông, có người chỉ dẫn, sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Hỏi trước ngươi một vấn đề, đối xiềng xích bên ngoài binh khí, tiếp nhận trình độ như thế nào? Mộ Dương hỏi. Vẫn còn, nhưng ta thật thích viêm long xiềng xích loại này. Loại binh khí này không tốt, Lý Thiên Mệnh hỏi. Không phải là không tốt, loại binh khí này quá tà quá lại, thời gian dài sử dụng, dễ dàng đưa ngươi phương thức chiến đấu định hình. Để ngươi khó có thể cảm thụ những binh khí khác mị lực cùng uy lực. Cho nên, ta đề nghị ngươi, tại trưởng khống cái môn này binh khí đồng thời, có thể nắm giữ một môn, công chính trực, quân tử, binh khí, cùng xiềng xích vừa vặn ngược lại. Dạng này, có thể mở rộng ngươi chiến đấu thủ đoạn. Mộ Dương nói, một chính một tà, có đạo lý, Lý Thiên Mệnh nhẫn gật đầu không ngừng. Hắn xác thực cảm thấy Mộ Dương nói rất có đạo lý. Hắn gần nhất cũng cảm nhận được. Nói thật, hắn rất am hiểu xiềng xích chiến đấu, vô cùng thoải mái. Nhất là viêm long xiềng xích vào cái kia địa hỏa cầu long, đâm xuyên ngũ tạng lục phủ lần kia, để hắn hoàn toàn trải nghiệm đến, loại binh khí này hung tàn mà dữ tợn. Nhưng là, nếu như một mực sử dụng, cũng xác thực sẽ đem chính mình phương thức chiến đấu hoàn toàn định hình. Thậm chí, nhiễu loạn tâm cảnh. Nếu như lại nắm giữ một môn công chính chi khí, chính tà hợp nhất, đại đạo không giới hạn. Xin hỏi Dương Thúc, cái gì binh khí, mới là thứ nhất công chính chi khí? Lý Thiên Mệnh hỏi. Kiếm đạo, chính là công chính nhất chi đạo, mà ta cả đời tu kiếm, là diễm đồ bên trong, kiếm đạo tạo nghệ tối cao người. Ngươi nếu là muốn dùng kiếm, ta có thể chỉ dẫn ngươi. Mộ Dương chân thành nói. Kiếm. Lý Thiên Mệnh đã từng cảm thấy quá bình thường, hắn rất ít sử dụng. Nhưng là hiện tại, làm hắn chấp trưởng tà khí thời gian dài, quả thật có thể phát hiện. Loại này kiếm chi chính đạo, bác đại tinh thâm. Ta học, Lý Thiên Mệnh trực tiếp đáp ứng. Hắn đã sinh ra hứng thú nồng hậu. Hắn cũng không phải là sẽ bài xích xiềng xích, một chính một tà, đều là yêu quý, hỗ trợ lẫn nhau, mới là đại đạo. Có đảm lược, đi, theo người thần thúc muốn lễ vật đi. Mộ Dương cười. Cái gì, Lý Thiên Mệnh ngơ ngác một chút. Làm hắn nhìn về phía thần thánh thời điểm, hắn cười. Nguyên lai. Hai người bọn họ đã sớm chuẩn bị cho mình tốt. Thần thánh trong tay, xuất hiện một thanh kiếm. Thiên Mệnh, đây là ta tinh thần thương hội, lớn nhất thích hợp ngươi binh khí, ngươi dám khiêu chiến cấp 6 thú binh sao? Thần thánh hỏi. Đương nhiên dám, Lý Thiên Mệnh quan sát lấy thanh kiếm này, đã ánh mắt sáng ngời. Thanh kiếm này, thẳng tắp sắc bén, nắm giữ hai loại nhan sắc, trung ương chính là màu đen, lôi đỉnh mãnh liệt. Thế mà, kiếm nhận bốn phía sắc bén chỗ. Mà như có liệt hỏa thiêu đốt, thiêu đến đỏ thẫm. Trên chuôi kiếm, chính vị trí trung tâm có một khỏa ám tử sắc thạch đầu. Hòn đá kia bên trong ẩn chứa lời bộc bạch tia chớp lôi đỉnh uy lực, phát ra gào thét phong lôi chi thanh. Mà tại cái này thầm hòn đá màu tím bốn phía, có bốn khỏa màu đỏ thắm hòn đá nhỏ, cái này màu đỏ thắm hòn đá nhỏ ngay tại thiêu đốt màu đỏ sậm liệt diễm. Lôi đỉnh cùng hỏa diễm, tại cái này trường kiếm phía trên hoàn mỹ tụ hợp cùng một chỗ. Đây là cấp 6 thú binh, đại lôi diệt kiếm. Hắn thân kiếm, chính là lâu dài bị lôi hỏa nung khô, thiên lôi huyền cương, hội tụ 93 chủng linh khoáng đoán tạo. Trên chuôi kiếm, cái này một cái, thiên lôi thạch, chính là màu xanh lam thiên văn linh quặng, trong đó có dấu 1000 nói màu xanh lam thiên văn linh tai cấp bậc lôi đình. Mà cái này thiên lôi thạch xung quanh, có 4 cái, hỏa linh thạch, khảm nạm, 4 hỏa hội tụ, vây khốn lôi đình, đủ để hình thành, đại lôi diệt kiếm khí. Kiếm này, nắm giữ hỏa diễm thiêu đốt, lại có lôi đỉnh xé rách. Ta chưa từng thấy qua, thế gian có người loại này song thuộc tính song sinh ngự thú sư. Cái này đại lôi diệt kiếm bị đoán tạo đến nay, chưa bao giờ gặp phải thật phù hợp ngự thú sư,
đặt ở Tinh Thần Thiên Cung, cũng bởi vì giá cả đắt đỏ không ai mua sắm. Nhưng ta tin tưởng, người có thể đem cái này đại lôi diệt kiếm uy lực, hoàn toàn phát huy ra. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lúc nói chuyện, thần thánh đem đại lôi diệt kiếm giao phó đến Lý Thiên Mệnh trên tay. Nắm chặt thanh kiếm này thời điểm, Lý Thiên Mệnh có thể cảm thụ hắn phong lôi gào thét, thân kiếm phát ra trận trận tiếng oanh minh. Thanh kiếm này, chắt lọc cấp 7 hung thú, lôi hỏa cự tích huyết. Có lôi hỏa cự tích huyết mạch ẩn chứa, nó vừa phát ra tiếng oanh minh, hiển nhiên, đối người cái chủ nhân này rất hài lòng. Thần thánh cười nói, đa tạ thần thúc. Lý Thiên Mệnh nắm bắt tới tay phía trên, quả thực yêu thích không buông tay. Binh khí, chính là lực lượng kéo dài. Lý Thiên Mệnh là loại kia, đối binh khí yêu thích không buông tay người. Cho nên, hắn vạn phần cảm tạ thần thánh lễ vật này. Thiên Mệnh, người cũng đừng có mới nới cũ, quên đi Viêm Long xiềng xích. Mộ Dương nói, Viêm Long xiềng xích, là hắn tặng. Thì ngươi cái kia cấp 5 thú binh, khác lấy ra mất mặt. Thần thánh cười nói, ngươi chờ, ta qua mấy ngày, thì cho ngươi đưa tới cấp 6 thú binh. Mộ Dương nói, ha ha. Hai vị thúc thúc đừng có khách khí như vậy, đã như vậy, vậy ta thì đều thu nhận. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn cảm nhận được có chỗ dựa cảm giác. Thật sự sảng khoái. 4 năm trước, chính mình một mình đi vào Diễm Đô, thì thua ở không có có chỗ dựa phía trên. Chớ đắc ý, đến đón lấy cũng là chịu khổ thời điểm, cầm đại lôi diệt kiếm, liền phải tu tập kiếm quyết. Có điều, ta chỉ dẫn ngươi tu luyện kiếm quyết, có thể không dễ dàng như vậy. Mộ Dương nói. Lý Thiên Mệnh cũng không khoác lác, hắn hiện tại thì muốn thử xem, Mộ Dương muốn truyền thụ chính mình cỡ nào nạn kiếm quyết. Người vẫn là linh nguyên cảnh, chỉ cần không đột phá đến quy nhất cảnh giới, thì không thể sử dụng quy nhất chiến quyết. Bởi vì quy nhất chiến quyết, nhất định phải có quy nhất khí tràng. Quy nhất khí tràng, đó là đột phá linh nguyên cảnh về sau, ngự thú sư cùng cộng sinh thú chung cùng tu luyện, đản sinh toàn thủ đoạn mới. Cho nên, người bây giờ có khả năng tu luyện. Tối cao là siêu phàm nguyên cấp chiến quyết. Mà ta môn này kiếm quyết, kỳ thật bản thân là siêu việt quy nhất cảnh, thiên ý chiến quyết. Thiên ý chiến quyết, là người bây giờ không thể nào hiểu được tồn tại. Nhưng là, ta đi qua giản hóa, áp xúc, tuyển lựa trong đó linh nguyên cảnh có thể tìm hiểu bộ phận, chỉ đạo ngươi tu luyện. Kể từ đó, cái môn này kiếm quyết, thì đại khái tương đương với siêu phàm nguyên cấp chiến quyết. Nhưng là, nếu như ngươi có thể tu luyện được tốt, thậm chí suy một ra ba, như vậy phát huy ra có thể so với quy nhất chiến quyết uy lực. Thậm chí, sớm dung nhập yếu ớt thiên ý nhập trong đó, sinh ra lực sát thương đáng sợ. Ý tứ nói đúng là, cái môn này kiếm quyết, chỉ cần ngươi thiên phú đầy đủ cao, nó thì cầm giữ có vô hạn khả năng. Tiền thân là thiên ý chiến quyết, còn vượt qua quy nhất chiến quyết, làm sao có thể không cường. Nhưng phát huy ra bao nhiêu thành, thì nhìn Lý Thiên Mệnh chính mình. Ngươi có lòng tin sao? Mộ Dương hỏi, thử một chút, Lý Thiên Mệnh nắm cái kia đại lôi diệt kiếm, trầm giọng nói ra. Hắn không khoác lác, nhưng lần này, là Mộ Dương lớn nhất chăm chú một lần chỉ dẫn. Hắn khẳng định muốn để cho mình đánh bại Lâm Tiêu Đình, đánh giết tâm ma, từ đó nhất phi trùng thiên. Cho nên, hắn cùng thần thánh cùng một chỗ. Thần thánh cho mình cấp 6 thú binh đại lôi diệt kiếm, mà hắn tự mình giản hóa thiên ý chiến quyết, truyền thụ chính mình. Hai vị trưởng bối dụng tâm lương khổ, Lý Thiên Mệnh như thế nào lại không hiểu. Ngươi hẳn là sẽ có đối mặt Lâm Tiêu Đình cơ hội. Cái môn này kiếm quyết, là ta duy nhất không dạy qua hắn. Cái này nghịch đồ, được Thánh Thiên Phủ coi trọng, ngay cả ta đều không để vào mắt. Thiên Mệnh, chấp trưởng kiếm này, dạy ngươi cái này kiếm quyết. Là ta duy nhất có thể trợ giúp ngươi. Về sau sinh tử, xem chính ngươi. Mộ Dương cầm lấy một thanh kiếm gỗ. Hắn thân mặc trường bào, đứng ở Lý Thiên Mệnh trước mắt. Cầm kiếm về sau, dù là chỉ là một thanh kiếm gỗ, cả người hắn trong nháy mắt biến đến sắc bén. Trung chính chi đạo, Lý Thiên Mệnh một chút thì cảm nhận được. Đó là kiếm phong mang. Thẳng tắp, thà chết chứ không chịu khuất phục, một kiếm ngút trời, sinh tử chớ luận. Thời khắc này Mộ Dương, thì có bực này ngập trời kiếm ý. Hắn có thể làm tuyển phó phủ chủ, quả nhiên không phải tầm thường. Môn này kiếm quyết, tên là Thiên Địa Nhân Tam Sát Kiếm. Kiếm quyết này, hết thảy 7 chiêu. Nhân sát kiếm, 1, như quỷ vũ, 2, như hồn thệ. Địa sát kiếm, thứ nhất mạch động, thứ hai chấn ngục. Mạch động,
là địa mạch lắc lư, chấn ngục, thì làm rung động địa ngục. Thiên sát kiếm, hội tụ thương thiên kiếm ý, một là thần nộ, hai là thiên kiếp, ba vì huyễn diệt. Huyễn diệt một kiếm, mới là chí tôn kiếm ý, là chân chính thiên ý chi đạo. Cái này bảy kiếm, ta đều đi qua giản hóa, trở về nguyên thủy bộ phận, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu kiếm, đến xem chính ngươi tạo hóa. Lý Thiên Mệnh không nói gì, nhưng là hắn lại nhớ kỹ Mộ Dương nói mỗi một chữ. Đại lôi diệt kiếm, thiên địa nhân tam sát kiếm. Quỷ vũ, hồn thệ, mạch động, chấn ngục, thần nộ, thiên kiếp, huyễn diệt. Thiên ý chiến quyết, tên đều là như thế nổ sao. Ong ong ong. Đúng vào lúc này, Mộ Dương ở trước mặt hắn, tại cái này viêm hoàng kính bên trong, bắt đầu múa kiếm. Nhân sát kiếm, quỷ vũ. Một kiếm này, như quỷ mị chi múa, vô tung vô hình. Rất hiển nhiên, cái môn này kiếm quyết, đã dung nhập thân pháp ở trong đó. Thân pháp cùng kiếm quyết tuyệt phối, mới là một kiếm như quỷ vũ. Quỷ vũ, lạ thường một kiếm, tại mê huyễn bên trong, cũng tại phong mang ở giữa. Đinh! Kiếm gỗ vừa ra, vậy mà phát ra kim loại thanh âm, không khí gào rít. Lý Thiên Mệnh híp mắt. Đây chính là thiên ý. Dù là giản hóa vô số, vẫn có thể cảm nhận được cuồn cuộn. Hắn biết, thiên ý cảnh giới, là ngự thú sư rốt cục nắm giữ có thể so với cộng sinh thú linh nguyên thần thông cảnh giới. Cái kia về sau, mới là ngự thú sư đáng sợ nhất thời điểm. Hắn tại học tập, trong đầu của hắn, không ngừng trọng phóng một kiếm này dữ tợn. Thậm chí, liền tiểu hoàng gà cùng tiểu mèo đen đều bị hấp dẫn, ngơ ngác nhìn một kiếm này tao nhã. Nhưng, đây chỉ là bắt đầu. Nhân sát kiếm, hồn thệ. Quỷ vũ về sau, kiếm thứ hai liền không có mê huyễn, mà chính là càng hung, mạnh hơn. Một kiếm phía dưới, quỷ hồn tan biến. Một kiếm này, xuyên qua hư ảo, trong nháy mắt xuyên hồn. Nhưng là Mộ Dương không có đình chỉ. Địa sát kiếm, mạch động. Lần này, kiếm pháp cùng thân pháp kết hợp càng thêm rõ ràng. Hắn mỗi một bước giẫm tại trên mặt đất chấn động, viêm hoàng tháp đều đang chấn động. Nếu là ở mặt đất, thì là địa mạch chấn động. Đinh đinh đinh. Một kiếm này, người dường như cùng khắp nơi kết hợp với nhau, như mãnh liệt dao động, trùng kích đối thủ. Địa sát kiếm, chấn ngục. Ông. Một kiếm này, là một trận bạo phát. Một kiếm chém giết. Rung động địa ngục. Oanh. Viêm hoàng tháp run rẩy kịch liệt một lần. Mộ Dương đột nhiên vừa thu lại, kiếm gỗ về. Phong mang của hắn, lúc này mới thu vào. Trước diễn luyện bốn chiêu này cái gì thời điểm học hội, ta sẽ dạy ngươi thiên sát kiếm, không thể mơ tưởng xa vời. Ta mấy ngày nay, ngay tại cái này cùng ngươi, có vấn đề gì hỏi thăm ta. Nhưng là, lớn nhất tốt chính mình lĩnh hội. Chính mình lĩnh hội, mới có thể chạm đến mạnh nhất kiếm đạo. Minh bạch. Nói thật. Lần này diễn luyện, để Lý Thiên Mệnh thấy được võ đạo cao thâm hơn cảnh giới. Mộ Dương, mở cho hắn mở đất thiên ý cảnh giới cửa lớn. Hắn thật đang phát hiện, nguyên lai võ đạo thế giới, vậy mà là như vậy. Linh nguyên thần thông chính là cộng sinh thú thủ đoạn, mà ngự thú sư, cần phải truy cầu càng huyền ảo hơn lực lượng. Có thể nói, được ích lợi không nhỏ. Lý Thiên Mệnh tay cầm đại lôi diệt kiếm, nhắm mắt lại, hồi tưởng vừa mới nhân sát kiếm chi quỷ vũ. Tiểu hoàng gà cũng ra dáng, tại bên cạnh nghiên cứu. Đến mức miêu miêu, ngủ thiếp đi. Cái này bất tranh khí ra hỏa a. Bất quá, Lý Thiên Mệnh đã hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình bên trong. Mở to mắt, nhìn lấy trong gương chính mình, nhìn thẳng chính mình, mở to mắt cảm ngộ, mới thật sự là cảm ngộ. Mở mắt nhìn thế giới, người sẽ loạn, càng là loạn bên trong, lĩnh hội chân lý, mới có thể tại chiến đấu chân chính bên trong bạo phát. Mộ Dương nhắc nhở. Đây chính là viêm hoàng kính tác dụng. Tốt. Lý Thiên Mệnh nhìn thẳng chính mình. Chung quanh là vô số cái chính mình. Nhìn thẳng chính mình, siêu thoát chính mình. Đây là một trận hoàn toàn mới tu hành thể nghiệm. Hôm nay, trước đâm ra 1000 lần quỷ vũ. 1000 lần, nhìn xem có thể hay không ra một lần, tránh thức lĩnh hội tới tinh túy một kiếm. Mộ Dương nói. 1000 lần. Ra một kiếm tinh túy. Lý Thiên Mệnh nhìn lấy trong gương chính mình. Bắt đầu. Đinh. Không được. Tuyệt đối không được. Hắn xác thực gặp hoang mang, cái môn này kiếm quyết, đã vượt ra linh nguyên cảnh phạm vi. Hắn vô số lần nhớ lại. Hắn không cần Mộ Dương diễn luyện lần thứ hai, bởi vì lần thứ hai, có thể sẽ là cảm giác khác. Muốn là cảm giác, mà không phải bắt chước.
Một kiếm kia, cần muốn đạt tới như thế nào ý chí? Lý Thiên Mệnh không ngừng xuất kiếm. Tại xuất kiếm bên trong, nhìn lấy tấm gương vô số chính mình, đi tìm kiếm quyết tinh túy. Siêu. Nhân sát kiếm, như quỷ vũ. Quỷ chi múa, quỷ mị vô tung ảnh, biến hóa thất thường, giấu giếm sát cơ. Toàn thân thú nguyên, hội tụ một chỗ. Ngay cả trên tay cái kia tiểu mệnh kiếp mang tới màu đen vòng tròn, tựa hồ cũng đang nháy quang. 800 lần. Sau một ngày, Lý Thiên Mệnh ra 800 kiếm, nhưng là vẫn không thành công. Ổn định tâm cảnh, mỗi một kiếm, đều là bắt đầu lại từ đầu. Mộ Dương nhắc nhở. Nói thật, Lý Thiên Mệnh lần thứ nhất cảm giác được tu hành khó khăn. Lại ra một kiếm. Bỗng nhiên, Lý Thiên Mệnh nhìn đến trong gương chính mình. Màu tóc, vậy mà càng trắng hơn. Hiện tại biến thành màu xám đậm, cùng vệ tịnh màu xám nhạt, giống như có chút tương tự. Chuyện gì xảy ra? Hắn cúi đầu xem xét. Ta dựa vào. Hắn sợ ngây người. Trên tay phải của hắn, xuất hiện cái thứ hai vòng tròn. Hai cái màu đen vòng tròn, đập ở cùng nhau. Hắn rõ ràng nhớ đến, hôm qua chỉ có một cái. Lại một lần nữa, tê cả da đầu. Tiểu mệnh kiếp, vậy mà không có kết thúc. Nắm giữ hai cái vòng tròn, cũng không có vượt qua vệ tịnh, vấn đề ngược lại là không có vấn đề gì. Nhưng là ai biết, sẽ không tiếp tục biến hóa xuống dưới. Làm sao dừng lại, Mộ Dương hỏi. Lý Thiên Mệnh nói cái này tiểu mệnh kiếp vấn đề. Thân thể có thể có ảnh hưởng. Không có, cảm giác não tử càng rõ ràng, giống như cái này vòng tròn, còn có thể phụ trợ ta, hấp thu thiên địa linh khí. Lý Thiên Mệnh một ngày không có tu luyện cảnh giới, một chút thử một chút, cảm giác rất hung tàn. Ngày mai lại quan sát, hôm nay tiếp tục luyện kiếm. Mộ Dương nói. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Hắn thuận tiện cầm lên thanh tú tiểu hoàng gà xem xét. Quả nhiên, nó cánh hạ điểm đen, nhiều một cái. So với hôm qua nhiều một cái. Màu tóc biến hóa, vòng tròn cũng nhiều. Bỗng nhiên ở giữa, dường như não tử rõ ràng rất nhiều. Lý Thiên Mệnh cũng rất kỳ quái. Ngày mai, có thể hay không lại thêm một cái. Tuy nhiên không biết, là họa hay phúc. Nhưng luôn cảm giác, tốt giống loại biến hóa này. Là một loại đến từ hắn tự thân huyết mạch nghịch thiên chuyển biến. Từ nơi sâu xa, hắn có cái này dự cảm. Hết thảy, thì xem ngày mai. Lý Thiên Mệnh ban ngày tu luyện, quỷ vũ quen thuộc, đại lôi diệt kiếm. Buổi tối, thì tại Viêm Hoàng là bên cạnh tăng lên cảnh giới. Tiểu mèo đen chỉ có thể ban ngày ngủ, buổi tối bị Lý Thiên Mệnh kéo lấy tu hành. Ngày thứ ba kết quả, rất nhanh liền đi ra. Trời vừa mới tờ mờ sáng thời điểm. Lý Thiên Mệnh đứng tại Viêm Hoàng kính trước đó. Hắn nhìn tận mắt, tóc của mình, đã cùng vệ tịnh một dạng, hoàn toàn biến thành màu xám nhạt. Bởi vì cánh tay trái quấn quanh lấy thật dày màu trắng vải, lại thêm cái này cạn mái tóc màu xám. Hắn tổng thể khí chất, bắt đầu nhiều một chút yêu dị cảm giác. Mà lại, hắn đồng dạng tận mắt thấy, cánh tay phải phía trên, cái kia hai cái màu đen vòng tròn bên cạnh, xuất hiện cái thứ ba màu đen vòng tròn. Vòng vòng đan xen. Cứ như vậy, hắn màu tóc cùng cái này ba cái vòng tròn, đã cùng vệ tịnh giống như đúc. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi không có tiểu mệnh kiếp triệu chứng, nhưng lại có tiểu mệnh kiếp tạo hóa. Mộ Dương trăm mối vẫn không có cách giải. Cái này màu đen vòng tròn cùng màu tóc cải biến, chỉ là một cái bên ngoài lộ vẻ ký hiệu, tránh thức cải biến chính là thể chất. Các ngươi người nhà họ vệ, tại bài trừ tiểu mệnh kiếp, nắm giữ một cái vòng tròn về sau. Tu luyện tốc độ phổ biến có thể gia tăng gấp đôi hai bên. Mà ngươi cùng Tĩnh Nhi, có ba cái vòng tròn, cảm giác so với 20 năm trước, cũng có không sai biệt lắm gấp 3 đến gấp 4 lần tốc độ. Lại càng không cần phải nói, lại thêm có thể thích ứng đỉnh phong độ phù hợp Viêm Hoàng Thạch, tốc độ tự nhiên càng kinh khủng. Đương nhiên, đây là linh nguyên cảnh tốc độ, không biết đi lên tu luyện còn có thể hay không bảo trì loại này cao tốc. Mà lại, không chỉ là tu luyện tốc độ. Cảm giác thiên địa linh khí năng lực, hấp thu chuyển hóa thiên địa linh khí năng lực, còn có tại hiểu được, năng lực lĩnh ngộ phía trên, tựa hồ cũng có tiến bộ. Nói ngắn gọn, não tử rất rõ ràng, một chút thì thông. Một cái vòng tròn liền có thể thành tựu vệ thiên thương, huống chi ba cái vòng tròn. Cho nên, vòng tròn số lượng càng nhiều, thể chất càng cao, thiên phú càng xuất chúng. Cũng không biết, vẫn sẽ hay không có Tịnh Nhi phía trước 20 năm loại kia tác dụng phụ. Mộ Dương một chút lo lắng nói. Hắn đối tiểu mệnh kiếp cùng vòng tròn, vẫn tương đối hiểu rõ.
Tiểu mệnh kiếp tác dụng phụ, thực sự thật đáng sợ. Cái kia 20 năm, như là vệ tỉnh ác mộng. Nàng bây giờ có thể quay về 20 tuổi, đều là bởi vì nhận qua quá nhiều khổ. Thông qua cùng Mộ Dương, thần thánh thảo luận, Lý Thiên Mệnh đối cái này ba cái vòng tròn có mới nhận thức. Một ngày mới, tiếp tục tu luyện thiên địa nhân tam sát kiếm. Lý Thiên Mệnh bất ngờ phát hiện, não tử xác thực lại rõ ràng không ít. Hắn có thể hồi ức Mộ Dương động tác, mỗi một chi tiết nhỏ, tựa hồ cũng có thể phóng đại. Một kiếm, quỷ vũ. Lý Thiên Mệnh một kiếm đâm ra. Thiên phú, đến cùng là cái gì? Cái kia chính là, nguyên bản rất khó đổ vật, ở thiên phú tăng lên về sau, bỗng nhiên một chút thì thông. Cũng là loại cảm giác này. Lý Thiên Mệnh đột nhiên đâm ra một kiếm. Kiếm xuất thời khắc, thân pháp quỷ mị, như quỷ ảnh trọng trọng, một kiếm đâm ra, như vạn kiếm xuyên tâm. Cuối cùng thành công một kiếm, tiếp tục. Mộ Dương trong mắt xuất hiện thần sắc tán thưởng. Không dùng hắn nói, Lý Thiên Mệnh thì tại tiếp tục. Xuống một kiếm, như bóng với hình, cước bộ lướt nhẹ. Siêu. Một kiếm ra, như quỷ ảnh. Đinh đinh đinh. Cái kia đại lôi diệt kiếm xé rách không khí, chấn động kịch liệt. Tiếp tục. Một kiếm, lưỡng kiếm. Sau đó, Lý Thiên Mệnh giết ra 30 kiếm, mỗi một kiếm đều là quỷ vũ. Nhưng là mỗi một kiếm. Đều mỗi người không giống nhau. Lợi hại, mỗi một kiếm đều thành, này bằng với người tu thành quỷ vũ. Tiếp đó, nhớ kỹ cảm giác này. Có thể bắt đầu tu luyện hồn thể, nhưng là tu luyện hồn thể thời điểm, vẫn phải luyện lại quỷ vũ. Đem quỷ vũ cùng hồn thể, hóa làm một thể, liên tiếp giết ra. Mộ Dương kiên nhẫn chỉ dẫn, thần thánh thì tại bên cạnh quan chiến, không nói một lời. Ngẫu nhiên, hắn nhìn một chút tiểu hoàng gà cũng đang chăm chú nghe giảng. Nó lấy chính mình cánh làm kiếm, dưới chân như bóng với hình. Cái này cấp 7 cộng sinh thú con gà con, là quái vật. Thần thánh nhìn mà than thở. Một con gà, tại tu luyện giản hóa thiên ý chiến quyết. So sánh phía dưới, cái kia trồng vó, nằm ngáy o o tiểu mèo đen, thì lộ ra quá lười. May mắn còn có một cái lười biếng, không phải vậy, liền càng thêm không dùng khiến người khác sống. Lý Thiên Mệnh thì bắt đầu tiến vào, hồn thể thế giới. Nhất kiếm xuyên tâm, thần hồn tan biến. Nhất kích tất sát. Một kiếm lên, quỷ ảnh trọng trọng, hồn thể này. Nhân sát kiếm, sát nhân kiếm. Như quỷ vũ, một kiếm đến, hồn phi phách tán. Kiếm thứ hai, thiếu đi mê huyễn, nhiều sát cơ. Nhanh chuẩn hung ác một kiếm, gào thét mà đến. Trong thân thể, luyện ngục chi nguyên cùng hỗn độn lôi nguyên đản sinh hai loại thú nguyên, đột nhiên quấn quýt lấy nhau, như là lôi hỏa song long xông ra thân thể. Sau đó, thú nguyên hội tụ tại đại lôi diệt kiếm bên trong, triệt để đốt lên trên đó thiên lôi thạch cùng 4 khỏa hỏa linh thạch. Đại lôi diệt kiếm khí, lao vút mà ra. Nhân sát kiếm, hồn phi phách tán này. Đinh! Tượng mô tượng giảng, lợi hại, ta có thể khẳng định, nắm giữ 3 cái vòng tròn về sau, lĩnh ngộ của ngươi năng lực tăng lên rất nhiều. Mộ Dương tán thán nói. Cho nên, ngày mai sẽ không xuất hiện cái thứ tư vòng tròn. Thần thánh tại bên cạnh cười hỏi. Lý Thiên Mệnh cũng muốn biết. Nếu như đúng vậy, hắn thì vượt qua mẫu thân. Có phải hay không, ta cũng là tiểu mệnh kiếp chi thể, nhưng là tiểu mệnh kiếp bạo phát, lại gặp vĩnh hằng luyện ngục thể cùng thái sơ hỗn độn thể. Sau đó, tiểu mệnh kiếp không thể bạo phát, hắn tạo hóa lại bị đào móc đi ra. Đây là Lý Thiên Mệnh suy đoán. Cái này nhất định là tiểu mệnh kiếp cùng thái cổ hỗn độn cự thú va chạm sinh ra hậu quả. Dù sao, tiểu hoàng gà cùng tiểu mèo đen trên thân. Đều có 3 cái chấm đen. Thậm chí cái kia còn lại 8 quả trứng, đoán chừng đều có đi. Đến buổi tối, Lý Thiên Mệnh theo Viêm Hoàng Tháp lầu 2 xuống tới, đến lầu 1 Viêm Hoàng Thạch. Hắn đồng dạng phát hiện, hiện đang hấp thu thiên địa linh khí chuyển hóa tốc độ càng nhanh, đại khái cũng là trước đây gấp 3 trở lên. Vĩnh hằng luyện ngục kinh cùng thái sơ hỗn độn quyết càng thêm thông thuận. Thiên địa linh khí theo thân thể mỗi một cái lỗ chân lông hội tụ, tại mới thể chất phía dưới. Linh khí phong bạo không ngừng suy yếu. Luyện ngục chi nguyên cùng hỗn độn lôi nguyên, thì càng ngày càng lớn mạnh. Ngày mai, sẽ như thế nào? Ngày thứ hai rất nhanh tới. Tờ mờ sáng thời gian. Lý Thiên Mệnh đứng tại ánh ban mai phía dưới, nhìn lấy cánh tay phải của mình. Ngay tại ánh mắt của hắn chuyên chú thời khắc, cái thứ tư vòng tròn xuất hiện, đập lúc trước 3 cái vòng tròn bên trái. Tạo thành một cái 4 vòng đan sen đồ án.
Ở trong quá trình này, thể chất của hắn tựa hồ còn tại sinh ra nghiêng trời lệch đất kịch biến. Lý Thiên Mệnh đi đến Viêm Hoàng Tháp tầng thứ 2. Lúc này thời điểm Mộ Dương còn chưa tới, thần thánh cũng đi về nhà. Hắn nhìn đến tấm gương chính mình. Màu tóc, quả nhiên còn tại trở thành nhạt bên trong. Trước mắt đến xem, đã là rất nhạt màu xám. Bốn cái vòng, tiếp tục tu luyện hồn thể thử một chút. Mỗi ngày gia tăng một cái, liền Lý Thiên Mệnh chính mình cũng cảm thấy quá điên cuồng. Thậm chí tiểu hoàng gà cùng tiểu mèo đen đều cũng giống như mình. Hồn thể. Hôm nay đệ nhất kiếm, Lý Thiên Mệnh đột nhiên đâm ra, cái này cương mãnh một kiếm, trực tiếp thành hình. Tiếp đó, mỗi một kiếm đều là một kiếm đứt cổ. Lợi hại, bốn cái vòng thật sao? Mộ Dương cùng thần thánh đi đến, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng vẻ tán thán. Thiếu niên này, vẫn là mới vừa gặp khi đó, chính mình cho là hắn không có khả năng đuổi kịp người đồng lứa cái kia sao? Hiện tại, chủ tước quốc người đồng lứa, đã không có khả năng đuổi kịp hắn. Đúng. Có thể, hồn thể cũng tu luyện thành công, tiếp đó, thử một lần địa sát kiếm, mạch động. Tốt. Nhân sát kiếm, tu luyện thành công, giết người không có vấn đề. Địa sát kiếm, mạnh hơn, càng dồi dào, càng mãnh liệt. Địa sát kiếm, người muốn càng chú ý cước pháp, nhân sát kiếm là thân pháp cùng kiếm pháp kết hợp. Địa sát kiếm, thì là cước pháp cùng kiếm pháp kết hợp. Cái gọi là cước pháp, không công kích đối thủ, lại cần tại bên trong lòng đất tiếp sức, cảm thụ mạch động. Địa sát kiếm, người muốn đi ra ngoài tu luyện, thì ở trong đất bùn tu luyện. Cho nên, cho dù có nơi này có Viêm Hoàng kính trợ giúp, người cũng phải đi xuống. Tốt! Lý Thiên Mệnh đã sớm không kịp chờ đợi. Viêm Hoàng kính đối tu luyện chiến quyết trợ giúp rất lớn, nhưng dù sao, Viêm Hoàng tháp tầng thứ 2, không cảm giác được khắp nơi mạch động. Thì tính sao, chấn động địa ngục. Cái này lưỡng kiếm, đại khí bàng bạc, thẳng thắn thoải mái. Cái này đại lôi diệt kiếm trong tay, hoàn toàn biến thành trọng kiếm. Lý Thiên Mệnh đây là đang làm gì? Phó phủ chủ tự mình chỉ đạo hắn tu luyện kiếm pháp. Xem ra phó phủ chủ đã thu hắn làm đồ đệ. Hâm mộ a, nhớ ngày đó, hắn vẫn là mọi người trong miệng tuyệt là tầm thường, hiện tại, nghe nói đánh bại Tinh Khuyết cùng Thần Hạo liên thủ. Một kiếm này, thật mạnh. Đã từng quen thuộc qua hắn thiên phủ đệ tử, hiện tại tán thưởng cùng kính nể vây xem, tâm phục khẩu phục. Vệ Quốc Hào cùng Vệ Lăng Huyên bọn họ, ở phía xa quan chiến, bọn họ ánh mắt vẫn là khó chịu. Tỷ như Vệ Quốc Hào, hắn ghen ghét Lý Thiên Mệnh có thể có Mộ Dương chỉ dẫn. Chỉ là, làm Lý Thiên Mệnh kiếm chiêu giết ra tới thời khắc, bọn họ đều dọa đến lui về phía sau mấy bước. Hào ca, cha nói Lý Thiên Mệnh, lại là tương lai phủ chủ, chúng ta triệt để không đùa. Vệ Thanh giật khó chịu nói. Bây giờ nói lời này còn quá sớm, chờ xem, chờ ta Ma Lam quyết khôi phục, tuyệt đối có đánh bại hắn một ngày. Đúng, hướng ra ra, hướng Dương Thúc chứng minh, đến cùng ai mạnh hơn. Vệ Lăng Huyên cắn răng nói. Đi, Vệ Lăng Huyên hừ một tiếng, quay người rời đi. Đám hài tử này, vẫn khó chịu Lý Thiên Mệnh mẹ con bọn hắn trở về, đoạt bọn họ danh tiếng. Nhất là Vệ Quốc Hào cùng Vệ Lăng Huyên. Bởi vì, bọn họ mới là vệ phủ dòng chính. Một ngày này, mạch động, sơ thành. Khoảng cách đại thành, chỉ sợ còn cần ma luyện 4-5 ngày. Đây là Mộ Dương nguyên thoại. Nhưng là, thật cần sao? Ngày thứ 5 thời điểm, Lý Thiên Mệnh trên cánh tay, cái thứ 5 vòng tròn xuất hiện. Màu tóc càng trắng hơn. Lý Thiên Mệnh đây là đi nhuộm tóc sao? Hắn cảm thấy màu trắng rất đẹp trai. Kỳ thật, xác thực thật đẹp trai. Nhìn như vậy lên, hắn đổ là xứng với Linh Công Chúa, dù sao hắn cũng là vệ phủ hậu nhân. Không có người biết, năm cái vòng tròn về sau, thiên phú của hắn tăng lên tới trình độ nào. Nhưng Lý Thiên Mệnh có dự cảm, loại biến hóa này cần phải còn không có kết thúc. Hắn đến cùng, cuối cùng cầm giữ có mấy cái vòng tròn. Ngày thứ 6, hắn tại tờ mờ sáng thời điểm đi ra ngoài, quan sát cánh tay. Cái thứ 6 vòng tròn, chưa từng xuất hiện. Cuối cùng kết thúc, Lý Thiên Mệnh có chút tiếc nuối, hắn còn tưởng rằng sẽ một mực gia tăng đi xuống, chính mình càng ngày càng đáng sợ. Không nghĩ tới, hôm nay chấm dứt. Nhưng là đứng tại Viêm Hoàng kính trước thời điểm, hắn làm sao cảm giác tóc vừa liếc. Đây không phải loại kia khô ráo trắng, mà là một loại sáng trắng màu trắng, thậm chí hào quang lóa mắt. Hiện tại có thể nói là màu trắng bạc, mỗi một cây sợi tóc, đều không tì vết chút nào, tựa như là phi thường tỉ mỉ sợi bạc.
Đây không phải già nua cảm giác, cái này ngược lại là sinh mệnh lực vô cùng tràn đầy cảm giác. Là thiên phú siêu nhiên cảm giác. Hắn cảm giác mình so với hôm qua càng đáng sợ. Nhưng vì cái gì, vòng tròn không có gia tăng. Lão đại, kỳ thật tăng lên, chỉ là ngươi không thấy được mà thôi. Tiểu hoàng gà cười hắc hắc nói. Nó cũng cảm giác mình càng ngày càng đáng sợ, cùng đột phá huyết mạch gông xiềng là một loại cảm giác. Có ý tứ gì? Đều 5 cái vòng tròn, chẳng lẽ, còn có thể lại tăng thêm? Như vậy cuối cùng, sẽ có mấy cái? Cánh tay phải 5 cái vòng tròn không có gia tăng, cái kia gia tăng vòng tròn ở đâu? Chẳng lẽ? Lý Thiên Mệnh nhìn về phía giữa hai chân. Lý Nhị ngu ngốc, người đang suy nghĩ gì đấy? Tiểu hoàng gà cười phun ra. Nó ngay từ đầu mở ra bên phải chính mình cánh, phần sau là có 5 cái chấm đen, cũng không có gia tăng. Sau đó, nó mở ra bên trái cánh. Ngươi xem một chút bên này. Lý Thiên Mệnh bất ngờ nhìn đến, ở bên trái cánh cái kế tiếp không dễ dàng phát giác vị trí, xuất hiện một điểm đen. Bên phải cánh 5 cái, bên trái cánh 1 cái. Hôm qua, bên trái nó cánh cũng không có. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía mình cánh tay trái. Trước đây, vẫn luôn là cánh tay phải đang gia tăng vòng tròn, hắn không nghĩ tới cánh tay trái. Dù sao, trên cánh tay trái là vải giáp màu đen. Làm hắn cởi ra vải, đi phía trái cánh tay giống nhau vị trí nhìn thời điểm, mơ hồ có thể nhìn đến, tại cái kia vải giáp màu đen phía trên, mơ hồ có một cái vòng tròn. Bởi vì đều là màu đen, cho nên cùng tiểu mèo đen một dạng, rất khó nhìn rõ ràng. Nhưng hắn có thể khẳng định, cái thứ 6 vòng tròn xuất hiện. Điều này nói rõ, hắn vòng tròn số lượng, đã đạt đến vệ tịnh gấp 2. Cái này tiểu mệnh kiếp, điên rồi đi. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, hướng về kinh khủng thiên tài trình độ bước vào. Địa sát kiếm, mạch động, còn cần ma luyện 4-5 ngày. Ngay tại cái này nắm giữ cái thứ 6 vòng tròn ngày thứ 6, nắm giữ trắng tóc dài màu bạc Lý Thiên Mệnh, tại Viêm Hoàng Tháp trước thổ địa bên trên luyện kiếm. Hấp dẫn vô số thiên phủ đệ tử chú ý. Một kiếm ra, thanh thế to lớn, đại địa mạch động. Một kiếm này, mượn nhờ cước pháp, mượn nhờ lực lượng của đại địa, hình thành khủng bố bạo phát. Một kiếm chia cắt thành cửu kiếm, mỗi một kiếm đều giống như một lần động đất, một đợt so một đợt cường. Lại như cùng đại hải thủy triều, điên cuồng chấn động, áp chế đối thủ. Cái này cũng có chút quá đẹp rồi a. Trước kia làm sao không có phát hiện. Hắn khí chất tốt như vậy, ngũ quan như thế đoan chính. Loại này màu tóc cảm giác quá tốt rồi, không phải màu trắng, dưới ánh mặt trời sợi bạc lập lòe, hắn chỗ nào nhuộm màu tóc, ta cũng muốn đi chỉnh một cái. Được, ngươi không có loại điều kiện này, màu tóc nhiễm quá tốt, che ở ếch xanh trên đầu cũng khó coi. Người mẹ nó nói ai là ếch xanh đâu. Ồn ào, kinh thán, hâm mộ. Mà Lý Thiên Mệnh, chuyên tâm tu kiếm. Mạch động một kiếm. Trên cơ bản xem như xong rồi. 6 cái rồi. Mộ Dương đến về sau, nhìn đến hắn đã luyện thành mạch động một kiếm, khóe miệng có chút run rẩy. Đúng thế. Biến thái, ta mới không thu ngươi làm đồ, núi lớn áp lực. Mộ Dương chảy mồ hôi nói. Vì cứu vệ tịnh, hắn giúp không ít bận bịu, kết quả vệ tịnh quay về 20 tuổi, hắn ngược lại trốn đi. Nói là vệ tịnh 20 tuổi quá đẹp, ở chung áp lực có chút lớn. Lý Thiên Mệnh thật vất vả, thỏa mãn điều kiện của hắn, muốn trở thành đồ đệ của hắn, đối mặt dạng này thiên tư tung hoành đệ tử, hắn cự tuyệt. Bởi vì, cũng cảm thấy áp lực có chút lớn. Trách không được thần thánh nói hắn trái tim pha lê. Hắn mấy ngày nay, nghiêm túc như vậy chạy tới chỉ đạo Lý Thiên Mệnh tu luyện, cái kia không phải là sợ vệ tịnh tìm hắn đi. Lý Thiên Mệnh hoài nghi nhìn lấy hắn, cảm giác càng xem càng giống. Ta nhìn ra, các loại tay trái ngươi cũng đầy. Cần phải có 10 cái vòng tròn. Mộ Dương nói. Anh hùng nhìn thấy gần giống nhau. Vậy ta liền hiếu kỳ, các loại 10 cái vòng tròn viên mãn về sau, tu luyện của ngươi thiên tư, lại sẽ tới trình độ nào? Ta cũng tò mò a. Vậy liền nhìn xem, ngươi có thể hay không nửa tháng, đem thiên địa nhân tam sát kiếm, toàn bộ tu luyện thành công. Cái này, cũng là Lý Thiên Mệnh mục tiêu. Mạch động kết thúc, tu luyện chấn ngục. Chấn ngục rất khó. Đây là một đạo chặt chém, là bá đạo nhất một kiếm. Nhân sát kiếm cùng địa sát kiếm phong cách hoàn toàn khác biệt. Nhân sát kiếm, quỷ mị vô song. Địa sát kiếm, bá đạo nghiền ép. Mà chấn ngục một kiếm, danh xưng chấn động địa ngục, như thế tuyên dương, uy lực đương nhiên đáng sợ.
Ngay từ đầu, Lý Thiên Mệnh xác thực cảm thấy, cái này nhìn như đơn giản một kiếm, nhưng thật ra là trước mắt đến nay khó khăn nhất một kiếm. Nên nắm chắc cái kia độ lượng, lĩnh hội tới chấn động địa ngục loại kia khai thiên tích địa bá khí cùng ý chí, mới có thể chân chính sử dụng tốt một kiếm này. Nhưng là, ngày thứ 6 thời điểm, cảm thấy không dễ dàng như vậy. Mà ngày thứ 7, làm Lý Thiên Mệnh trên cánh tay trái, xuất hiện cái thứ 7 vòng tròn thời điểm, tựa hồ dễ dàng một chút. Ngày thứ 8, cái thứ 8 vòng tròn xuất hiện. Chấn ngục, đơn giản không ít, hắn đã trải qua sơ bộ có thể sử dụng đi ra. Ngày thứ 9 vòng tròn xuất hiện. Chấn ngục, tương đương đơn giản, Lý Thiên Mệnh trực tiếp tu luyện thành công. Ngày thứ 10, cái thứ 10 vòng tròn xuất hiện, từ đó tay trái tay phải hoàn toàn viên mãn. Một ngày này sáng sớm, Lý Thiên Mệnh nhìn mình trong kiếng, trợn mắt hốc mồm. Người này, còn là mình sao? Tóc của hắn, đã hoàn toàn biến thành màu trắng tinh. Đó là một loại không có chút nào tạp chất màu trắng, quá tinh khiết. Hoàn toàn không phải già yếu màu trắng. Xác thực nói, đây là một loại màu bạch kim. Thuần trắng lại giàu có sáng bóng, mỗi một cây sợi tóc, đều là màu trắng, so trước đây sợi bạc càng thêm tinh khiết. Lông mày cũng là loại màu sắc này, quả thực khốc khoe, yêu dị, cảm giác đi tới chỗ nào, cũng sẽ là đám người tiêu điểm. Đương nhiên, một ít không thể miêu tả vị trí, cũng là cái này nhan sắc. Không nên nghĩ sai, nói là lông ngực cùng lông nách. Ta cũng muốn loại này sắc, vì cái gì ta không thay đổi. Tiểu hoàng gà hâm mộ nói. Nó vẫn là phấn nộn màu vàng. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, hắn là cái này tiểu mệnh kiếp tạo hóa chủ thể. Loại này tạo hóa đối tiểu hoàng gà bọn họ tới nói, hiệu dụng khẳng định so với chính mình kém một chút. Cho nên, biến hóa của mình khẳng định là lớn nhất. Kỳ tích, Mộ Dương, thần thánh hai người, tại Viêm Hoàng tháp tầng thứ 2, ngơ ngác nhìn cái này phía trên thiếu niên thần thánh. Vệ Tịnh mới 3 cái vòng tròn. Hắn có 10 cái. Vệ Tịnh, chỉ tại linh nguyên cảnh, nàng so phổ thông thiên tài nhanh gấp 3-4 lần. Cái kia Lý Thiên Mệnh, chẳng phải là hơn gấp 10 lần. Tu luyện tốc độ là một mặt, năng lực lĩnh ngộ, lĩnh hội năng lực, liên tưởng năng lực, động thủ năng lực, toàn diện tăng lên. Tương đương tại hai đầu thái cổ hỗn độn cự thú cho tạo hóa bên ngoài, trở lại một tầng tiểu mệnh kiếp tạo hóa. Đây là Lý Thiên Mệnh huyết mạch của mình mang tới biến hóa, khả năng ngay từ đầu rất nhỏ bé, rất có thể là bởi vì thái cổ hỗn độn cự thú, phát sinh biến hóa cực lớn. Đem cái này tiểu mệnh kiếp tạo hóa, triệt triệt để đào móc đi ra. Tuyệt đối khoáng cổ thước kim, không thể tưởng tượng. Thái cổ hỗn độn cự thú, để Lý Thiên Mệnh thể chất, thú nguyên, huyết mạch cải tạo. Mà cái này tiểu mệnh kiếp, kỳ thật trình độ lớn nhất, là năng lực lĩnh ngộ tăng lên. Hiện tại khả năng còn nhìn không ra, tương lai chính thức tu luyện tới thiên ý cảnh giới, hắn đối thiên ý lĩnh ngộ, khẳng định siêu thoát thường nhân. Không phải vậy, làm sao có thể 10 ngày, tu luyện thành nhân sát kiếm, địa sát kiếm. Đây chính là thiên ý chiến quyết giản hóa. Ba đại tạo hóa, chỉ có tiểu mệnh kiếp ban đầu vốn thuộc về mình, nhưng lại tạo phúc hai đầu cộng sinh thú, liền bọn họ đều đi theo tăng lên. Tỷ như tiểu hoàng gà, nói thật, Lý Thiên Mệnh nhìn đến nó đã có thể sử dụng, mạch động. Cộng sinh thú đối thú pháp năng lực lĩnh ngộ có hạn, đại đa số đều chủ tu linh nguyên thần thông, nhưng là tiểu hoàng gà ở phương diện này là cái quái vật. Nếu như tiểu mèo đen chẳng phải lười biếng, nó hẳn là cũng có thể trở thành quái vật. Cái gì, còn muốn tu luyện thú pháp? Bản mèo mặc kệ, loại hành vi này nghiêm trọng đè ép bản mèo thời gian nghỉ ngơi. Tu luyện thái sơ hỗn độn quyết, đã là nó đối Lý Thiên Mệnh cùng tiểu hoàng gà lớn nhất nhượng bộ. Đây là tiểu mệnh kiếp xuất hiện ngày thứ 10. Mộ Dương để hắn nghỉ ngơi một ngày, ngày mai bắt đầu tu luyện lực sát thương lớn nhất thiên sát kiếm. Thần nộ, thiên kiếp, huyễn diệt. Nói thật, này 10 ngày mỗi lúc trời tối 6 canh giờ thời gian, đều tại Viêm Hoàng Thạch bên cạnh cộng sinh tu luyện. Lý Thiên Mệnh có thể rõ ràng cảm giác được, tốc độ tu luyện của mình lại đề thăng. Lấy chưa từng xuất hiện vòng tròn trước đỉnh phong độ phù hợp làm cơ chuẩn. Trên cơ bản mỗi cái buổi tối, tăng lên gấp đôi. Đến hôm nay, tốc độ đã đạt tới gấp 10 lần. Là mình ban đầu gấp 10 lần, mà không phải là của người khác gấp 10 lần. Giả dụ cùng một cái bình thường cấp 3 độ phù hợp thiên phủ thiên mới so sánh, có thể là mấy chục lần. Cùng nhất cấp độ phù hợp so sánh, nói không chừng là gấp 100 lần trở lên. Tăng thêm vĩnh hằng luyện ngục kinh cùng thái sơ hỗn độn quyết khủng bố chuyển hóa hiệu suất,
bây giờ Lý Thiên Mệnh tu luyện một ngày, đều nhất phi trùng thiên. 10 ngày trước, Phệ Tịnh xuất quan trước đó, hắn vừa tới đạt linh nguyên cảnh tầng thứ 6. Mà cả ngày hôm nay khổ tu, tại 10 cái vòng tròn cùng Viêm Hoàng Thạch trợ giúp phía dưới, Lý Thiên Mệnh hướng đâm tới linh nguyên cảnh đệ thất trọng. Này bằng với theo Trầm Uyên đấu thú đi ra không đến một tháng thời gian, hắn đã liên tục đột phá 2 trọng. Phải biết, tu luyện khẳng định càng ngày càng khó. Mà lại, hắn hiện tại là song sinh ngự thú sư, trên cơ bản là song trọng đột phá, luyện ngục chi nguyên cùng hỗn độn lôi nguyên đồng thời tăng trưởng. Đến linh nguyên cảnh đệ thất trọng về sau, hắn tự nhiên linh nguyên cảnh vô địch thủ, coi như không có Khương Phi Linh, chỉ sợ cũng có thể khiêu chiến phổ thông quy nhất cảnh giới đối thủ. Linh nguyên cảnh đệ thất trọng, đối lên Lâm Tiêu Đình như thế nào? Hắn có thánh thú chiến hồn, hẳn là cũng sẽ quy nhất chiến quyết, đoán chừng không quá bảo hiểm. Trận chiến kia, Lý Thiên Mệnh cự tuyệt không an toàn. Khả năng chỉ có một cơ hội này, hắn nhất định phải chết bắt lấy. Cho nên, tiếp tục. Đến đón lấy nỗ lực phương hướng, vẫn là cảnh giới cùng thiên địa nhân tam sát kiếm song trọng đột phá. Nói thật, hắn mặc dù là linh nguyên cảnh đệ thất trọng, nhưng bởi vì là song sinh ngự thú sư, mà lại luyện ngục chi nguyên cùng hỗn độn lôi nguyên quy mô, cơ hồ tương đương cửu giai cộng sinh thú 9 cái linh nguyên. Lại thêm, hai loại thú nguyên tính chất đáng sợ, cho nên tại thú nguyên phương diện, siêu việt linh nguyên cảnh tầng thứ 9 đều không là vấn đề. Tầng thứ 5 thời điểm, đều có thể đánh bại Vệ Tử Vũ, huống chi hiện tại. Dù là quy nhất cảnh đối thủ, còn có quy nhất khí chàng loại này huyền diệu năng lực, hắn đều có lòng tin. Chỉ là Lâm Tiêu Đình là quy nhất cảnh thiên tài, cũng là song sinh ngự thú sư. Cho nên, hắn chả muốn càng thêm bảo hiểm. Mộ Dương tùy thời cho hắn giám sát Lôi Tôn phủ bên kia động tĩnh. Hiện tại, Nguyệt Linh cơ cần phải đang bế quan xông vào quy nhất cảnh, cho nên bọn họ vẫn không đi. Nàng tại xông vào, Lý Thiên Mệnh cũng tại xông vào. Nguyệt Linh cơ, khẳng định không nghĩ tới, ngắn ngủi này thời gian 10 ngày, Lý Thiên Mệnh đã thuế biến đến loại trình độ này. Lâm Tiêu Đình, càng thêm sẽ không nghĩ tới. Trong mắt bọn hắn, Lý Thiên Mệnh tại không có Khương Phi Linh tình huống dưới, chiến lực cũng chỉ đầy đủ đánh bại Vệ Tử Vũ. Đây là bọn họ sau cùng tình báo. Cho nên, thế hệ thanh niên, bọn họ vẫn cảm thấy nắm vững thắng lợi, nhưng, thật là sao? Ngày thứ 11, quả nhiên, không tiếp tục xuất hiện vòng tròn. Cái này tại Lý Thiên Mệnh trong dữ liệu, 10 cái vòng tròn đã là viên mãn, muốn là lại đến 11 cái kia thật là điên rồi. Nhưng là 10 cái vòng tròn, đã để hắn tư chất tu luyện, đạt tới kinh khủng cực hạn. Những khi này, Mộ Dương mỗi ngày nhìn ánh mắt của hắn, đều có quái vật, 2 chữ. Hôm nay bắt đầu tu luyện thiên sát kiếm, Mộ Dương nói. Thiên sát kiếm, thần nộ, thiên kiếp, huyễn diệt. Thiên sát kiếm, ngươi là thiên, cần cảm thụ thiên ý chí. Thiên sát kiếm, ẩn chứa thiên ý nhiều nhất, giản hóa khó khăn nhất, cho nên muốn tu luyện thành công, độ khó khăn rất lớn. Ngươi ở độ tuổi này, cảnh giới này, cơ bản là không thể nào thành công. Nhưng là, ngươi là quái vật, cho nên, ta tin tưởng ngươi. Thần nộ một kiếm, ngươi là thượng thần, thần chi nộ, hủy thiên diệt địa, loại kia ý chí, loại kia thiên đạo lạnh lùng, ngươi có thể cảm nhận được sao? Đây là địa sát kiếm cùng thiên sát kiếm điểm khác biệt lớn nhất. Địa sát kiếm, là khắp nơi ý chí, là bá đạo, nghiền ép, nhưng là thiên sát kiếm, là lạnh lùng, là hủy diệt. Thần nộ, người chết, thiên kiếp, chúng sinh diệt, huyễn diệt một kiếm. Hủy thiên diệt địa. Cái này nói đến khoa trương, nhưng là ý chí sẽ không sai. Huyễn diệt một kiếm, ngươi không hủy diệt được thiên địa, nhưng là ngươi có thể hủy thiên diệt địa ý chí, đi giết hại đối thủ. Mộ Dương nói, Lý Thiên Mệnh đều ghi lấy. Hắn tuyệt đối là một đồ đệ tốt, thiện về suy nghĩ, giỏi về suy nghĩ, suy một ra ba. Thần nộ, ta là lớn thần, thượng thần, sáng tạo hết thảy, trưởng khống hết thảy. Lấy thần chi uy, đứng ở trên trời, nhìn xuống chúng sinh. Một kiếm phía dưới, chúng sinh cúi đầu. Loại kia ý chí, đáng sợ. Lý Thiên Mệnh đã cảm nhận được. Thiên ý chiến quyết, quả nhiên không đơn giản. Đây thật là một loại siêu việt. Nguyên cấp chiến quyết, chỉ cần bắt trước là có thể, trưởng khống nhất định kỹ xảo, liền có thể sử dụng. Nhưng là cái này thiên ý chiến quyết, cho dù là giản hóa, đều cần trước nắm giữ ý chí, lại thi triển kiếm chiêu. Thiên ý, tại hình thức trước đó. Lĩnh hội thần, mới có chiêu thức. Thần nộ một kiếm. Thương sinh tịch diệt. Không phải thần,
lại phải có ý chí của thần. Thượng thần chi nộ. Lý Thiên Mệnh suy nghĩ, diễn luyện. Ban ngày suy tư, buổi tối tu luyện. Một cái ban ngày thời gian, có thể ra 3.000 kiếm, ra đến tay chua, ra đến tình trạng kiệt sức. Đương nhiên, mệt nhất chính là tâm. Lĩnh hội phía trên ý chí của thần, não tử thương yêu nhất. Kỳ thật Mộ Dương vốn là chỉ tính toán, để hắn tu luyện phía trước 4 chiêu, đằng sau chừa cho hắn lấy, về sau đột phá quy nhất cảnh lại lĩnh ngộ. Hắn không nghĩ tới Lý Thiên Mệnh 10 ngày làm xong nhân sát kiếm cùng địa sát kiếm. Mà bây giờ, lĩnh hội thiên sát chi kiếm. Thần nộ, thiên kiếp, cái này lưỡng kiếm, cùng quỷ vũ hồn thệ một dạng, là một cái tiến dần lên. Mà huyễn diệt, kỳ thật chính là 7 kiếm chi tổng kết. Quỷ vũ về sau, hồn thệ. Mạch động về sau, chấn ngục. Thần nộ về sau, thiên kiếp. Làm Lý Thiên Mệnh trọng tu quỷ vũ, một lần nữa thời điểm, hắn phát hiện, dạng này ngược lại càng có thể lĩnh hội thần nộ, lĩnh hội thiên kiếp. Bởi vì, trước sau quan hệ, giống như là cái thang. Từng bước một đi lên, mới có thể chạm đến thần nộ, thiên kiếp. Trực tiếp nghĩ viển vông thần nộ, tương đương với không có căn cơ. Điểm này, Mộ Dương không có nói với hắn. Nhưng là, làm hắn nhìn đến Lý Thiên Mệnh, lại lần nữa theo quỷ vũ lúc mới bắt đầu, hắn thì cười. Mấu chốt nhất một chút, ta cố ý không nhắc nhở, nhưng là, hắn trực tiếp tìm được. Mà ta vì lĩnh hội chân chính thần nộ, muốn đến một bước này, bỏ ra một năm. Kẻ này, tuyệt đối không phải kẻ tầm thường. Hắn đổ là nghi ngờ. Tịnh Nhi có thể sinh ra hài tử như vậy, còn nói còn nghe được, Lý Viêm Phong. Năm đó đủ loại, nhớ tới có chút đau đầu. 11 ngày, 12 ngày, 13 ngày. Ngày thứ 13, thần nộ đại thành. Để Lý Thiên Mệnh lĩnh hội ý chí của thần, hắn mưu lợi. Bởi vì, hắn nhớ tới trong tinh không vĩnh hằng phi điểu, nhớ tới cái kia lôi đình trong hải dương lôi ma. Nhớ tới cái kia hắc ám đại thủ. Nếu như mình chuyển đổi thành bọn họ, lại là cái gì ý chí? Mộ Dương đều không nghĩ tới, hắn tìm được siêu thoát phía trên ý chí của thần, đó mới là đáng sợ nhất hình ảnh. Thái sơ hỗn độn lôi ma, lấy lôi đình, luyện hóa ngàn vạn thế giới. Cái này, mới thật sự là thượng thần. Vẫn là nói, cái này đã vượt ra thượng thần. Màn này, Mộ Dương đều không tưởng tượng nổi. Cho nên, Lý Thiên Mệnh thành tựu, so hắn trong tưởng tượng càng đáng sợ. Hắn sử dụng xuất thần giận thời điểm, Mộ Dương liền phát hiện, cùng mình khác biệt. Bởi vì, một kiếm kia, càng lạnh lùng hơn, càng hủy diệt. Như là ngàn vạn lôi đình hỏa diễm, hủy diệt thế giới. Ngày thứ 17, thiên kiếp luyện thành, một kiếm dưới, thiên kiếp buông xuống. Cái thiên kiếp này, phát huy ra uy lực mạnh nhất, đủ để có vạn vật run rẩy, chúng sinh hủy diệt ý chí. Kém cỏi nhất huyễn diệt một kiếm. Huyễn diệt, là thật khó, cho nên Lý Thiên Mệnh đoán chừng, chỉ ít có 10 ngày đi. Bởi vì một kiếm này ý chí, lại có siêu thoát, hắn cảm giác rất cái kia lĩnh hội tới loại kia ý chí. Nhưng, cái này đã tương đối khá. Cái này 6 kiếm, trước dừng lại một chút, nhìn xem cảnh giới phía trên, có hay không còn có thể có đột phá. Dù sao, khoảng cách đột phá đệ thất trọng, lại qua 7 ngày thời gian. Lý Thiên Mệnh tự mình biết, hắn so tại Trầm Uyên chiến trường thời điểm, cường đại thực sự quá nhiều. Lần trước khoác lác, không tìm được cấp 6 thú binh cấp bậc xiềng xích, chỉ có cấp 7, nhưng cấp 7 ngươi không sử dụng được. Mộ Dương dứt khoát nói. Hắn ngược lại không phải là không bỏ ra nổi binh khí, cũng là xiềng xích loại binh khí này hiếm thấy, xác thực không tìm được. Không có việc gì, cấp 7 ta cũng có thể trước vui vẻ nhận. Lý Thiên Mệnh cười nói. Cấp 7 thú binh, giá trị liên thành, thiên ý cảnh giới cường giả sử dụng tương đối nhiều. Cấp 7 thú binh, đã có ngày ý lực lượng, dù sao cũng là tử sắc thiên văn. Người ít nhất phải đến quy nhất cảnh trung hậu kỳ mới chậm rãi tiếp xúc, hiện tại còn sớm, không muốn mơ tưởng xa vời. Mộ Dương nói. Ngươi sẽ không phải là keo kiệt à? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Nói bậy, ha ha, còn dùng kế khích tướng. Mộ Dương vỗ một cái bờ vai của hắn, nói. Được, các loại ngươi chừng nào thì, có cơ hội rời đi Chu Tước Quốc, ta đưa ngươi. Đa tạ Dương Thúc. Có người bảo bọc, thật là thoải mái. Hắn hiện tại không thế nào quan tâm rời đi Chu Tước Quốc sự tình. Hắn quan tâm là, không thể để cho Lâm Tiêu Đình rời đi Chu Tước Quốc. Trạng vạng tối thời điểm, Lý Thiên Mệnh triển khai Viêm Hoàng Tháp cửa sổ, nhìn về phía Lôi Tôn phủ phương hướng. Trắng mái tóc dài vàng óng,
trong gió bay múa. Một đôi mắt, huyết khí mãnh liệt. Lôi Tôn Phủ, bộ giám sát xứ, Nguyệt Linh gia tộc, thời gian dài như vậy, đến cùng tại dự mưu cái gì? Lý Thiên Mệnh híp mắt. Trong tay hắn, nhiều một mảnh kim sắc lông vũ. Đây là kim vũ. Hắn đi một chuyến học cung, tại 3 năm trước đây phòng ngủ của mình trong góc tìm được. Đây là kim vũ duy nhất còn lại lông vũ. Huynh đệ, nhanh có thể nghỉ ngơi. Chờ ta. Trước mắt của hắn có một cái bình nhỏ. Cái kia là chuẩn bị tốt, cho Lâm Tiêu Đình lấy máu, sau đó lễ tế kim vũ. Không biết, Mộc Tình Tình, chết chưa? Lý Thiên Mệnh nở nụ cười gằn. Nếu như không chết, như vậy 1 tháng này, nàng đoán chừng cảm nhận được, cái gì gọi là so chết càng khó chịu hơn hành hạ. Hết thảy đều không vượt quá Lý Thiên Mệnh đoán trước. Muốn chết nhẹ nhàng như vậy, cái nào lại dễ dàng như vậy a? Lý Thiên Mệnh không có khả năng tha thứ nàng. Bởi vì, nếu như tha thứ nàng, vậy làm sao xứng đáng, tại cái kia mưa to đêm mất mạng huynh đệ. Đây là cả một đời đều khó có khả năng lắng lại huyết hải thâm cừu. Mà lần này, Lý Thiên Mệnh cầm lên cái kia chiếc lọ, đựng. Kiếm, chuẩn bị xong. Lấy máu cái bình, cũng chuẩn bị xong. Còn kém, một thời cơ. Thì tại một ngày này ban đêm, thời cơ đã đến. Lý Thiên Mệnh nhận được một chương đến từ Lôi Tôn Phủ hôn lễ thiệp mời. Phía trên viết, đưa hiện lên, Lý Thiên Mệnh, đài mở. Cẩn định vào Chu Tước Lịch Khương Thừa Vương 27 năm mùng 5 tháng 10, vì ta cháu Lâm Tiêu Đình, cháu dâu Nguyệt Linh cơ cử hành thành hôn buổi lễ. Kính chuẩn bị tiệc cưới, cung thỉnh vệ phủ Lý Thiên Mệnh quang lâm. Tha thứ mời. Thời gian, Chu Tước Lịch Khương Thừa Vương 27 năm mùng 5 tháng 10 giờ dậu. Chỗ ngồi thiết lập, Diễm Đô Lôi Tôn Phủ Khôn Lôi Điện. Lâm Triệu, kính mời. Sau khi xem xong, Lý Thiên Mệnh nở nụ cười. Đây hết thảy cũng không có vượt quá hắn sở liệu. Tình Tình, vui không? 1 tháng này, nhất định rất vui vẻ đi. Lý Thiên Mệnh thu hồi thiệp mời, bày đặt chỉnh tề, đặt ở ngực. Hôm nay là mùng 4 tháng 10, nói cách khác, bọn họ ngày mai thành thân. Ngươi đi không? Tiểu Hoàng Gà hỏi. Đương nhiên, muốn đi. Thú vị như vậy một buổi tối. Không đi, khẳng định đáng tiếc. Lôi Tôn Phủ cùng Nguyệt Linh gia tộc vô cùng thể diện. Hôn lễ thiệp mời tặng rất đúng chỗ. Ngoại trừ có mang đến vệ phủ gia tộc thiệp mời bên ngoài, Lý Thiên Mệnh, Vệ Tịnh cùng Mộ Dương, đều nhận được cá nhân thiệp mời. Liên Vệ Tịnh đều có thể thấy được toàn bộ Chu Tước Quốc bên trong, nhân vật có mặt mũi, cơ bản đều sẽ bị mời. Đây chính là 2 cái, Thánh Thiên Phủ, đệ tử hôn lễ. Đây là Chu Tước Quốc lập quốc đến bây giờ, cấp bậc cao nhất hôn lễ. Cho dù là Chu Tước Vương cưới vợ, đều khó có khả năng để Thánh Thiên Phủ giám sát sứ có mặt. Mặc dù là bộ giám sát sứ, nhưng đối với Diễm Đô danh môn vọng tộc tới nói, đã là thiên ngoại giống như nhân vật đáng sợ. Mà lại, hôn lễ ngày tốt an bài rất gấp, hôm nay thiệp mời đến, đêm mai liền thành cưới. Cái này thiệp mời phân phát ra ngoài, tuyệt đối dẫn phát Diễm Đô một tràng địa chấn. Thánh Thiên Phủ tự mình chọn chúng tuyệt thế thiên tài Lâm Tiêu Đình, Tam Quốc Thiên Phủ Trầm Uyên đấu thú đệ nhất Nguyệt Linh Cơ. Hai người này tại ngắn ngủi 1 tháng thời gian, cùng đi tới. Cái này, mới là môn đăng hộ đối. Cái này, mới là thần tiên quyến lữ. Đến mức Mộc Tình Tình, tại quyền thế, thiên tư, tiền đồ trước mặt, ai còn chú ý đâu. Mộc Tình Tình cấp bậc xác thực kém chút, nàng có thể có hôm nay, hoàn toàn là Lâm Tiêu Đình một tay chống đỡ lên. Bằng không, nàng cũng liền chỉ là một cái bình thường Viêm Hoàng học cung đệ tử. Lấy Lâm Tiêu Đình thành tựu hiện tại. Nàng chớ nói chính thê, có thể làm cái tiểu thiếp tỷ nữ, cũng không tệ rồi. Mà lại nghe nói, nàng đã bị Lý Thiên Mệnh phế đi, có truyền ngôn nói, nàng tại Trầm Uyên chiến trường, đã bị điếm ô. Đúng, Lý Thiên Mệnh 3 năm trước đây không thành công, cơ hội tốt như vậy, hắn sao có thể từ bỏ. Cho nên nói, Lâm Tiêu Đình cưới Nguyệt Linh Cơ, thật không tính hắn vứt bỏ Mộc Tình Tình. Chỉ có thể nói Mộc Tình Tình số mệnh không tốt, bày ra Lý Thiên Mệnh dạng này ma quỷ đi. 3 năm trước đây không có làm bẩn, 3 năm sau chẳng những bị làm bẩn, còn bị phế sạch. Trên thế giới này, không biết chân tướng quá nhiều người, tiếng người đáng sợ. Có ít người chỉ cần một chút hoa chút khí lực, liền có thể nắm giữ đường hướng của dư luận. Lần nữa vu hãm Lý Thiên Mệnh, quả thực dễ như trở bàn tay. Dù sao, bỏ đá xuống giếng rất dễ dàng. Thiệp mời vừa ra, ngược lại Mộc Tình Tình thân bại danh liệt,
mà vứt bỏ nàng Lâm Tiêu Đình quay người thắng được Nguyệt Linh Cơ, lại được xưng tán vì ông trời tác hợp cho. Muốn nói không ai khống chế dư luận, ai mà tin. Đây hết thảy chỉ có thể nói rõ, vọng muốn gia nhập hào môn, leo lên quyền quý, thì phải làm cho tốt bị quyền quý tùy ý, vô tình trà đạp chuẩn bị. Một đêm này, Diễm cũng bao nhiêu nhân vật đứng đầu, cầm trong tay cái kia màu đỏ chót thiệp mời, cảm nhận được sóng ngầm mãnh liệt. Bộ giám sát sứ tại Diễm Đô lưu lại một tháng trở lên, Nguyệt Linh gia tộc cả tộc di chuyển Lôi Tôn phủ. Lôi Tôn trong phủ dưới, liền Chu Tước Phương tộc tựa hồ cũng không để ý. Đây hết thảy đều đang nói rõ, sắp có đại chuyện phát sinh. Bão táp buông xuống trước đó, Diễm đều đã an tĩnh một tháng nhiều. Là thời điểm, muốn có một lần núi lửa bạo phát. Cũng không biết, lần này bạo phát, sẽ có bao nhiêu người, biến thành pháo hôi, ngậm cầm tạm tràng. Lại có bao nhiêu người, nhất phi trùng thiên, sau đó, không ai cản nổi. Cầm tới thiệp mời thời điểm, Lý Thiên Mệnh liền đã trở về vệ phủ. Vệ phủ bên trong, đúng lúc Vệ Thiên Hùng bọn người chính đang họp. Mộ Dương, Tứ Đại Thiên Vương, 18 vị thiên sư, 5 vị điện chủ bọn người tại. Vệ Tịnh tự nhiên cũng tại. Thiên Mệnh, tới, Vệ Tịnh chào hỏi một chút. Lý Thiên Mệnh cái kia một đầu trắng tóc màu vàng 10 phần chói sáng, các trưởng bối một chút thì chú ý tới. Nam tử Hán, không cần tốn tâm tư tại trang điểm, nhuộm thành loại này màu tóc, bất nam bất nữ. Viêm Hoàng cung chủ Vệ Thiên Hùng nhìn thoáng qua, từ tốn nói. Thiên phủ phủ chủ Vệ Thiên Thương hẳn là còn ở tu dưỡng. Hắn chí ít còn có nghỉ ngơi một tháng trở lên, mới có thể khôi phục nguyên khí, cho nên không có có mặt. Trước mắt Thiên phủ học cung, Mộ Dương địa vị tối cao, tiếp theo cũng là Vệ Thiên Hùng. Đại cứu, người đây là theo không kịp thời đại trào lưu, ta đây là năm nay lưu hành nhất màu tóc, hiển thị rõ dương cương chi khí, đáng tiếc ngươi thẩm mỹ không tới. Lý Thiên Mệnh lãnh đạm nhìn Vệ Thiên Hùng liếc một chút, ngồi ở Vệ Tịnh bên người. Hắn mới lười nhác cùng Vệ Thiên Hùng đấu khí, dù sao, người này vẫn luôn sẽ nhìn chính mình không vừa mắt. Ai bảo con của hắn Vệ Quốc Hào, tại Lý Thiên Mệnh trước mặt cũng là cái phế vật. Mê muội mất cả ý chí. Vệ Tử Côn theo chỉ trích một câu. Im miệng đi ngươi, quản tốt ngươi chính mình nhi tử, còn mê muội mất cả ý chí, Thiên Mệnh đứng đấy bất động, ngươi nhi tử đều đánh không lại. Vệ Tịnh bĩu môi nói. Vệ Tử Côn nghe xong kém chút giận dữ. Nhưng mấu chốt là, hắn tìm không ra Vệ Tịnh trong lời nói mau bệnh tới. Ta cũng thu đến thiệp mời. Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên nói. Ngươi có. Mọi người ngược lại là không có nghĩ tới chỗ này. Đoán chừng là Lâm Tiêu Đình an bài. Tình báo nói Nguyệt Linh Cơ đã đột phá quy nhất cảnh, lần này thành hôn về sau, bọn họ hiển nhiên đều sẽ tiến về Thánh Thiên Phủ. Nhưng là, tại trước khi đi, Lâm Tiêu Đình khẳng định muốn giải quyết hết ngươi, vì Mộc Tình Tình báo thù. Cho nên, mới có thể cho ngươi thiệp mời. Đêm mai ngươi muốn đi, giữ nhiều lành ít. Vệ Thiên Hùng chắc chắn nói. Hắn cũng không phải vì Mộc Tình Tình báo thù, hắn là hại sợ ta, muốn chém tận giết tuyệt. Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Sợ ngươi, dựa vào cái gì đâu, chỉ bằng ngươi đánh bại qua Linh Nguyên Cảnh tầng thứ 9. Phượng Hoàng Điện chủ Vệ Tử Côn cười lạnh hỏi. Nói trắng ra là, Vệ Thiên Thương tha thứ Vệ Tịnh. Có thể huynh đệ bọn họ, vẫn đối những năm này sự tình canh cánh trong lòng. Tăng thêm Lý Thiên Mệnh biểu hiện cường thế, đoạt bọn họ con gái danh tiếng, bọn họ đương nhiên phá lệ nhằm vào. Lý Thiên Mệnh câu nói này nói ra, Thiên Vương, Thiên Sư nhóm xác thực đều không thể nào tin được. Chỉ bằng ta lúc đầu đi truyền thừa điện thời điểm, 18 vị thiên sư đều ghét bỏ ta, mà ngắn ngủi không đến 3 tháng, ta lại có thể đánh bại các ngươi các đệ tử. Lý Thiên Mệnh nói. Câu nói này nói ra, thiên sư nhóm á khẩu không trả lời được. Lúc trước ngày nào đó, lấy Liễu Tuyết Giao cầm đầu, Triệu Thiên Thần bọn người xác thực nói móc, giễu cợt, đối với Lý Thiên Mệnh không ngừng lắc đầu. Lúc trước hủy đi Lý Thiên Mệnh binh khí, nghiền ép hắn Vệ Quốc Hào. Hiện tại sớm đã bị Lý Thiên Mệnh đánh cho tè ra quần rồi. Trong đám người này, chỉ sợ cũng đếm Liễu Tuyết Giao mặt thương yêu nhất. Dù sao, Lý Thiên Mệnh còn đánh tan nàng đệ tử đắc ý nhất Mộc Tình Tình. Thiên Mệnh thực là không tồi, liền ta lúc đầu đều nhìn lầm. Biểu hiện của ngươi, để cho ta đều cảm thấy mình mất mặt a. Truyền thừa Thiên Vương Quân Nguyên kho lắc đầu cười khổ. Lấy tư lịch của hắn, giờ phút này còn nói như vậy. Nghi vấn Lý Thiên Mệnh Vệ Tử Côn, chỉ có thể lộ ra mất mặt xấu hổ. Chí ít 18 vị thiên sư, hiện tại chọn lựa không ra Lý Thiên Mệnh bất kỳ tật xấu gì tới.
bất quá lúc này thời điểm, Liễu Tuyết Giao không vui. Ta gặp qua không ít thiên tài, nhưng cũng không có người kiêu ngạo như vậy tự mãn người, về điểm này, Lâm Tiêu Đình xác thực so người ưu tú. Hắn nếu là thật muốn động tới ngươi, khẳng định có nắm chắc, hắn còn có bộ giám sát xứ chỗ dựa, ta muốn là ngươi, thì sẽ không như thế đắc ý phong hình. Ngươi không đến quy nhất cảnh, lại không biết quy nhất cảnh siêu việt linh nguyên cảnh bao nhiêu. Mà lại, ngươi càng không biết thánh thú chiến hồn uy lực. Liễu Tuyết Giao âm thanh lạnh lùng nói. Không khéo chính là, ta vừa vặn biết thánh thú chiến hồn là uy lực gì. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi có ý tứ gì? Liễu Tuyết Giao cau mày nói. Ta có ý tứ gì? Liễu Thiên Sư rất rõ ràng. Hắn vì cái gì rõ ràng thánh thú chiến hồn là uy lực gì? Bởi vì, thánh thú chiến hồn đã từng là thuộc về hắn. Những khi này, Thiên Phủ lưu truyền một loại thuyết pháp, đối Mộc Tình Tình cùng Lâm Tiêu Đình hình tượng đều là một cái đả kích. Cái kia chính là, 3 năm trước đây dâm loạn sự kiện, là một trận cướp đoạt cùng nói xấu. Tránh thức bị vu hãm người, là Lý Thiên Mệnh. Loại thuyết pháp này, quen thuộc Mộc Tình Tình 3 năm Liễu Tuyết Giao, cái thứ nhất không tin. Xem ra đang ngồi không ít đều cho rằng, Lý Thiên Mệnh năm đó là bị vu hãm sao? Liễu Tuyết Giao hỏi. Ánh mắt mọi người sáng rực, không nói gì. Đạo bất đồng, mưu cầu khác nhau. Liễu Tuyết Giao đứng lên. Đi nhanh lên đi, làm lôi tôn phủ chó săn, thì không nên ở chỗ này giả mù sa mưa. Có công phu này, còn không bằng đi nhìn một chút đệ tử của ngươi Mộc Tình Tình, hiện tại chết chưa? Lý Thiên Mệnh cười lạnh nói. Ngươi, Liễu Tuyết Giao đầy mặt hỏa khí. Lý Thiên Mệnh, ta là Thiên Phủ hiệu lực thời điểm, ngươi còn chưa ra đời. Nguyên lai ngươi già như vậy. Ngươi làm càn, Liễu Tuyết Giao cả giận nói. Đúng vào lúc này, Mộ Dương quét Liễu Tuyết Giao liếc một chút. Ngươi đi trước đi, Mộ Dương nói. Phó phủ chủ, ngươi. Tất cả mọi người không phải người ngu, Liễu Tuyết Giao, ngươi muốn làm nội ứng, làm phiền ngươi khiêm tốn một chút, sớm nói, đầu óc ngươi không được. Nói chuyện chính là Mộ Uyển Thượng Sư. Lý Thiên Mệnh cái này mới nhìn đến, nàng trong góc đây. Vệ gia, Thiên Phủ, ha ha. Liễu Tuyết Giao đứng lên, ánh mắt âm sâm quét mọi người liếc một chút. Nàng đang muốn đi đâu, chợt phát hiện, Mộ Dương đứng tại trước mắt của nàng. Liễu Tuyết Giao, xem ra người biết, bộ giám sát xứ bọn họ lưu tại nơi này, là vì cái gì? Mộ Dương ánh mắt sáng rực nhìn lấy nàng. Nàng rời đi thời điểm, còn nói, vệ gia, Thiên Phủ, 4 chữ này, còn tới cười lạnh một tiếng, bản thân cảm giác rất thoải mái. Nhưng, nói thật, nàng trong những lời này đã để lộ ra, nàng biết một số người khác không biết sự tình. Lý Thiên Mệnh cũng liền nhìn nàng kịch nhiều, thuận miệng giật một chút, không nghĩ tới thật móc ra một con cá lớn. Hắn cùng Mộ Uyển Thượng Sư liếc nhau một cái. Hai người quả thực tâm ý tương thông a. Đều là giám kỹ nữ chuyên gia. Đúng a, thì tính sao, buổi tối ngày mai các ngươi cũng sẽ biết. Các vị thiên sư, ta có thể nói với các ngươi một chút tin tức tốt, cái kia chính là, chuyện này, cùng các ngươi không quan hệ. Phiền phức sẽ chỉ là vệ gia, còn có tất cả cùng vệ gia có liên lụy người. Nói thí dụ như ngươi, Mộ Dương, Liễu Tuyết Giao đắc y nói. Sau cùng, nàng xem Lý Thiên Mệnh liếc một chút, cười lạnh nói, nhất là ngươi, không có chút nào muốn đắc ý, ngươi lập tức liền sẽ là thảm nhất người kia. Vệ gia, xong đời. Liễu Tuyết Giao nói. Chớ đi. Bao quát Mộ Dương ở bên trong, tất cả mọi người đứng dậy, đem Liễu Tuyết Giao trùng điệp vây quanh. Thiên Phủ nhiều năm như vậy, theo không có bất kỳ cái gì một cái thiên sư, trở thành nội ứng. Kỳ thật các ngươi sẽ cảm tạ ta, bởi vì ta sớm để cho các ngươi buông lỏng, đây là vệ gia tai nạn, cùng các vị thiên sư đều không có quan hệ. Các ngươi không cần thiết cùng ta thế như thủy hỏa, bởi vì là tất cả kết thúc về sau, chúng ta vẫn là Thiên Phủ thiên sư, chúng ta đều hay là bằng hữu. Liễu Tuyết Giao phách lối mà nói. Thiên sư nhóm hai mặt nhìn nhau, tâm lý sóng ngầm mãnh liệt. Để cho nàng đi. Đúng vào lúc này, một cái lão giả từ trong bóng tối nổi lên bóng người tới. Lại là Vệ Thiên Thương. Sắc mặt hắn xem ra có chút tái nhợt, nhưng là trong ánh mắt uy nghiêm và khí chàng, đủ để cho Liễu Tuyết Giao dọa lùi mấy bước. Cha, nàng có thể biết âm mưu. Vệ Thiên Hùng nói. Đáng là gì âm mưu, đều mang lên bên ngoài, đêm mai đi lôi tôn phủ, bộ giám sát xứ thì sẽ nói cho các ngươi biết, không cần phải gấp một ngày này. Vệ Thiên Thương nói. Liễu Tuyết Giao đây là phản bội Thiên Phủ. Vệ Tử Côn kích động nói. Sai,
nàng cũng liền chỉ là phản bội chúng ta Vệ gia. Vệ Thiên Thương lạnh lùng nói. Thì dễ dàng như vậy nàng. Không phải vậy đâu, hai quân giao chiến, đối một cái không quan hệ nữ nhân xuống tay trước, là Vệ gia khí tiết sao? Vệ Thiên Thương nói. Vệ Tử Côn á khẩu không trả lời được. Vẫn là phủ chủ đại nhân có cốt khí, chúc phúc các ngươi. Liễu Tuyết Giao lãnh đạm cười một tiếng, quay người thì đi ra ngoài. Kỳ thật xoay người trong tích tắc, nàng đã một thân mồ hôi lạnh. Ngày mai đi Lôi Tôn phủ, bọn họ không có âm mưu gì, cũng là chính thức thông báo các ngươi một ít chuyện, đến liền được. Vệ Thiên Thương nói. Sư Tôn, đến cùng thông báo cái gì? Mộ Dương hỏi. Ta đoán chừng là, Thiên phủ thay đổi khiêu chiến, đi. Vệ Thiên Thương trầm giọng nói. Cái gì là, Thiên phủ thay đổi khiêu chiến? Mộ Dương nghi hoặc hỏi. Mấy năm trước nghe Cận Nhất Huyền đề cập tới một lần, các nơi Thiên phủ gia tộc dùng cái này, khiêu chiến, thay phiên, nhưng chi tiết quy tắc ta không biết. Đợi ngày mai giám sát sứ nói đi. Vệ Thiên Thương nói. Ý tứ chính là, bộ giám sát sứ muốn thông qua này Thiên phủ thay đổi khiêu chiến, để Lôi Tôn phủ lấy thay chúng ta Vệ gia, để bọn hắn chấp trưởng Thiên phủ. Vệ Thiên Hùng hỏi. Không, hẳn là Nguyệt Linh gia tộc. Mộ Dương trầm giọng nói. Không sai. Là Nguyệt Linh gia tộc, Vệ Thiên Thương nói. Sư Tôn, ngươi làm phủ chủ, có phải hay không cuộc khiêu chiến này, rất có thể muốn xuất chiến? Mộ Dương lo lắng hỏi. Nếu là lúc trước, hắn không lo lắng. Nhưng, cho Vệ Tĩnh trị liệu tiểu mệnh kiếp về sau, hắn còn cần thời gian giải tĩnh dưỡng. Cần phải đi, Vệ Thiên Thương cau mày nói. Cái này, khẳng định phiền toái. Cha, ngươi sẽ không đã sớm biết, trả lại Vệ Tĩnh trị liệu đi. Vậy chúng ta có thể liền phiền toái. Vệ Tử Côn nhảy ra nói. Ngươi im miệng, Vệ Thiên Thương chừng mắt liếc hắn một cái. Tử Côn, khác nói càn, chúng ta cũng là gần nhất hai ngày, mới đoán ra cái này khả năng. Thần Phạt Thiên Vương Vệ Kình nói. Ngày bình thường, vẫn là Vệ Kình đi tìm Vệ Thiên Thương tương đối nhiều. Vệ Tử Côn, rõ ràng là oán niệm Vệ Tịnh, ở cái này trước mắt, để Vệ Thiên Thương mất đi bộ phận chiến đấu lực. Cho nên... Vệ Tịnh chỉ có thể ngồi tại nguyên chỗ, nhếch miệng, ngơ ngác nhìn sắc mặt vẫn mệt mỏi Vệ Thiên Thương. Sư Tôn, ta đã biết, người đi về nghỉ trước. Ngày mai, ta đi nghe một chút cái này Thiên phủ thay đổi khiêu chiến cụ thể quy tắc. Chuyện này, Mộ Dương cảm thấy mình cần phải chống lên tới. Không có gì có thể sợ, người nhà họ Vệ, không sợ thua, không sợ chết. Vệ Thiên Thương nhìn tất cả mọi người liếc một chút, sau đó chắp tay sau lưng. Chui vào trong bóng tối. Thiên sư nhóm hai mặt nhìn nhau, cũng bắt đầu đi trước. Liễu Tuyết Giao đã nói, chuyện này cùng tại chỗ rất nhiều thiên sư đều không có quan hệ, cho nên, bọn họ đều không có thiệp mời. Ngày mai muốn đi Lôi Tôn phủ dự tiệc, là Vệ Thiên Hùng, Mộ Dương, Vệ Tịnh, Lý Thiên Mệnh. Trong đó Mộ Dương đại biểu Thiên phủ, Vệ Thiên Hùng đại biểu Vệ gia. Đến mức Vệ Tịnh, đoán chừng là nghe nói nàng cải lão hoàn đồng, muốn kiến thức một chút đi. Thiên sư nhóm chỉ có thể tán đi, sự tình không có quan hệ gì với bọn họ đương nhiên rất buông lỏng. Chỉ là Vệ Thiên Hùng bọn họ, chỉ sợ một đêm không ngủ. Ngươi thấy thế nào? Mộ Dương hỏi. Mặc kệ là cái gì hình thức, bất quá đều là mấy cái cuộc chiến đấu, giết thì xong việc. Điểm này, Lý Thiên Mệnh cùng Vệ Thiên Thương ý nghĩ một dạng. Đã như vậy, vậy liền đi xem một chút, bọn họ muốn chơi trò xiếc gì. Nói thật, Mộ Dương chưa hẳn sợ. Ám tiễn khó phòng, nhưng nếu là công khai đến, xác thực không có e ngại chỗ. Thiệp mời mang đến sóng ngầm, trong vòng một đêm, bao phủ Diễm Đô. Ngày thứ hai, toàn bộ Diễm Đô đều tại bàn tán sôi nổi trận này rung động cấp bậc hôn lễ. Đủ loại lời đồn, thật thật giả giả. Lý Thiên Mệnh mắt điếc tai ngơ, hắn lưu tại Viêm Hoàng Tháp, ban ngày thời gian, hắn chả đang suy nghĩ sau cùng một kiếm huyễn diệt. Thẳng đến lúc trạng vạng tối, Vệ Thiên Hùng. Mộ Dương cùng Vệ Tịnh, đã tại Viêm Hoàng Tháp cửa chờ đợi hắn. Lúc này, toàn bộ Diễm Đô danh môn vọng tộc, sợ là đều tại hướng lấy Lôi Tôn Phủ mà đi. Thời khắc này Lôi Tôn Phủ, không thể nghi ngờ trở thành toàn bộ Chu Tước Quốc thứ nhất phong cảnh địa phương. Đối, huyễn diệt, cảm giác như thế nào? Mộ Dương hỏi. Còn cần một số đầu mối. Lý Thiên Mệnh nói. Một kiếm này xác thực kinh diễm, trước mắt trên người hắn có 10 cái vòng tròn, muốn hoàn toàn lĩnh hội một kiếm này. Còn cần rất nhiều cơ hội cùng lý giải. Càng khó, uy lực càng đáng sợ. Thời gian không còn sớm, đi thôi. Vệ Thiên Hùng nói. Hắn biết, phụ thân biết được 7-8 phần,
nhưng cũng chỉ là suy đoán. Hôm nay, hắn còn cần đem bộ giám sát xứ quyết định, chính thức mang về. Một ngày này có quá nhiều thuyết pháp, huyền náo xôn xao, nhân tâm bối rối. Toàn bộ Diễm Đô, bao phủ tại một loại biểu tượng phi thường náo nhiệt, mà dưới đáy máu chảy thành sông trong không khí. Ngồi đấy vệ thiên hùng xe ngựa, đám người bọn họ chạy tới lôi tôn phủ. Đồng dạng tiến về lôi tôn phủ xe ngựa, nối liền không dứt. Hôm nay Diễm Đô phá lệ sôi trào, trên đường phố người đến người đi, dường như trên mặt mỗi người, đều tràn đầy vui sướng tâm tình. Chúc mừng Lâm Tiêu Đình cùng Nguyệt Linh Cơ, chúc mừng lôi tôn phủ, chúc mừng chúng ta Chu Tước Quốc. Các loại Lâm Tiêu Đình cưới Nguyệt Linh Cơ, cái kia Nguyệt Linh Cơ cũng là chúng ta Chu Tước Quốc thiên tài. Một quốc gia, hai cái thánh thiên phủ tuyệt thế đệ tử, chúng ta Chu Tước Quốc muốn bay lên. Bộ giám sát xứ tại lôi tôn phủ dừng lại thời gian quá dài, trong khoảng thời gian này dư luận quá mãnh liệt, thậm chí dẫn đến rất nhiều phổ thông dân chúng, đều biết thánh thiên phủ tồn tại. Quả nhiên, cũng không có người thảo luận bị ném bỏ mộc tình tình. Trong nhân thế, chính là như thế hiện thực, ngoại trừ trò cười, không ai sẽ chủ động đàm luận những cái kia bị thời đại ngã xuống xe ngựa, cơ hồ ngã chết người. Lôi tôn phủ, đến. Nơi đây, giải lụa màu tung bay, răng đèn kết hoa, ca múa thanh bình, rượu thịt thuần hương, vô cùng náo nhiệt. Thiên phủ phó phủ chủ Mộ Dương, Viêm Hoàng cung chủ vệ thiên hùng mang theo gia quyến đến. Đi xuống xe ngựa, lôi tôn phủ không ít người chính tại cửa ra vào đón khách. Làm lôi tôn trong phủ có tên vưu vật, Liễu Khanh tự nhiên là tại cửa ra vào đón khách. Liễu Khanh, người đưa mấy vị quý khách này đến ghế đầu. Nói chuyện chính là lôi tôn phủ Lâm Tiêu Phong, chính là đương đại lôi tôn con thứ. Đúng. Liễu Khanh thân mặc quần đỏ, ăn mặc kiều diễm rung động lòng người, chính là một đạo nóng bỏng phong cảnh. Bất quá, cùng ngày phủ trên xe ngựa đi xuống một thiếu nữ thời điểm, liền hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Thiếu nữ sắc mặt lãnh đạm, trang điểm da mặt rất nhạt, nhưng trời sinh khuynh thành, đem Liễu Khanh vũ mị so sánh đi xuống, để hắn lộ ra mị tục, tục không chịu được. Đương nhiên, mái đầu bạc trắng Lý Thiên Mệnh, cũng đưa tới một trận ghé mắt. Nữ hài kia là ai? Làm sao khá quen? Chưa thấy qua a, cái này Lý Thiên Mệnh bên người, lại thêm một cái mỹ nhân. Có lẽ chỉ có Lâm Tiêu Phong thứ nhất mắt liền biết, thiếu nữ kia là Vệ Tịnh. 20 năm trước, hắn có thể nhớ đến Vệ Tịnh dáng vẻ. Chúc mừng ngươi, cải lão hoàn đồng. Lâm Tiêu Phong hé miệng nở nụ cười. Vệ Tịnh không có phản ứng đến hắn, năm đó quan hệ cũng không tốt, huống chi hiện tại. Lâm Tiêu Phong cũng không có coi là chuyện to tát, trên mặt hắn chất đống nụ cười, vội vàng chiếu cố Mộ Dương cùng Vệ Thiên Hùng, để Liễu Khanh tới đón khách. Mấy vị, hướng bên trong mời. Liễu Khanh cúi đầu, sắc mặt có chút nóng hổi, không dám ngẩng đầu nhìn Vệ Tịnh cùng Lý Thiên Mệnh. Bọn hắn quan hệ, ngược lại là có chút vi diệu. Lý Thiên Mệnh đi vào lôi tôn phủ. Vừa mới tiến đến, liền thấy phía trước đứng đấy một người trung niên nam tử. Nam tử giữ lấy chòm râu nhỏ, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, xem ra thời gian trôi qua không tệ. Lý Thiên Mệnh cùng Vệ Tịnh đều nhìn đến hắn. Lý Viêm Phong. Hắn sắc mặt trầm tĩnh, nhìn lấy mẹ con bọn hắn hai người. Mấy tháng trước, Lý Thiên Mệnh mang theo Vệ Tịnh theo Ly Hỏa Thành rời đi. Hôm nay ở chỗ này đụng tới, hoàn toàn khác nhau. Hắn nhất định có thể nhìn đến, Vệ Tịnh quay về 20 tuổi, như thế thanh xuân tịnh lệ, tiện sát người khác. Hắn đương nhiên cũng có thể nhìn đến, Lý Thiên Mệnh nhất phi trùng thiên, Diễm Đô bên trong, ngoại trừ tối nay một đôi tân nhân, giống như không ai cản nổi. Hối hận không? Lý Thiên Mệnh muốn nhìn đến hắn hối hận. Nhưng hắn biết, người này ra mặt sẽ rất dày. Hắn dù là không thoải mái nữa, tâm lý lại không thoải mái, lại tức giận, thậm chí tại Vệ Tịnh trước mặt tự ti mặc cảm, hắn cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Hắn cũng là không biết xấu hổ như vậy, còn mạnh hơn chống đỡ mặt mũi người. Hắn đã sớm nghe được Vệ Tịnh sự tình, cho nên lúc này thời điểm, hắn thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn Vệ Tịnh. Cái kia Liễu Khanh cũng là như thế. Nàng trước kia ưu điểm cũng là tuổi trẻ xinh đẹp, nhưng là, bây giờ có thể cùng Vệ Tịnh so sánh. Cái gọi là vưu vật, bất quá là một cái diễm tục nữ tử thôi. Dạng này chạm mặt, có lẽ tựa như là tinh thần đụng nhau. Tuy nhiên rời đi Ly Hỏa Thành thật lâu, nhưng bây giờ đụng tới hắn, nói thật, Lý Thiên Mệnh vẫn là tức giận. Đã lâu không gặp, lôi tôn phủ thức ăn cũng không tệ lắm phải không, làm chó săn cũng có thể béo lên. Hắn híp mắt nhìn Lý Viêm Phong liếc một chút. Hắn đã sớm nghe nói,
Lý Viêm Phong tại Lôi Tôn phủ ẩn hiện. Thiên mệnh, ta biết ngươi gần nhất sống đến mức không tệ, đều tại nói ngươi nghịch thiên cải mệnh. Đáng tiếc, ta hiện tại xem ra, ngươi vẫn không đổi được ngươi thiện mệnh. Lý Viêm Phong cười lạnh nói. Buồn cười, xem ra ngươi làm chó săn, đã làm ra cảm giác ưu việt, quỷ hơn nhiều, cũng không biết làm sao bước đi đi. Lý Thiên Mệnh nói. Lý Thiên Mệnh, Phong ca là ta Lôi Tôn phủ con rể, người khác âm dương quái khí. Hắn bây giờ tại Lôi Tôn phủ địa vị, cũng không phải chó săn. Liễu Khanh tức giận nói. Khác phản ứng đến hắn, phách lối không được mấy ngày. Lý Viêm Phong cười nói. Hắn tuy nhiên cười, nhưng nói thật, từ đầu đến cuối, hắn cũng không dám nhìn Vệ Tịnh, càng không nhìn Mộ Dương cùng Vệ Thiên Hùng. Đã sớm đoạn tuyệt cha con quan hệ, cái kia thì không có gì để nói nhiều. Vậy liền trợn to con mắt của ngươi thấy rõ ràng, chờ xem, nhìn ta có phải hay không có thể phách lối đến sau cùng. Sau đó, lại nhìn ngươi ở đây làm Lôi Tôn phủ chó săn, có thể hay không cười đến cuối cùng. Lý Thiên Mệnh nói, có thể, tiếp tục tưởng tượng, đắm chìm trong chính mình thành là thiên tài giả tượng bên trong. Sau cùng, nhìn nhìn lại ngươi là kết cục gì? Từ đầu đến cuối, chỉ có Lý Thiên Mệnh cùng Lý Viêm Phong đang nói chuyện. Bởi vì Vệ Tịnh không nói, cho nên Mộ Dương cùng Vệ Thiên Hùng cũng không nói. Vượt qua Lý Viêm Phong về sau, Lý Thiên Mệnh hỏi Vệ Tịnh. Ngươi không thấy được hắn đức hạnh sao? Hắn trước kia như thế đối người ta, ít nhất phải mắng hắn một đôi lời a. Không cần thiết, ngươi không phải đã nói rồi sao, chờ xem là có thể. Vệ Tịnh nói. Mắng một đôi lời, xác thực không có tác dụng gì. Vệ Tịnh hiện tại qua được như thế nào, Lý Viêm Phong chính mình có thể thấy rõ ràng. Hắn muốn không phải mặt đỏ tới mang tai cảm thấy mất mặt, hắn sẽ không dám ngẩng đầu. Nhìn về phía trước đi, đã đoạn tuyệt quan hệ, cũng đừng phản ứng loại này người. Mộ Dương vỗ vỗ Lý Thiên Mệnh bả vai. Tuy nhiên nói như vậy, nhưng, Lý Thiên Mệnh vẫn là không cách nào dễ dàng tha thứ, phụ thân của mình, vậy mà là loại rác rưởi này. Hắn đã cho là mình phách lối không được mấy ngày. Như vậy, liền để hắn nhìn xem, đến cùng là mấy ngày, vẫn là vĩnh thế. Màn đêm buông xuống thời khắc, toàn bộ diễm đô quyền quý hào môn cường giả, đều hội tụ tại Lôi Tôn phủ Khôn Lôi Điện. Khôn Lôi Điện, chính là Lôi Tôn phủ đệ nhất đại điện. Bây giờ Khôn Lôi Điện tiếng người huyên náo, nối liền không dứt. Chỉ là tiệc rượu, thì có hơn ngàn. Tiệc rượu chia làm 3 cấp độ. Ở giữa nhất điện, chính là phía trên chỗ ngồi, Mộ Dương, Vệ Thiên Hùng, Chu Tước Vương đám nhân vật, tự nhiên là cùng Lôi Tôn phủ, Nguyệt Linh gia tộc cùng một chỗ. Đi cùng hai vị bộ giám sát xứ. Ngoài ra, còn có tần tướng quốc, tinh thánh, thần thánh bọn người. Còn nữa đều là vương công đại thần, các nơi cường giả. Loại này, chính là Chu Tước quốc đỉnh phong nhân vật. Trung gian chính là bên trong chỗ ngồi, Lý Thiên Mệnh cùng Vệ Tịnh, thì được an bài ở chỗ này. Bên trong chỗ ngồi còn tại Khôn Lôi Điện bên trong. Lớn nhất bên ngoài, thì là phía dưới chỗ ngồi tại Khôn Lôi Điện bên ngoài. Hết thảy hơn ngàn bàn. Đừng nhìn phía dưới chỗ ngồi nhìn như cấp bậc thấp, kỳ thật, có thể tham gia lần này tiệc cưới, sau khi ra ngoài, đều có thể nói khoác khá hơn chút năm. Chu Tước quốc không ít trung đẳng quyền quý, cắt giảm đầu, chủ động phía trên lễ, đều muốn vào đến, thấy hai vị thánh thiên phủ đệ tử phong thái. Phía dưới chỗ ngồi đầy ắp, cho nên Lôi Tôn phủ mới náo nhiệt như vậy. Lý Thiên Mệnh cùng Vệ Tịnh ngồi cùng một chỗ, ngồi vào chung quanh mấy người. Đều không thế nào dám tới gần bọn họ. Thậm chí có một hai người tiến đến khác ngồi vào đi. Bên ngoài truyền đi xôn xao, Lâm Tiêu Đình đi Thánh Thiên Phủ trước đó nhất định sẽ làm thịt Lý Thiên Mệnh. Tại cái này đại hỉ ngày, cùng Lý Thiên Mệnh đồng bọn, vậy đơn giản là muốn chết. Tuy nhiên rất nhiều người đối Vệ Tịnh cải lão hoàn đồng phi thường tò mò, nhưng đại đa số cũng chỉ là xa xa nhìn một chút. Lý Thiên Mệnh đi lên chỗ ngồi nhìn. Hai vị bộ giám sát xứ đã tại cao nhất vị trí, tiếp nhận đến từ toàn bộ Chu Tước quốc hào môn quyền quý nịnh bợ. Lôi Tôn Lâm Triệu, Nguyệt Linh Hồng, Lâm Thiên Giám, Nguyệt Linh Tiêu bọn người, phụng dưỡng tại bộ giám sát xứ bên người, một đám người, chuyện trò vui vẻ. Mà Mộ Dương cùng Vệ Thiên Hùng vị trí, được an bài tại nơi hẻo lánh. Chớ nói bọn họ, liền Chu Tước Phương, hiện tại cũng chỉ có thể ngồi tại vị trí giữa phía trên, xấu hổ ngồi đấy, không ai phản ứng. Tràng diện này, có chút vi diệu. Đúng vào lúc này, giờ lành đã đến. Một trận thịnh thế hôn lễ, chính thức bắt đầu. Bái đường thời khắc, đã tiến đến.
nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường. Phu thê giao bái, đưa vào động phòng. Bái đường hoàn tất, đại sự đã thành. Toàn bộ Lôi Tôn phủ đều lâm vào vui mừng trong không khí. Tại mọi người tầm mắt tiêu điểm vị trí, Lâm Tiêu Đình người mặc tân lang hoa phục, trước ngực mang theo đại hồng hoa. Bộ trang phục này tuy nhiên tầm thường, nhưng cũng ngăn không được cái kia các loại tuyệt đỉnh thiên tài khí chất. Trên bầu trời, có rất nhiều Lôi Tôn phủ cộng sinh thú bay múa, nó trên người chúng tia chớp dây dưa, bện thành ra từng chương tia chớp lưới, lộng lẫy lại không thô bạo, chiếu sáng toàn bộ Lôi Tôn phủ. Cái này hoa mỹ cảnh đẹp, làm cho cả Chu Tước quốc thượng tầng các nhân vật, đều phát ra từng tiếng tán thưởng. Nhân cơ hội này, lại vỗ vỗ Lôi Tôn phủ mông ngựa. Giờ phút này, Lâm Tiêu Đình trên mặt ý cười, nhìn lấy tân nương của mình. Hết thảy bày mưu tính kế, hắn đi lên nhân sinh đỉnh phong. Sau đó cả đời, ta chỉ thích ngươi một người, ôm ấp ngươi, thủ hộ ngươi, không rời không bỏ. Chúng ta, cùng một chỗ tu hành, cùng một chỗ chiến đấu, vĩnh thế không hối hận. Phu thê giao bái về sau, Lâm Tiêu Đình nắm Nguyệt Linh cơ tay, tại vạn chúng chú mục phía dưới, ưng thuận chân thật nhất lời hứa. Phu quân, ta nguyện ý cùng ngươi uyên ương đi theo, thích đến vĩnh hằng. Nguyệt Linh cơ giấu ở dưới khăn hồng che mặt, thấy không rõ lắm khuôn mặt, nhưng chỉ sợ đã cảm động, đỏ mặt. Câu này câu hứa hẹn, gọi người nhóm hâm mộ, tán thưởng, lòng sinh hướng tới. Rất nhiều Lôi Tôn phủ người trẻ tuổi bắt đầu ồn ào, hiện trường phi thường náo nhiệt. Cái này một đôi bích nhân, đã bị ghi chép tiến vào Chu Tước quốc sử sách. Sau đó trăm ngàn năm, đều là một đoạn giai thoại. Sấm chớp rền vang ánh sáng ở giữa, Lý Thiên Mệnh chợt nhìn thấy một người. Mộc Tình Tình. Nàng hôm nay vậy mà không mặc đồ trắng váy. Dù sao, tại tiệc cưới bên trong, màu trắng chính là suối quẩy. Nhỏ dưới ánh sáng, nàng rõ ràng trang điểm một phen. Dù là thân thể gầy yếu, khí sắc rất kém cỏi, nhưng có trang điểm da mặt che lấp, nhìn không ra dị dạng tới. Bên cạnh nàng, chỉ có Lâm Tiêu Tiêu một người. Đám người còn lại, đồng dạng không nguyện ý tới gần nàng. Chỉ thấy mặt nàng mang theo vĩnh hằng bất biến mỉm cười. Nàng nhìn tận mắt, bọn họ bái đường thành thân, nhìn lấy bọn hắn ưng thuận vốn nên thuộc tại lời hứa của mình. Nhìn tận mắt, chính mình bỏ ra hết thảy, chỉ vì đi theo hắn cái kia nam nhân, bưng lấy mặt khác tay của một cô gái, thả trong tay thân vẫn. Nhìn tận mắt, trong mắt của hắn cái kia tràn đầy sủng ái ánh mắt, lại đưa cho một cái hắn mới quen một tháng người. Rất khó tưởng tượng, nàng vậy mà không khóc không nháo, nàng nụ cười trên mặt rất thỏa đáng. Cái này khiến trước đây nghị luận qua nàng người, đều thừa nhận nàng tối nay biểu hiện. Mộc Tình Tình, ngược lại là cái dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang người, là cái hiếm thấy nữ tử. Chỉ tiếc, sợ là bị Lý Thiên Mệnh điếm ô. Có người chú ý đến nàng, tự nhiên tán thành nàng hôm nay biểu hiện ra vừa vặn, nhưng ngôn ngữ chưa hẳn thì dễ nghe. Chỉ là dù là nghe được loại lời này, Lâm Tiêu Tiêu tức giận đến muốn hất bàn người, nàng lại ôn nhu mà chống đỡ. Để Lâm Tiêu Tiêu lắng lại phẫn nộ. Nàng đang suy nghĩ gì? Vệ Tịnh hỏi. Lý Thiên Mệnh nhìn thoáng qua, liền không tiếp tục nhìn nàng. Hắn không có trả lời Vệ Tịnh. Theo Trầm Uyên đấu thú sau khi đi ra, Mộc Tình Tình đã kết thúc. Lại thảo luận, không có ý nghĩa. Hắn hiện ở trong mắt chỉ có Lâm Tiêu Đình. Bái đường về sau, dựa theo Chu Tước quốc lễ quy, tân nương về trước động phòng, mà tân lang thì cùng gia tộc phụ mẫu cùng một chỗ. Từ trước đến nay khách mời rượu. Mời rượu tự nhiên theo bộ giám sát sứ bắt đầu. Sau đó, là song phương phụ mẫu trưởng bối. Lại đến phiên Chu Tước Vương, Tần Tướng Quốc, vân vân. Chờ thêm chỗ ngồi trưởng bối, toàn bộ kính một lần, Lâm Thiên Giám mang theo phu nhân cùng Lâm Tiêu Đình, chuyển hướng bên trong chỗ ngồi, một bàn đi qua. Đến Lý Thiên Mệnh một bàn này thời điểm, cũng chỉ có Lý Thiên Mệnh mẹ con hai người. Vệ Tịnh, quay về Thanh Xuân. Tiêu hao cha ngươi không ít công lực đi. Lâm Thiên Giám vẻ mặt tươi cười hỏi. Có âm mưu quỷ kế gì, thì tranh thủ thời gian tuyên cáo đi, khắc dấu che đậy dịch, làm một người ngụy quân tử. Vệ Tịnh đã sớm chờ đến không kiên nhẫn được nữa. Tại bọn họ lúc nói chuyện, Lâm Tiêu Đình cùng Lý Thiên Mệnh đụng phải liếc một chút. Màu tóc không tệ a, hôm nào ta cũng nhiễm một cái. Lâm Tiêu Đình hời hợt nói. Nhìn như phổ thông nói chuyện phiếm, nhưng trong hai mắt. Chính là lôi đình nộ lửa. Bọn họ ánh mắt va chạm, có thể nói thiên lôi đụng địa hỏa. Cái này không thích hợp ngươi, ngươi nhiễm xanh biếc còn tạm được. Lý Thiên Mệnh nói. Xanh biếc,
ta cảm thấy kim sắc cũng không tệ, kim vũ, lông vũ cái kia nhan sắc. Lâm Tiêu Đình nói, cái kia nhanh đi nhiễm, vừa vặn, ta có thể giúp ngươi lột sạch. Lý Thiên Mệnh nói, muốn khiêu khích, kỳ thật không cần thiết. Bởi vì Lý Thiên Mệnh muốn giết hắn, chỉ kém một cái trường hợp. Thú vị, ta đã nhìn ra, người 3 năm trước đây bất tử, thật thuế biến, có dục hỏa trọng sinh cảm giác, để cho ta chấn kinh. Lâm Tiêu Đình cười nhạt nói, ngươi là cá lớn, quang chấn kinh cũng không đầy đủ, người món ăn này, ta chuẩn bị tốt tốt làm. Ta chuẩn bị, trước mổ bụng đi ngũ tạng lục phủ, lại đi rơi vảy cá, cắt ngang 3 đao ngon miệng, lại đi tanh nhập dầu, đại hỏa kho, cam đoan ra nồi về sau, sắc hương vị đều đủ. Ta liền sợ một chút, đó chính là ngươi con cá này, lá gan quá nhỏ, chạy trước. Lý Thiên Mệnh mặt mỉm cười. Cái này nhìn như hời hợt một câu, ẩn chứa như thế nào sát cơ, người ở chỗ này đều có thể nghe rõ. Yên tâm, không ăn đi ngươi cái này tôm tép nhỏ bé, ta sẽ không đi. Lâm Tiêu Đình lạnh giọng cười một tiếng, xem như cho Lý Thiên Mệnh một đáp án. Hắn cũng không phải là sợ. Chỉ là trước khi lên đường, đem cái này diễm đô phá sự giải quyết triệt để, về sau tu hành nhất phi trùng thiên, ai có thể ngăn cản. Lên đường bình an. Câu nói này, Lý Thiên Mệnh đối Mộc Tình Tình nói qua. Hiện tại, câu nói này đưa cho Lâm Tiêu Đình. Cha con bọn họ chào phúng cười một tiếng, quay người tiến về tiếp theo bàn. Không lâu sau đó, bọn họ đã đến Mộc Tình Tình cùng Lâm Tiêu Tiêu bên này. Lâm Thiên dám đối hai người này xuất hiện tại cái này địa phương rất không hài lòng, hắn trực tiếp tha cho tới. Cha, là ta để Tình Tình tới, để cho nàng trước khi chết thấy rõ ràng, chúng ta là như thế nào cạo chết Vệ gia, cũng tốt để cho nàng nhắm mắt. Lâm Tiêu Đình giải thích nói. Sớm một chút xử lý sạch, khác phức tạp, Lâm Thiên dám nói. Biết, không dùng ngươi nhiều lời. Lâm Tiêu Đình đối phụ thân nghiêm khắc, hơi có chút khó chịu. Lâm Thiên dám khẽ cắn môi, nhưng là không có cách nào. Theo Lâm Tiêu Đình trở thành quy nhất cảnh bắt đầu, hắn liền rốt cuộc không quản được này nhi tử. Đình ca, ta mời ngươi một chén. Đúng vào lúc này, Mộc Tình Tình vậy mà đơn độc đi tới. Nàng trên mặt nụ cười, cước bộ bình ổn, một chút cũng không có thương tâm dáng vẻ. Ngươi khí sắc còn có thể, Lâm Tiêu Đình mỉm cười nói. Đình ca, để cho ta nghĩ thông suốt, Mộc Tình Tình đi tới trước mắt của hắn. Nàng xem Lâm Tiêu Đình chén rượu liếc một chút. Đình ca, ta cho ngươi rót đầy. Trong tay nàng mang theo một cái bầu rượu nhỏ, cho Lâm Tiêu Đình rót rượu. Ngược lại còn về sau, nàng trực tiếp vặn ra cái nắp, cầm lấy bầu rượu nói. Đình ca, cảm tạ ngươi dìu dắt cùng chiếu cố, chúc ngươi tiền đồ như gấm, con cháu đầy đàn, Tình Tình làm, Đình ca tùy ý. Nói xong, nàng vung lên cái cổ trắng ngọc, tại rất nhiều nhìn kỹ giữa, đem một bầu rượu uống một hơi cạn sạch. Mỹ tử theo cái cổ trắng ngọc chảy xuống, tại dưới bầu trời đêm lóng lánh một chút quang mang. Sau khi uống xong, nàng đầy mặt đỏ bừng, cuối cùng có một ít huyết sắc. Sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Lâm Tiêu Đình chén trong tay loại rượu, trực tiếp uống một hớp rơi. Đi. Lâm Thiên Giám đã sớm không kiên nhẫn được nữa. Cha con bọn họ tăng thêm Lâm Mẫu, vượt qua Mộc Tình Tình, tiếp tục mời rượu. Sau đó, không có lại liếc nhìn nàng một cái. Mà Mộc Tình Tình xoay người thời điểm, nhìn lấy Lâm Tiêu Đình bóng lưng, nhịn cười không được một chút. Cái kia nụ cười, rất khinh miệt. Người nào cũng không thấy, chỉ có Lý Thiên Mệnh thấy được. Sau đó, nàng tại Lâm Tiêu Tiêu nâng đỡ, rời đi tiệc rượu, rốt cuộc không có xuất hiện qua. Đi tốt. Lý Thiên Mệnh một chén rượu, vẩy tại trên mặt đất. Vệ Tịnh không có chờ quá lâu. Làm Lâm Thiên dám đi đến bên trong chỗ ngồi, mang theo Lâm Tiêu Đình trở lại lôi bên tôn thân thời điểm, trò vui diễn ra. Một mực bị vắng vẻ Chu Tước Phương, Tần tướng quốc bọn người, vốn là chuẩn bị rời sân. Nhưng lúc này thời điểm, bộ giám sát sứ cận nhất huyên, gọi bọn hắn lại. Làm bộ giám sát sứ nói chuyện thời khắc, toàn bộ náo nhiệt lôi tôn phủ, trong nháy mắt tiến nhập tĩnh mịch trạng thái. Chu Tước quốc tất cả thượng tầng các nhân vật, nhìn lấy phía trên chỗ ngồi phương hướng. Người ở chỗ này đều biết, diễm đô sóng ngầm, ngay một khắc này xông ra mặt đất. Chu Tước Phương, người đối với ta thánh thiên phủ thay đổi khiêu chiến, có gì hiểu rõ? Cận nhất huyên trên mặt nụ cười, tựa hồ tại phổ thông nói chuyện phiếm. Hồi giám sát sứ đại nhân, Khương Thừa chưa từng nghe nói qua thiên phủ thay đổi khiêu chiến. Chu Tước Phương lúc nói chuyện, nhìn thoáng qua Mộ Dương cùng Vệ Thiên Hùng. Bọn họ cũng đều biết,
Câu nói này thoạt nhìn là hỏi Chu Tước Vương, nhưng thật ra là thông báo Mộ Dương cùng Vệ Thiên Hùng. Xem ra cái này bán đảo chi địa, xác thực vắng vẻ, tin tức ngăn chặn. Hôm nay, ta liền thừa dịp tử hứng, cùng Chu Tước Vương nói một chút cái này thiên phủ thay đổi khiêu chiến, Chu Tước Vương có bằng lòng hay không nghe. Cận Nhất Huyên nói, giám sát sứ đại nhân muốn vì bọn ta ngu dốt người thông dụng, bỉ nhân tự nhiên rửa tai lắng nghe. Chu Tước Vương nói, là như vậy, mọi người đều biết, ta thánh thiên phủ tại tất cả quốc gia kiến tạo thiên phủ, đều chính là một nhà trưởng khống. Lấy gia tộc truyền thừa vì hệ thống, khống chế thiên phủ truyền thừa, kiến tạo Viêm Hoàng học cung, dùng võ đức giáo khiến thiên hạ. Thí dụ như Chu Tước quốc thiên phủ, tại Vệ gia tay bên trong trưởng khống, đã có thiên năm thời gian. Lấy gia tộc trưởng khống thiên phủ, thắng ở truyền thừa ổn định, nhưng cũng dễ dàng bởi vì gia tộc xuống dốc, mục nát vấn đề, dẫn đến địa phương thiên phủ ngày càng xuống dốc, ảnh hưởng cả nước người tuổi trẻ tu luyện trưởng thành. Cho nên, ta thánh thiên phủ, thành lập thiên phủ thay đổi khiêu chiến quy tắc, cho phép mới gia tộc, thông qua khiêu chiến phương thức, thay thế cựu thiên phủ gia tộc. Từ đó, đạt tới đốc xúc, thay phiên, đổi mới mục đích, cam đoan các quốc gia thiên phủ, đỉnh phong trường tồn. Cái này, chính là ta thánh thiên phủ thay đổi khiêu chiến. Đương nhiên, mới khiêu chiến gia tộc, nhất định phải kinh lịch thánh thiên phủ xét duyệt, cầm tới thánh thiên phủ tự mình ban phát khiêu chiến lệnh, từ thánh thiên phủ giám sát sứ giám sát, chấp hành một trận công bình công chính khiêu chiến. Cử động lần này để xuống dốc gia tộc thoái vị, để mới trỗi dậy gia tộc, nắm giữ cả nước thiên tài bồi dưỡng đại quyền. Cận Nhất Huyên liên tục nói rất nhiều. Hắn nói mỗi câu lời nói, tại chỗ hơn vạn Chu Tước quốc cao tầng, đều khắc ở trong lòng. Nghe đến đó, bọn họ nhìn Mộ Dương cùng Vệ Thiên Hùng ánh mắt, đã hoàn toàn khác biệt. Tại cái này vạn chúng chú mục phía dưới, Chu Tước Vương sau khi nghe xong, ánh mắt lóe lên một cái, nói. Thánh thiên phủ cử động lần này xác thực vĩ đại, đã công chính công bình, cái kia cũ gia tộc là có hay không chính xuống dốc, cũng có tự mình cơ hội chứng minh. Đó là tự nhiên, dù sao xuống dốc hay không, cũng không có thể tin đồn. Cũ mới gia tộc, lấy công bình khiêu chiến, đều có chứng minh cơ hội của mình. Thánh thiên phủ, tuyệt đối không thiên vị bất kỳ bên nào. Cận Nhất Huyên nghĩa chính ngôn từ nói. Nhưng mấu chốt là, hai người bọn họ làm giám thị người, lại tại Lôi Tôn phủ lưu lại thời gian một tháng. Muốn nói công bình công chính, tuyệt không thiên vị, ai mà tin a? Hơn vạn Chu Tước quốc thượng tầng nhân vật, liếc một chút đều có thể nhìn ra, đến đón lấy ai sẽ hưng thịnh, ai sẽ suy vong. Cận Nhất Huyên một câu đều không cùng Mộ Dương bọn họ nói, nhưng kỳ thật đã tính toán tại vạn chúng trước mặt, tuyên cáo Vệ gia tận thế. Như thế nào chỗ đứng, như thế nào bảo vệ mình, tại trường tranh đấu này bên trong không bị tác động đến, tại chỗ tất cả mọi người tâm lý nắm chắc. Kết quả là, sau khi nói đến đây, vốn là tại nơi hẻo lánh vị trí Mộ Dương cùng Vệ Thiên Hùng, bên cạnh vị trí lại hư không một chút. Thậm chí Lý Thiên Mệnh cùng Vệ Tĩnh bên này, đều có người quăng tới ánh mắt khác thường. Trong ánh mắt, rất có cười trên nỗi đau của người khác ý tứ. Rất hiển nhiên, giám sát sứ tự mình mang theo Nguyệt Linh gia tộc, đối Vệ phủ làm khó dễ. Thay thế chỉ là một loại thuyết pháp, làm không tốt vì phòng ngừa bị trả thù, thậm chí muốn diệt tộc. Đại đa số người, liền vội rút thân chỗ đứng, câm như hến. Thời khắc như vậy, cũng chỉ có Thiên Cơ Cung có thể chống đỡ, lấy Tần tướng quốc cầm đầu, lưu tại Chu Tước Vương bên người. Chu Tước Vương, ngươi làm Chu Tước quốc chi vương, bồi dưỡng người trẻ tuổi, để Chu Tước quốc đời đời trường tồn, chính là ngươi không cho từ chối trách nhiệm, đúng không? Một vị khác giám sát sứ Tống Nhất Phàm mỉm cười nói. Khương Thừa, tự nhiên nghĩa bất dung từ. Đã cũng là trách nhiệm của ngươi, mà lại, lấy thân phận của ngươi, cũng đủ làm cho Chu Tước quốc đám người, đối lần này thiên phủ thay đổi khiêu chiến, càng thêm tín nhiệm. Cho nên, chúng ta quyết định mời ngươi, cùng chúng ta cùng một chỗ, trở thành giám thị người, ngươi có bằng lòng hay không? Tống Nhất Phàm hỏi. Mọi người hít một hơi lãnh khí, hai mặt nhìn nhau. Chu Tước Vương là duy nhất khả năng đứng tại Vệ phủ bên này người. Dù sao các đời Chu Tước Vương tộc, cùng Vệ phủ cái quan hệ cũng không tệ. Cái này hai đại gia tộc, là Chu Tước quốc gia tộc lớn nhất. Một cái nắm trưởng thiên hạ, một cái ẩn thế hào môn, bồi dưỡng ngự thú sư. Chu Tước Vương tộc phía dưới, còn có Thiên Cơ Cung, còn có Vương Công Đại Thần, một khi lôi kéo đến Chu Tước Vương, đủ để cho toàn bộ Chu Tước quốc, trong nháy mắt từ bỏ Vệ gia. Như vậy, còn sẽ có công bình có thể nói. Mà lại,
Tống Nhất Phàm đã nói thẳng, lần này Thiên Phủ thay đổi khiêu chiến, đầu mâu, đã trực tiếp chỉ hướng Vệ Phủ. Giám sát sứ đại nhân ủy thác trách nhiệm, Khương Thừa tự nhiên xông pha khói lửa, không chối từ. Giám sát sứ có ý tứ là, có một cái gia tộc, đã được đến Thánh Thiên Phủ khiêu chiến lệnh, muốn đối Vệ gia, tiến hành khiêu chiến sao? Chuyện này, Chu Tước Vương căn bản không có cách nào cự tuyệt. Người nào đều hiểu, để Chu Tước Vương cùng hai vị giám sát sứ cùng một chỗ trở thành giám thị người, lấy Chu Tước Vương tại Chu Tước Quốc quyền uy, đủ để cho dân chúng tín nhiệm lần này khiêu chiến công chính tính. Bằng không, hai vị giám sát sứ ở chỗ này lưu lại thời gian dài như vậy, tăng thêm Lâm Tiêu Đình cùng Nguyệt Linh Cơ thành hôn, chắc chắn sẽ có người lan truyền lời đồn. Đây chính là bọn họ để Chu Tước Vương trở thành giám thị người mục đích. Một là lôi kéo, hoặc là nói, là ép hắn đứng đội. Thứ hai là sử dụng quyền uy của hắn, quản trụ Chu Tước Quốc miệng. Chu Tước Vương nói xong, tất cả mọi người lần nữa nhìn về phía Mộ Dương cùng Vệ Thiên Hùng, bọn họ đã hoàn toàn bị cô lập. Đã từng tôn kính cùng hâm mộ, giờ phút này trực tiếp biến thành cười trên nỗi đau của người khác. Chu Tước Vương nói không sai, Nguyệt Linh gia tộc cẩn trọng, tại Trúc Long Quốc trải qua ngàn năm phát triển. Quy mô của nó to lớn, trong tộc người tài ba xuất hiện lớp lớp, phẩm đức cùng thực lực, đều trải qua Thánh Thiên Phủ khảo nghiệm, cho nên đã lấy được khiêu chiến lệnh. Thế mà, Vệ gia, chiếm cứ Thiên Phủ ngàn năm, không biết tiến thủ, trong tộc con cháu, liền phủ chủ chi vị cũng không thể đảm nhiệm. Thánh Thiên Phủ đối nó chấp trưởng năng lực, sinh ra hoài nghi. Cho nên, hai người chúng ta quyết định, để Nguyệt Linh gia tộc khiêu chiến Vệ gia, mặc kệ thắng bại, đối Chu Tước thủ đô hữu ích chỗ. Thắng, thì Chu Tước quốc nắm giữ mới Thiên Phủ gia tộc, đổi mới, thế tất mang đến mới kỳ ngộ. Phụ, thì có thể đốc xúc Vệ gia, hối cải để làm người mới, một lần nữa đạt được Thánh Thiên Phủ tín nhiệm. Cho Chu Tước quốc mang đến càng nhiều tạo hóa. Tống Nhất Phàm chi ngôn ngữ hào hùng khí thế, sau khi nói xong, cái kia thanh âm uy nghiêm, còn tại mọi người bên tai quanh quẩn. Vệ Thiên Hùng, người thân là phủ chủ chi tử, lại không kế thừa phủ chủ năng lực, người còn bối phận, thậm chí ngay cả trở thành mới phủ chủ đệ tử tư cách đều không có. Bởi vậy, chúng ta đối Vệ phủ truyền thừa sinh ra hoài nghi, người có thể chịu phục. Đúng vào lúc này, mọi người trong dữ liệu hình ảnh đã xuất hiện. Giám sát sứ. Quả nhiên trực tiếp đối Vệ phủ làm khó dễ. Bọn họ không có nhằm vào Mộ Dương, mà chính là trực tiếp đánh chúng vào Vệ Thiên Hùng lớn nhất khúc mắc. Từ đầu đến cuối, Vệ Thiên Hùng sắc mặt đều là hắc. Đây là nhục nhã. Nhưng là không có cách, đối phương là giám sát sứ, hơn nữa, còn là lấy mọi người đều biết sự tình đến nhục nhã. Để Mộ Dương làm mới phủ chủ, là Vệ Thiên Thương quyết định. Không cho Vệ Quốc Hào bọn người trở thành Mộ Dương đệ tử. Cũng là Vệ Thiên Thương quyết định. Có thể Vệ Thiên Thương đều không nghĩ tới, hắn nghiêm ngặt tiêu chuẩn, ngược lại sẽ trở thành giám sát sứ kết luận Vệ gia vô năng lý do chứ. Dù sao liền xem như Vệ Thiên Thương, đều cũng chỉ là nghe qua một lần loại này khiêu chiến, chưa bao giờ nghĩ tới, Vệ phủ sẽ có một ngày này. Tại vạn chúng chú mục bên trong, Vệ Thiên Thương cắn răng, hắn chỉ có thể nói. Giám sát sứ đại nhân dạy phải. Vệ Thiên Hùng, ta cũng không phải là nhằm vào ngươi. Chỉ là luận sự, người không cần sinh ra nghịch phản tâm tình. Đây chỉ là một trận khiêu chiến, Vệ phủ, nắm giữ chứng minh cơ hội của mình. Chúng ta chống đỡ Nguyệt Linh gia tộc khiêu chiến, nhưng cũng đồng dạng ủng hộ các ngươi, bảo vệ tôn nghiêm của mình. Cận Nhất Huyên nói. Như vậy xin hỏi hai vị giám sát sứ đại nhân, cụ thể khiêu chiến quy tắc là cái gì? Mộ Dương biết Vệ Thiên Hùng tức giận, tâm cảnh bất ổn, cho nên hắn tiếp lời. Đối phương sớm có bố trí. Rõ ràng chính là muốn trừ rơi Vệ gia, đưa Nguyệt Linh gia tộc ngồi phía trên, ở chỗ này phàn nàn phẫn nộ, đều là vô năng biểu hiện. Cùng dạng này, còn không bằng trực tiếp hỏi quy tắc. Còn không bằng, trực tiếp chiến. Cái này, mới là Vệ phủ cơ hội duy nhất. Chuyện này, chính là bộ giám sát sứ hợp mưu, giống như Vệ Thiên Thương mà nói, đều bày ra trên mặt bàn tới, sẽ cho ngươi kêu oan khuất cơ hội. Nếu không phải ăn chắc Vệ gia, bọn họ đã sớm tránh hiểm nghi. Nơi nào sẽ tại Lôi Tôn phủ đợi trên một tháng. Mà lại, liền dự định Nguyệt Linh cơ hơi trầm xuống nguyên đấu thú đệ nhất sự tình đều làm được, sẽ còn cùng Vệ gia giảng đạo lý. Đến đón lấy cái gọi là Thiên Phủ thay đổi khiêu chiến, khẳng định là một trận không công bằng chiến đấu. Như thế nào tại không công bằng chỗ, tìm ra một con đường sống, mới là Vệ phủ người có thể làm sự tình. Đây hết thảy, Mộ Dương một chút liền muốn thấu. Đối mặt Mộ Dương đặt câu hỏi, Cận Nhất Huyên trên mặt nụ cười,
mặt ngoài nhìn, một chút cũng không có thiên vị ý tứ. Thiên phủ thay đổi khiêu chiến, trên đại thể, chính là cũng mới hai gia tộc quyết đấu. So đấu hai gia tộc đương đại lực lượng cùng tương lai thực lực. Quyết đấu chia làm ba bộ phận, phân biệt là lão trung, thanh ba đời. Ba đời phân biệt quyết đấu, đây là gia tộc nội tình, trung kiên cùng tương lai so đấu. Quy tắc rất đơn giản, nói thí dụ như lần trước thay, cũng là vệ thiên thương, Nguyệt Linh Hồng cái này đệ nhất, song phương mỗi người phái ra một người trên chiến trường quyết đấu. Chiến bại người đi xuống, đổi những người khác đi lên, dạng này tiếp tục chiến đấu, thẳng đến trong đó một phương, rốt cuộc phái không ra người làm dừng. Quy tắc này xác thực đơn giản, nghe xong thì đã hiểu. Chính là, đánh tới đối phương cái này đệ nhất không ai, thì kết thúc. Ba đời, thắng được đệ nhất, tích một điểm, ba trận đánh xong, người nào cầm tới hai phần trở lên, người nào thì thắng lợi. Cứ như vậy, vệ thiên thương, vệ kình bọn người, sẽ đối với quyết Nguyệt Linh Hồng, đánh tới Nguyệt Linh gia tộc không ai đến. Vệ thiên hùng, vệ tử côn bọn người, sẽ đối với quyết Nguyệt Linh tiêu. Lý Thiên Mệnh vệ quốc hào bọn người, có thể sẽ quyết đấu Nguyệt Linh cơ. Giả dụ bất kỳ bên nào tại một đời nào đó, có một cái siêu cường giả, một người, đều có thể nghiền ép đối phương một đám người, vì gia tộc đoạt được một phần. Xin hỏi giám sát sứ, ta làm vệ gia tương lai thiên phủ phủ chủ, ta nhưng có tham dự tư cách? Mộ Dương trầm giọng hỏi. Mọi người ngẩng đầu, khẩn trương nhìn lấy bộ giám sát sứ trả lời. Mộ Dương thực lực, trong bọn hắn năm đệ nhất, đứng hàng Chu Tước Quốc trước ba. Thậm chí, đệ nhất. Năm đó thiên phủ thiên bảng đệ nhất, vệ thiên thương đệ tử đắc y nhất. Lâm Thiên Giám, Tinh Thánh, Thần Thánh, đã từng đều là bại tướng dưới tay của hắn. Dựa theo đạo lý, bộ giám sát sứ hẳn là sẽ không để hắn tham gia. Nhưng trên thực tế, Cận Nhất Huyên cùng Tống Nhất Phàm đã tính trước, bọn họ đã sửa đổi một lần quy tắc, cho Nguyệt Linh gia tộc mang đến to lớn ích lợi. Thiên phủ phủ chủ đệ tử, dựa theo điều lệ có tham gia tư cách, cho nên bọn họ lười nhắc sửa đổi. Nói trắng ra là, cũng là miệt thị. Thậm chí đã nhiều năm như vậy, có lẽ Lâm Thiên Giám, cũng rất muốn biết, năm đó áp chế hắn Mộ Dương, còn có thể áp chế sao? Cái này, là Lâm Thiên Giám trận chiến báo thù. Cũng là hắn chủ động đề nghị, nói cho bộ giám sát sứ, không dùng vì Mộ Dương lại sửa đổi một lần quy tắc. Đối mặt Mộ Dương đặt câu hỏi, Cận Nhất Huyên hời hợt hồi đáp, đương nhiên có thể, dựa theo thiên phủ thay đổi khiêu chiến quy tắc, phủ chủ đệ tử có tham chiến tư cách. Mộ Dương, nghe nói người thực lực không tệ, đến lúc đó, có người triển lãm cơ hội. Lời vừa nói ra, chúng người đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ chỉ có thể nói, hai vị bộ giám sát sứ đối Nguyệt Linh gia tộc thực lực quá có lòng tin đi. Nếu như hai đại gia tộc dạng này đơn đấu, lão, tuổi trẻ nhất đại khó mà nói. Nhưng, Nguyệt Linh tiêu, có thể đánh được Mộ Dương. Mộ Dương, rất nhiều năm không có giao thủ, những năm này ta có không ít lĩnh hội, lần này. Ta chỉ sợ sẽ làm cho ngươi, giao ra lúc trước diễm đồ đệ nhất nhân danh tiếng. Đúng vào lúc này, lôi soái Lâm Thiên Giám híp mắt, trầm giọng nói ra một câu nói như vậy. Lời vừa nói ra, mọi người kinh ngạc. Không phải nói, là Nguyệt Linh gia tộc và vệ gia quyết đấu sao? Cái này cùng lôi tôn phủ Lâm Thiên Giám, có quan hệ gì? Trận này quyết đấu, ngươi có thể xuất chiến. Vệ Thiên Hùng biểu đạt nghi vấn của mọi người. Đương nhiên là có thể. Ta lôi tôn phủ từ hôm nay bái đường về sau, thế nhưng là Nguyệt Linh gia tộc thông gia. Thuộc về Nguyệt Linh gia tộc họ hàng thân thuộc, Lâm Thiên Giám cười lạnh nói. Giám sát sứ đại nhân, Lâm Thiên Giám nói đến có thể là thật. Mộ Dương híp mắt. Cho đến giờ phút này, mọi người mới nhìn ra đến, Nguyệt Linh gia tộc phần thắng từ đâu tới đây. Quả nhiên, trận này hôn lễ, không phải tùy tiện hôn lễ. Chỗ lấy lựa chọn tại hôn lễ về sau công bố. Tự nhiên nói rõ trận này khiêu chiến quyết đấu, cùng trận này hôn lễ có quan hệ. Đó là tự nhiên, dựa theo Thánh Thiên Phủ quy tắc, Thiên Phủ gia tộc họ hàng thân thuộc lực lượng, cũng là tự thân lực lượng chứng minh. Cho nên song phương có thể chỉ định một cái họ hàng thân thuộc tham chiến. Tống Nhất Phàm nói, chúng ta lôi tôn phủ, toàn viên vì Nguyệt Linh gia tộc xuất chiến. Đương nhiên, vệ gia cũng có thể chỉ định một cái họ hàng thân thuộc, đây là Thánh Thiên Phủ quy tắc. Lôi tôn Lâm Triệu ánh mắt âm sâm. Bọn họ nhân số đông đảo, mà vệ gia chỉ có Mộ Dương, vệ thiên hùng hai người. Giờ phút này, chân tướng rõ ràng. Không phải Nguyệt Linh gia tộc quyết đấu vệ gia. Mà chính là Nguyệt Linh gia tộc, tăng thêm lôi tôn phủ toàn tộc, liên thủ vây quét vệ gia. Không nói lão,
bên trong một đời ưu thế, đáng sợ nhất là thế hệ thanh niên. Hai nhà bọn họ thế hệ thanh niên, nắm giữ Nguyệt Linh Cơ cùng Lâm Tiêu Đình, nghe nói song song đạt tới quy nhất cảnh, mà lại, giữ chắc một phần. Loại này quyết đấu, thêm phía trên một cái gia tộc là chí mạng. Bởi vì, chỉ cần nhân số đông đảo, đều có thể xa luân chiến đối phương. Mộ Dương mạnh hơn như thế nào? Lôi Tôn Phủ cái này đệ nhất nhân số đông đảo, chỉ là Lâm Thiên Giám thì có 5 huynh đệ, từng cái đều là thiên ý cảnh giới, một đám người xa luân chiến, hao tổn đều có thể mài chết. Vệ gia là ẩn thế gia tộc, hướng người tới đếm cũng không nhiều, làm sao có thể cùng Lôi Tôn Phủ so sánh. Thì coi như bọn họ có thể tìm họ hàng thân thuộc, nhưng tuyệt đối không có cách nào cùng Lôi Tôn Phủ so sánh. Đệ nhất, không có người sẽ cùng giám sát sứ đối nghịch, hôm nay trận này tiệc cưới, nói rõ chính là muốn làm chết vệ gia. Thứ hai, chu tước trong nước, tìm không thấy có thể so với Lôi Tôn Phủ họ hàng thân thuộc. Chỉ có chu tước Phương tộc, có thể áp chế Lôi Tôn Phủ một đầu, nhưng là chu tước Phương tộc, rất không có khả năng thỏa mãn điều kiện thứ nhất. Ai có thể nghiêng cả tộc chi lực, cứu vệ gia sinh tử? Lý Thiên Mệnh nhìn thoáng qua sắc mặt im lặng, hơi có chút cúi đầu chu tước Phương, là hắn biết, chuyện này không có khả năng lắm. Mạo hiểm quá lớn. Một cái sơ suất, chu tước Phương tộc ngàn năm truyền thừa, đều có thể xảy ra vấn đề. Bây giờ, bọn họ lòng lang dạ thú, đã người qua đường đều biết. Làm vệ gia thế hệ thanh niên, duy nhất dựa vào là người ở, lão, bên trong đệ nhất, không phải Lý Thiên Mệnh chiến trường. Nhưng là, thuộc về hắn chiến trường, cho dù là muốn đối mặt Nguyệt Linh Cơ cùng Lâm Tiêu Đình. Hắn chỉ có thể nói, hắn tuyệt đối sẽ tử chiến đến cùng. Đã từng, hắn cùng vệ gia, có một chút không vui, chủ yếu cũng là cùng vệ Thiên Hùng, vệ Tử Côn cùng bọn hắn còn nối dõi mâu thuẫn. Nhưng là, bọn họ đại biểu không được vệ gia. Lý Thiên Mệnh sẽ không quên, là vệ Thiên Thương cứu được vệ Tịnh, để cho nàng có thể còn sống sót. Hắn sẽ không quên, vệ Thiên Thương còn muốn tu dưỡng một tháng trở lên. Tiêu hao rất lớn. Hắn càng sẽ không quên cái, mẫu thân hắn ở chỗ này trưởng thành 20 năm. Vệ Phủ, là nhà của nàng. Đương nhiên, hắn tuyệt đối sẽ không quên, Mộ Dương cho hắn như thế trợ giúp của hắn. Mà trận này chiến trường, Mộ Dương vì báo đáp ân sư, khẳng định phải giết ở hàng đầu. Coi như vì vệ Tịnh, vì Mộ Dương, Lý Thiên Mệnh đều muốn quyết nhất tử chiến. Lại càng không cần phải nói, đây là hắn tỉ thí với Lâm Tiêu Đình cơ hội tốt nhất. Cái này, cũng là hắn chờ đợi 3 năm cơ hội. Lâm Tiêu Đình, cảm ơn ngươi, cho ta cơ hội này. Ta nhất định, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lý Thiên Mệnh trong ánh mắt, biển máu lăn lộn, trong lồng ngực, nhiệt huyết thiêu đốt. 3 năm, rốt cục chờ đến a. Đây hết thảy, không phải muốn hướng khác người chứng minh, mình rốt cuộc đến cỡ nào không tầm thường. Mà chính là muốn nói cho tất cả mọi người, chính mình đã từng mất đi đồ vật. Một ngày nào đó, muốn tự tay cầm về. Ngoại trừ thánh thú chiến hồn. Còn có kim vũ mệnh. Nợ máu, muốn huyết nếm. Lý Thiên Mệnh cười. Nhưng là vệ Tịnh lại cau mày, mất hồn mất vía. Bọn họ quá hèn hạ, vừa mới Lâm Thiên dám hỏi ta, ông ngoại ngươi tiêu hao bao nhiêu công lực. Hắn vì cứu ta, chỉ ít còn muốn tu dưỡng một tháng, bằng không, hắn đỉnh nhiều chỉ có 6 thành chiến đấu lực. Vệ Thiên Thương cái kia đệ nhất, chỉ có hắn cùng vệ Kình 2 người. Mà Lôi Tôn Lâm Triệu còn có 3 cái huynh đệ, tăng thêm Nguyệt Linh Hồng, chỉ có 6 thành chiến lực vệ Thiên Thương, ứng đối ra sao? Nếu không cứu vệ Tịnh, lấy hắn đã từng chu tước quốc đệ nhất cường giả thực lực, còn có thể. Hiện tại, đối phương tuyệt đối sẽ không buông tha cái này cơ hội thật tốt. Vệ Tịnh sống, ngược lại hại vệ Thiên Thương. Nhưng là, loại chuyện này, ai có thể sớm đoán trước? Vệ Thiên Thương coi như 2 ngày này đoán được, cũng đã chậm. Hiện tại thì nhìn, bộ giám sát sứ đem lần này khiêu chiến, bình tĩnh tại có 1 ngày. Vạn chúng chú mục thời khắc. Cận Nhất Huyên đứng lên tuyên cáo. Ngày mai, ngày kia, 3 ngày, phân biệt cử hành lão, trung, thanh 3 đời quyết đấu, vệ gia, Nguyệt Linh gia tộc, các ngươi tham chiến thành viên, có thể trở về làm chuẩn bị. Địa điểm chiến đấu, Viêm Hoàng học cung, Viêm Hoàng chiến trường. 3 ngày chiến đấu, toàn bộ hành trình công khai, tại chỗ chư vị đều là chu tước quốc thượng tầng nhân vật, có thể đi trước giành chỗ. Viêm Hoàng chiến trường. Cũng là cử hành thông quan bài vị chiến địa phương. Chỗ đó, có hơn vạn ngồi vào. Ngày mai, quả nhiên, vì thừa cơ chém tận giết tuyệt, bọn họ sự tình gì đều làm ra được.
Ngày mai khai chiến, Vệ Thiên Thương chiến lực thấp nhất. Trực tiếp để thế hệ trước quyết đấu, nghỉ ngơi cơ hội đều không có. Dạng này một trận nặng cân chiến đấu, vốn là không có cách nào che lấp, còn không bằng quang minh chính đại, tại Chu Tước Quốc người nhóm lúc này triển khai. Lộ ra càng chính thức, càng trang trọng. Tại Cận Nhất Huyên sau khi nói xong, yến hội khách mời, bắt đầu ào ào cáo lui, tiến về Viêm Hoàng chiến trường giành chỗ con đi. Ngày mai thì khai chiến. Đây là Chu Tước Quốc lập quốc đến bây giờ, náo nhiệt nhất một trận chiến đấu, ai muốn bỏ lỡ. Tại Vệ Thiên Hùng còn đờ đẫn thời điểm, Mộ Dương đã đứng dậy. Chu Tước Phương, xin dừng bước, như thế ngày tốt cảnh đẹp, nhưng có ý mang bọn ta hai vị, vùng vẫy diễm đô. Tiệc cưới tán đi thời điểm, Cận Nhất Huyên cùng Tống Nhất Phàm xuất hiện tại Chu Tước Phương trước mặt, trên mặt nụ cười. Đây là bỉ nhân vinh hạnh, hai vị, mời. Chu Tước Phương cố nặn ra vẻ tươi cười, nói. Rất hiển nhiên, hắn cũng không có bất kỳ cái gì trợ giúp Vệ gia cơ hội. Mộ Dương, cũng sẽ không có tới gần Chu Tước Phương cơ hội. Dù sao, hiện tại Chu Tước Phương, thế nhưng là cuộc tỉ thí này tam đại giám thị người một trong. Hắn chỉ có thể cùng hai vị giám sát sứ cùng một chỗ đứng đấy, đưa mắt nhìn Mộ Dương bốn người bọn họ rời đi. Dù là hắn cùng Mộ Dương quan hệ cũng không tệ. Nhưng, giờ này khắc này, muốn nhiều bất đắc dĩ, thì có bao nhiêu bất đắc dĩ. Một bên khác, thần thánh đứng dậy, hướng về Vệ Tịnh mà đến. Huynh đệ, đừng đi, tinh thánh đè xuống hắn. Ca, thần thánh khẽ cắn môi, đã nhiều năm như vậy, bọn họ là thân huynh đệ. Hai người chúng ta, tay trắng khởi ra, vì tinh thần thương hội hao phí bao nhiêu tâm huyết. Bây giờ có bao nhiêu huynh đệ tỉ muội, dựa vào thương hội ăn cơm, người muốn hủy đi sao? Tinh thánh âm thanh run rẩy hỏi. Thần thánh hít thở sâu một hơi. Nhìn lại, Mộ Dương, Vệ Tịnh, Vệ Thiên Hùng, Lý Thiên Mệnh bốn người, đã đi. Xe ngựa ủng ục vang lên. Giờ phút này, mặc dù là ban đêm, nhưng toàn bộ diễm đô đều đốt lên, nghiêm chỉnh đã sôi trào. Chúng ta Vệ ra, xong đời. Vệ Thiên Hùng cau mày, cúi đầu, nắm chặt hai nắm đấm, ánh mắt đỏ như máu. Không có người phản ứng đến hắn. Mộ Dương mở ra xe ngựa cửa sổ xe, nhìn lấy sôi trào diễm đô. Người đều có vừa chết. Ta cái mạng này, là sư tôn cho ta. Nếu có cơ hội, ta nguyện ý bằng vào ta chi huyết, bảo vệ gia tộc này. Sinh tử, không sợ. Mộ Dương trong mắt đấu trí, không phải Vệ Thiên Hùng chỗ có thể so sánh. Ở bên cạnh hắn, Vệ Tịnh che mắt, nước mắt chảy xuống tới. Ta không nên sống sót, thậm chí, ta chống đỡ thêm một đoạn thời gian. Cha cũng không đến mức muốn dẫn thương tổn xuất chiến, niên kỷ của hắn đều lớn như vậy. Lý Thiên Mệnh nhìn lấy nước mắt của nàng rơi ở trên xe ngựa, tâm lý như có hỏa diễm tại thiêu. Hắn dùng góc áo, lau nước mắt của nàng. Vội cái gì, lại nhìn ngươi nhi tử, giết sạch Lôi Tôn phủ cẩu tặc. Bọn họ dám động Vệ ra một người, ta để bọn hắn, đoạn tử tuyệt tôn. Một đêm này, Vệ phủ nhất định vì cái này quyết đấu, trắng đêm không ngủ. Bọn họ sẽ thảo luận, sẽ ủ rũ, sẽ kêu khóc, sẽ giãy giụa. Cho nên, Lý Thiên Mệnh tại Thiên Phủ cửa thì xuống xe ngựa, chưa có trở về Vệ Phủ. Hắn không muốn xem những người kia thê thê thảm thảm nhận mệnh. Không muốn nghe bọn họ phủ lên, có giám sát sứ chỗ dựa, liền Chu Tước Phương đều bị đè chết, Vệ gia đã định trước lại là kết cục gì. Hắn theo không tin số mệnh. Cùng nghe bọn hắn gào khóc thảm thiết, còn không bằng, đi ngộ một kiếm kia. Huyễn Diệt, Lôi Tôn phủ, đêm động phòng hoa trúc, ưa thích ngọn liễu đầu. Say rượu về sau, Lâm Tiêu Đình hỏa khí dâng lên. Đẩy cửa xem xét, cái kia tuyệt thế yêu nhiều nữ tử, hai chân gấp dựa vào, ngồi tại cạnh giường, váy đỏ mới trang phục, xinh đẹp rung động lòng người. Người có thể bỏ về được, người ta, chờ ngươi đợi đến tâm phiền ý khô, lần sau còn như vậy, chuẩn cho ngươi biết mặt. Nguyệt Linh cự oán giận nói. Nương tử, là ta sai rồi. Lâm Tiêu Đình biết, nàng cũng không phải một tình tình loại kia, đối với mình muốn gì được đó nữ nhân. Ta Lâm Tiêu Đình cam đoan với ngươi, đời này chỉ có lần này để ngươi đợi lâu. Dù sao, hôm nay là ta ngày vui, song nghỉ lâm môn, huynh đệ các bằng hữu đều quá nhiệt tình. Lâm Tiêu Đình giải thích nói. Hừ, thì tha thứ ngươi lần này, Nguyệt Linh cơ thẹn thùng nói. Nàng cũng là khuê nữ, lần thứ nhất xuất giá. Đến đón lấy sẽ phát sinh cái gì? Đã sớm làm cho lòng người chiều bành trướng. Một đêm này, tưởng tượng qua vô số lần, chờ hắn trở về những thời giờ này,
sớm đã đứng ngồi không yên. Lâm Tiêu Đình đã sớm, không có cách nào lại làm bộ quân tử. Vì tu luyện, thuần dương thiên lôi quyết, hắn từ bỏ còn lại thị tộc con cháu phong lưu thiếu niên sinh hoạt. 20 năm qua, hắn cùng bất kỳ cô gái nào đều giữ một khoảng cách. Rốt cục tu đến quy nhất cảnh, 3 năm bạn gái Mộc Tình Tình, cũng đã xấu xí không chịu nổi. Mà bây giờ, đối mặt cái này sau lưng có giám sát xứ chỗ dựa thiên tài nữ tử Nguyệt Linh Cơ, tự nhiên là kết thúc 20 năm thiếu nam kiếp sống tuyệt vời nhất thời khắc. Xốc lên đỏ khăn cô dâu, nhìn đến thiếu nữ kia mặt đỏ thẹn thùng trong tích tắc, Lâm Tiêu Đình đã sớm huyết mạch sôi sục, toàn thân sôi trào. Phu quân, thiếu nữ thanh âm run nhẹ nhẹ. Kiều diễm bầu không khí hạ thẹn thùng ngữ khí, đủ để cho bất luận cái gì nam tử, hóa thân thành dã thú. Lâm Tiêu Đình trong cặp mắt, hỏa diễm lăn lộn, tựa như là một con dã lang, lập tức liền muốn đem trước mắt con thỏ nhỏ, ăn sống nuốt tươi. Khí huyết quay cuồng, toàn thân sôi trào. Ngày mai, để ngươi không rời giường, Lâm Tiêu Đình bá khí nói. Không có việc gì, ngày mai chúng ta không dùng tham chiến. Nguyệt Linh Cơ nói ra một câu, cúi đầu, mặt như hỏa thiêu. Nàng thực chất bên trong, thế nhưng là cái mạnh mẽ nữ tử. Trong lời này lộ ra kiều mị, càng làm cho Lâm Tiêu Đình lên cơn giận dữ. Ngay tại hắn muốn xuất thủ một khắc này, bỗng nhiên ở giữa, bụng dưới kịch liệt đau nhức. Lâm Tiêu Đình kêu thảm một tiếng. Sắc mặt trắng bệch ngã trên mặt đất, hai tay bưng bít lấy giữa hai chân, kêu thảm, run rẩy, co rút. Phu quân, Nguyệt Linh Cơ ngốc trên giường, đờ đẫn nhìn lấy Lâm Tiêu Đình. A, à, Lâm Tiêu Đình sắc mặt đã chuyển hướng tái nhợt, đầu đầy đều là mồ hôi. Ánh mắt hắn trợn trắng, đau đến lăn trên mặt đất đến lăn đi. Ngươi thế nào, phu quân, thế nào? Nguyệt Linh Cơ vội vàng xuống tới, cho đến lúc này, nàng mới cảm giác không thích hợp. Mau gọi người, Lâm Tiêu Đình kêu thảm, đã tê tâm liệt phế. Không dùng gọi người, loại này kêu thảm, đã sớm đem Lâm Thiên Giám phu thê hấp dẫn mà đến. Đêm động phòng hoa trúc, kêu thảm thành dạng này. Bọn họ không để ý tới cái gì, trong kinh hoàng đẩy cửa tiến đến, nhìn đến Lâm Tiêu Đình vô cùng thê thảm, nằm dạp trên mặt đất kêu thảm, toàn thân đều là gân xanh. Lâm Thiên Giám tiến lên xem xét, sờ một cái, nhất thời sắc mặt trắng bệch, lùi lại ba bước. Đoạn căn tán, Nguyệt Linh Cơ, người vậy mà cùng cho nhi tử ta ăn dễ đứt. Lâm Thiên Giám hai mắt trừng lớn, kém chút ngất đi. Đoạn căn tán, Lâm Mẫu kêu thảm một tiếng, trực tiếp choáng. Ta không có a. Nguyệt Linh Cơ ngây ra như phỗng. Đoạn căn tán, đó là đoạn tử tuyệt tôn kịch độc a. Đối thân thể vô hại, nhưng là vừa đứt phía dưới, sau đó thì lục căn thanh tịnh a. Điều này có ý vị gì, Nguyệt Linh Cơ đều có thể nghĩ rõ ràng. Nếu như không ly hôn, về sau cũng đừng nghĩ có hạnh phúc. Ta giết ngươi. Lâm Thiên Giám đã bị dạng này thê thảm sự thật, chỉnh được bản thân đều điên rồi. Cha, không phải nàng. Trong tiếng kêu thảm Lâm Tiêu Đình, ánh mắt trợn thật lớn. Một khắc này, hắn nhớ tới một người, toàn thân run rẩy. Mời rượu thời điểm, là nàng cho mình rót đầy một chén rượu, sau đó uống một hơi cạn sạch. Cái kia một bộ bạch y, tựa như là ác quỷ. Trong nháy mắt xông vào trái tim, một luồng hơi lạnh, trong nháy mắt nước vọt khắp toàn thân. Nữ tử kia, 3 năm trước đây, nàng cầm lấy thánh thú chiến hồn tin tức tìm đến mình, để cho mình phế bỏ bạn trai của nàng. Lý Thiên Mệnh tại sấm chớp rền vang mưa to ban đêm, ôm lấy kim vũ thi thể rời đi thời điểm, nàng vùi ở trong lồng ngực của mình, mặt mũi tràn đầy thẹn thùng. 3 năm sau, nàng đem có đoạn căn tán tử, rót vào chén rượu của mình. Sau đó, cung chúc chính mình, con cháu đầy đàn. Tìm cho ta đến Mộc Tình Tình, ta muốn đem nàng chém thành muôn mảnh. Lôi tôn trong phủ, truyền ra Lâm Tiêu Đình kinh thiên động địa gào thét. Cùng lúc đó, Viêm Hoàng học cung bên ngoài, ngàn năm cổ lão trên cửa đá. Một sợi dây thừng rũ xuống. Một cái bạch y nữ tử, nhẹ nhàng bay xuống. Sau đó, treo chết tại nơi này. Lý Thiên Mệnh, đi Viêm Hoàng học cung cửa một chuyến đi. Thiên còn chưa tờ mờ sáng, cũng đã có thể nghe được bên ngoài thiên phủ Viêm Hoàng học cung, đã tiếng người huyên náo. Hôm nay, là hai gia tộc quyết đấu sinh tử ngày đầu tiên. Lý Thiên Mệnh theo Viêm Hoàng thạch bên cạnh đứng dậy, bên ngoài không ít thiên phủ đệ tử sắc mặt lãnh đạm nhìn lấy hắn. Tin tức đã truyền ra. Phụ mẫu trưởng bối mới nói, 3 ngày sau đó, thiên phủ muốn đổi chủ nhân. 3 ngày này, nghiêm cấm cùng tất cả vệ gia người tiếp xúc,
Cho nên, làm Lý Thiên Mệnh theo Viêm Hoàng Thạch bên kia đi lúc đi ra, thiên phủ đệ tử nhóm tránh ra một đầu đường lớn. Đi học cửa cung nhìn xem, xảy ra chuyện gì. Là ngươi hại chết nàng, ngươi sẽ gặp trời phạt, Lý Thiên Mệnh. Một số lời đàm tiếu, cũng không dám nói lớn tiếng. Nàng, Lý Thiên Mệnh một đường phi nhanh. Đến Viêm Hoàng chiến trường thời điểm, ngẩng đầu nhìn lên, tuy nhiên sắc trời còn không có sáng, nhưng là cái kia ngồi vào đã đầy ắp, tiếng người huyên náo. Viêm Hoàng học cung cửa đá, là địa phương náo nhiệt nhất. Người vây xem ba tầng trong, ba tầng ngoài, đem cửa đá cơ hồ phá hỏng. Bọn họ đau lòng bóp cổ tay, nghị luận ầm ĩ. Nhất định là bị điếm ô, xấu hổ tự vận. Lại thêm, Lâm Tiêu Đình cùng Nguyệt Linh Cơ hôm nay thành hôn, để cho nàng tưởng tượng sụp đổ. Quá thảm rồi. Đáng hận Lý Thiên Mệnh, hại chết nàng. Muốn gặp báo ứng, ba ngày này, cũng là hắn gặp báo ứng thời khắc. Làm Lý Thiên Mệnh đến sau này, đa số người đều lấy cười lạnh đối mặt. Tối hôm qua đại hôn chi tiết truyền khắp Diễm Đô, người nào không biết, vệ gia đã cùng đường mặt lộ. Giám sát sứ danh xưng công bình, có thể một cái ba tuổi tiểu nhi, đều biết Nguyệt Linh gia tộc có thể đi tới nơi này. Đều là bọn họ một tay xử lý. Cho nên, vệ gia không có bất kỳ cái gì phần thắng. Chỉ có thể cầu nguyện bảo trụ căn cơ, giảm bớt thương vong. Lý Thiên Mệnh đã sớm cùng vệ gia buộc chung một chỗ, liền muốn đối diện với mấy cái này cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt. Khuất phục quyền thế, chính là cỏ đầu tường bản năng. Bọn họ sẽ không nhớ đến vệ gia vì Chu Tước Quốc làm ra qua bao nhiêu cống hiến, bọn họ chỉ biết là, giám sát sứ muốn đích thân xử lý vệ gia. Để hắn đi vào. Để hắn xem thật kỹ một chút, hắn làm nghiệt. Thật sự là táng tận lương tâm. Những cái kia vẻ khinh thường, kỳ thật phá lệ buồn cười. Tin vào lời đồn, liền cho rằng biết tất cả chân tướng, đối với loại này ngu xuẩn, không cần lãng hao tổn tâm thần. Không não người, thấp nhất kém. Làm Lý Thiên Mệnh xuyên qua đám người thời khắc, hắn ngẩng đầu, nhìn đến Viêm Hoàng học cung cửa đá phía dưới, một cái bạch y nữ tử phiêu nhiên trên không trung. Con mắt của nàng, nhìn về phía Viêm Hoàng chiến trường phương hướng. Dường như, đang chờ đợi nơi này một trận trò vui trình diễn. Nàng vị trí này, là tốt nhất quan chiến vị trí, so Diễm Đâu người trong đêm tranh đoạt vị trí đều tốt hơn. Có thể đem ba ngày này chiến đấu, thấy rất rõ ràng. Lý Thiên Mệnh đứng vững bước. Ba năm trước đây, nàng tại Lâm Tiêu Đình trong ngực thẹn thùng bộ dáng, cùng thời khắc này bộ dáng chồng vào nhau. Hắn hít một hơi thật sâu. Người thật thông minh, không còn dám chống đỡ ba ngày. Lại chống đỡ ba ngày, nàng liền có thể, còn sống nhìn đến Lâm Tiêu Đình xuống tràng. Nàng không đợi được ba ngày sau, nhưng là nàng lại lựa chọn tại địa điểm này. Người chết có linh, đến đón lấy ba ngày, người vẫn là chạy không khỏi báo ứng. Người ngay ở chỗ này, thật tốt thưởng thức. Từ giờ khắc này, hắn cùng Mộc Tình Tình ở giữa, triệt để kết thúc. Lý Thiên Mệnh không có ở Trầm Uyên đấu thú thân thủ giết chết nàng. Đó là bởi vì trên thế giới này, còn có càng đáng sợ trừng phạt. Rất nhiều người đều sẽ không hiểu, tinh thần tra tấn, so nhục thể chu sát, rất tàn nhẫn. Tháng này, là ta còn cho ngươi. Nếu như không phải ruột gan đứt từng khúc, liền sẽ không lấy cái chết giải thoát rồi. Nhân quả báo ứng, tuyệt không thể tả. Ánh mắt của hắn, rơi vào cửa đá hạ trên mặt đất. Nơi này có mấy chữ bằng máu, là dùng máu tươi viết ra. Thiên Mệnh, thật xin lỗi. Ta không xứng. Cứ như vậy, hết thảy tám chữ. Nàng nói xin lỗi. Đáng tiếc, tới quá muộn. Trên thế giới này, không có thuốc hối hận a. Người, một bước đi nhầm, từng bước thì sai, không quay đầu lại nửa đường. Cái này tám chữ là có ý gì? Có người biết không? Đúng rồi, nàng không phải Lý Thiên Mệnh hại chết sao? Tại sao phải cho hắn nói xin lỗi? Vài ngày trước không phải tại nghe đồn nói, ba năm trước đây, là Lâm Tiêu Đình cùng Mộc Tình Tình liên thủ hãm hại Lý Thiên Mệnh, Lâm Tiêu Đình cướp đi hắn thánh thú chiến hồn về sau, mới nhất phi trùng thiên sao? Nói bậy đi, người đây cũng tin. Vậy ngươi nói, cái này tám chữ, giải thích thế nào? Có không ít người tận mắt thấy. Mộc Tình Tình viết ra cái này tám chữ, nhìn tận mắt nàng chết ở chỗ này. Chỉ là, không ai tiến lên ngăn cản. Nàng đèn cạn dầu, đi được rất nhanh, đợi có người đến gần thời điểm, nàng đã không ở cái thế giới này. Kỳ thật nói thật, thật sự có nhất định khả năng, dù sao những ngày qua, ta nhìn Lý Thiên Mệnh không giống như là loại kia thấp kém người. Vậy ý của ngươi là,
Lâm Tiêu Đình là thấp kém người. Quản tốt miệng của ngươi, đương nhiên, muốn chết liền tùy tiện nói. Chính vì vậy, rất nhiều người nghĩ như vậy, nhưng lại không dám nói ra. Nói ra miệng cũng không có ý nghĩa. 3 ngày sau, thế hệ thanh niên chiến đấu, Lý Thiên Mệnh chết chắc. Lý Thiên Mệnh, sau lưng chạy đến một thiếu nữ, nàng xem thấy đây hết thảy, ngơ ngác quỳ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, lệ rơi đầy mặt. Là Lâm Tiêu Tiêu. Thấy cảnh này, nước mắt của nàng lại cạch rơi xuống, bả vai rừng không ngừng run rẩy. Nàng tiến lên, đem Mộc Tình Tình buông ra, ôm vào trong ngực, gào khóc. Người hại chết Tình Tình tỷ, người sẽ gặp báo ứng. Nàng hướng về phía Lý Thiên Mệnh, cắn răng gầm thét lên. Tiêu Tiêu, ngươi là Tính Tình bên trong người, Lôi Tôn Phủ, thì ngươi một người tốt. Lý Thiên Mệnh đứng ở đằng xa, ánh mắt lạnh nhạt. Có thể ngươi tội ác tày trời, tội không thể tha thứ. Lâm Tiêu Tiêu lửa giận thiêu đốt. Ngươi sai, ngươi tuổi còn rất trẻ, còn thấy không rõ lắm trên thế giới này rất nhiều chuyện. Ta hỏi ngươi, ca ca ngươi, hắn chết chưa? Lý Thiên Mệnh hỏi. Tất cả mọi người sợ ngây người. Hắn vì sao lại hỏi loại vấn đề này? Lâm Tiêu Đình, vì cái gì vô duyên vô cớ sẽ chết? Tất cả mọi người không biết. Chỉ có Lý Thiên Mệnh biết. Bởi vì, làm Mộc Tình Tình cho Lâm Tiêu Đình mời rượu về sau, chỉ có Lý Thiên Mệnh, thấy được nàng cái kia khinh miệt nụ cười. Hắn biết, nàng tại trong rượu, làm chút gì? Làm sao ngươi biết, chẳng lẽ là sắp xếp của ngươi? Lâm Tiêu Tiêu sợ ngây người. Nàng cũng nghe được Lâm Tiêu Đình hét thảm, sau đó toàn phủ điều tra Mộc Tình Tình. Nàng không biết nguyên nhân chạy đi vào, lại nhìn đến Lâm Tiêu Đình sắc mặt trắng bệch, quỳ xuống đất kêu khóc. Giống như nói, là đoạn căn tán. Giống như nói, là Mộc Tình Tình tại tiệc cưới thời điểm, cho Lâm Tiêu Đình đổ đầy một chén rượu. Nàng có dự cảm, nàng sẽ đến Viêm Hoàng học cung, chỉ là đuổi theo trong chớp nhoáng này, liền thấy được đây hết thảy. Người ý tứ, hắn chết, Lý Thiên Mệnh nhíu mày. Cái này không thể được, cái này quá dễ dàng. Đương nhiên không có, Lâm Tiêu Tiêu cả giận nói. Cái kia, hắn chỗ nào phế đi, Lý Thiên Mệnh hỏi. Mộc Tình Tình muốn không phải đắc thủ, thì không lại ở chỗ này, đi về điểm cuối của sự sống. Cái này cảnh phim đạo diễn, là Trầm Uyên đấu thú không có kết nàng Lý Thiên Mệnh. Ngươi chớ nói nhảm. Lâm Tiêu Tiêu biết, cái này đoạn căn tán tin tức, quan hệ đến Lôi Tôn Phủ mặt mũi, Lôi Tôn Phủ nhất định sẽ cấm đoán tuyên dương. Các ngươi những người này, đều là ma quỷ, các ngươi sớm muộn đều sẽ trả giá đắt. Lâm Tiêu Tiêu nói. Tiếp qua mấy năm, ngươi thì sẽ biết, người nào mới thật sự là ma quỷ. Lý Thiên Mệnh nhìn lấy nàng tuổi nhỏ mà ánh mắt cừu hận nói. Tình Tình tỷ. Lâm Tiêu Tiêu ôm lấy trong ngực rét lạnh nữ tử, nước mắt rơi như mưa. Khi nàng ngẩng đầu thời điểm, trước mắt Lý Thiên Mệnh, nhưng lại không biết hành tung. Hắn đi. Một ngày nào đó, ta muốn vì Tình Tình tỷ báo thù. Lý Thiên Mệnh. Nàng vẫn coi là, đây hết thảy, đều là bởi vì Lý Thiên Mệnh tại Trầm Uyên chiến trường phế bỏ Mộc Tình Tình bắt đầu. Chỉ là, khi nàng ôm lấy Mộc Tình Tình, chuẩn bị rời đi thời khắc, nàng chợt nhìn thấy mặt đất 8 cái chữ bằng máu. Thiên Mệnh, thật xin lỗi, ta không xứng. Lâm Tiêu Tiêu như bị sét đánh, đợi tại nguyên chỗ. Đây là chữ viết của nàng. Nàng cầm kỳ thư họa, mọi thứ tinh thông, nàng cầm, uyển chuyển rung động lòng người, chữ của nàng, xinh đẹp linh động. Không người có thể bắt chước. Lâm Tiêu Tiêu không ngu ngốc. Cái này 8 chữ, đã nói rõ 3 năm trước đây hết thảy. Một khắc này, nàng tê cả da đầu. Nguyên lai, Lý Thiên Mệnh nói nàng tuổi còn rất trẻ, không phải chế nhạo, mà chính là lời nói thật. Đây chính là, nhân quả báo ứng, nợ máu trả bằng máu à. Nàng run rẩy, nàng rốt cuộc minh bạch, Mộc Tình Tình vì cái gì, có thể sống đi ra Trầm Uyên chiến trường. Lý Thiên Mệnh tha thứ sao? Cũng không có. Nhưng, lật phần. Tiếp đó, còn có một đạo thức ăn ngon. Cái kia đạo món ăn cách làm, thì cùng đạo này, không đồng dạng. Đó là một đầu. Cá lớn. Chu Tước Vương cung, Thanh Loan trai. Trong tẩm cung, cửa lớn đã khóa kín, cửa đề phòng xâm nghiêm. Một đám cấm vệ quân, tướng Thanh Loan trai vây quanh nước chảy không lọt. Tuyên Vương theo bên ngoài đi đến, đứng tại tẩm cung trước mặt. Lúc này, trong tẩm cung truyền đến đánh nện thanh âm, bên trong nhất định loạn thành một đống. Thanh Nhi, Linh Nhi, đừng làm rộn, Tuyên Vương cau mày nói. Vương thúc, để cho ta ra ngoài, ta muốn về học cung.
Khương Thanh Loan táo bạo thanh âm từ bên trong truyền đến. Đừng suy nghĩ, bệ hạ tự mình phân phó, cấm đoán các ngươi hai cái xuất cung, ba ngày này an tâm đợi, các loại kết quả đi ra, có rốt cuộc, các ngươi mới có thể rời đi nơi này. Tuyên Vương nghiêm túc nói. Không được, chỉ ít Linh Nhi có thể giúp Lý Thiên Mệnh. Khương Thanh Loan cả giận nói. Một cô gái khác không nói gì. Có thể ai cũng biết, lòng của nàng, so với ai khác đều muốn vội vàng. Giúp, không thể giúp, Tuyên Vương trầm giọng nói. Vì cái gì, người khác đều ức hiếp đến trên đầu chúng ta tới, chúng ta cùng vệ phủ đời đời giao hảo, vệ phủ gặp nạn, chúng ta không xuất thủ tương trợ, nhưng còn có Chu Tước Vương tộc cốt khí. Khương Thanh Loan phẫn uất nói. Ngươi nói thật nhẹ nhàng, nhưng, ta không có thể để các ngươi liên lụy vương tộc, để vương tộc nhiều như vậy người vô tội, vì các ngươi mất mạng. Hai vị phó giám sát sứ, rõ ràng chính là muốn cầm xuống vệ phủ, Nguyệt Linh gia tộc là thân tín của bọn hắn. Chúng ta muốn là giúp đỡ, bọn họ thì có lấy cớ cầm xuống Chu Tước vương tộc, để lôi tôn phủ xưng vương. Tuyên Vương lắc đầu nói. Không giúp đỡ, bọn họ cũng chậm sớm cầm xuống chúng ta. Còn không bằng cá chết rách lưới. Ngươi nói cho ta biết làm sao phá. Phụ vương của ngươi đều bị giám sát sứ bắt giữ, vương cung cũng không thể trở về, châu chấu đá xe, không có ý nghĩa. Vậy thì chờ chết. Chí ít không giống như ngươi nhiệt huyết hướng não, các ngươi hai cái thành thật một chút, ba ngày này, chỗ nào đều đừng đi. Tuyên Vương nói xong, xoay người rời đi. Thời điểm ra đi, còn phân phó cấm vệ quân, tuyệt không thể để hai vị công chúa ra ngoài. Trong tẩm cung, Khương Phi Linh hai tay nắm song cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ, trong ánh mắt, bày ra tia thứ nhất hung quang. Lý Thiên Mệnh, trở về Viêm Hoàng chiến trường thời điểm, trong góc, bỗng nhiên có người hô hào chính mình. Lý Thiên Mệnh xem xét, là cái xa lạ nữ tử, tuổi chừng cùng Mộ Uyển không sai biệt lắm, thân mặc một thân quần áo thư sinh, chính khí, tao nhã. Xin hỏi tiền bối là Thiên Cơ Cung, Tần Tuyền Vũ, đối phương nói. Nguyên lai là nàng. Bài vị chiến thời điểm, nàng tới qua nơi này, chỉ là một mực tại nhã gian bên trong, Lý Thiên Mệnh chưa thấy qua nàng. Tần tướng quốc chi nữ. Mà tần tướng quốc, có lẽ vẫn là Chu Tước Vương trợ thủ đắc lực. Tiền bối có gì phân phó? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta không thể đi vệ phủ, người giúp ta cho vệ gia truyền một cái lời nhắn, là bệ hạ để cho ta đem cho các ngươi. Tần Tuyền Vũ thấp giọng nói. Bệ hạ, chính là Chu Tước Vương. Hắn tối hôm qua liền bị hai vị phó giám sát sứ mang đi. Mời nói. Bệ hạ nói, nếu như bọn họ ra tay độc ác, như vậy, lôi tôn phủ người có thể giết, nhưng Nguyệt Linh gia tộc người, nỗ lực đánh bại là được rồi. Đây là vệ gia duy nhất sinh lộ. Tần Tuyền Vũ chân thành nói. Minh bạch, đa tạ tiền bối. Lý Thiên Mệnh nói. Đạo lý rất đơn giản, Nguyệt Linh gia tộc mới là phó giám sát sứ chính thức muốn duy trì gia tộc. Đến mức lôi tôn phủ. Vừa tốt bởi vì Lâm Tiêu Đình tồn tại, nắm giữ trợ giúp Nguyệt Linh gia tộc giá trị. Cái này không ảnh hưởng, dù sao Lý Thiên Mệnh cửu nhân, đều tại lôi tôn phủ. Đến mức Nguyệt Linh cơ đoạt chính mình Trầm Uyên đấu thú danh ngạch, chuyện này không có gì để nói nhiều, cái kia chính là một trận an bài cho Nguyệt Linh cơ kịch, như không có người này, cũng sẽ không có Trầm Uyên đấu thú. Tần Tuyền Vũ sau khi nói xong, thì ẩn nặc trong bóng đêm rời đi. Giờ phút này, trời đã tờ mờ sáng. Hỏa hồng mặt trời, theo phía đông thăng lên, mà hỏa hồng sắc bức tường làm chủ diễm đô, giống như đốt lên. Xa xa nhìn lại, diễm đô tựa như là một cái cự đại nồi hơi. Nhiệt khí bốc lên, nhiệt huyết sôi trào. Lý Thiên Mệnh đứng ở Viêm Hoàng chiến trường trên tường rào, cái này một mảnh ngồi vào trống không, là lưu cho vệ gia. Mà tại chiến trường đối diện, còn trống không một mảnh ở trên mặt đất, cái kia chính là lôi tôn phủ cùng Nguyệt Linh gia tộc địa bàn. Còn có cao nhất một chỗ đất trống, thì lưu cho ba vị giám thị người, Chu Tước Vương cùng hai vị phó giám sát sứ. Lý Thiên Mệnh sớm nhất đến. Nơi này có một cái phòng cao thượng cửa sổ, có thể nhìn đến Viêm Hoàng chiến trường phía trên hết thảy. Canh giờ chưa tới, lòng hắn tĩnh như thủy, tay cầm đại lôi diệp kiếm, tại cái này phòng cao thượng bên trong luyện kiếm. Siêu! Kiếm khí chấn động, đâm thẳng chiến trường. Một kiếm kia huyễn diệt, hủy thiên diệt địa. Hắn đắm chìm trong kiếm ý. Bên cạnh, tiểu hoàng gà đứng tại trên bệ cửa sổ, ngóng nhìn toàn bộ chiến trường, bá khí nảy sinh. Mà song cửa sổ phía dưới, tiểu mèo đen chổng vó, mặc nó cuồng phong sậu vũ, nó tự khoan thai chìm vào giấc ngủ, gối cao không lo. Đảo mắt,
mặt trời lên cao. Viêm Hoàng chiến trường, mấy vạn người tụ tập, tiếng người huyên náo. Toàn bộ Diễm Đô thượng lưu nhân vật, đều theo Lôi Tôn phủ tiệc cưới, chuyển di tới nơi này. Phóng tầm mắt nhìn tới, cường giả lít nha lít nhít. Tựa như là đen nghịt mây đen, khiến người ta không thở nổi. Nghị luận, cười nhạo, mỉa mai, chỗ đứng, đủ loại thảo luận, khắp nơi có thể thấy được. Rất rõ ràng, ngàn năm bồi dưỡng vô số cường giả công lao, không kịp giám sát sứ một lần dự định, thiên vị. Ẩn thế gia tộc vệ phủ, đến cùng đường mạt lộ thời khắc. Thế mà, việc không liên quan đến mình người, cũng không biết môi hở răng lạnh đạo lý. Người nhà họ Vệ đến. Theo từng trận ồn ào, Viêm Hoàng chiến trường càng thêm sôi trào, vô số nóng bỏng, mỉa mai ánh mắt, nhìn về phía Học Cung phương hướng. Trong đó tránh thức thương hại, đồng tình cũng không nhiều. Trên thế giới này, nhiều nhất hay là xem náo nhiệt người. Khoan hãy nói, ta ngược lại thật ra thẳng muốn biết, một nhóm người này ba ngày sau đó, còn có thể sống phía dưới mấy cái. Phó giám sát sứ tự mình tọa chấn, chỉ sợ sẽ không để vệ phủ, có bất kỳ cho tàn lại cháy khả năng. Muốn ta nói, chủ tước quốc sắp biến thiên, bực này vực ngoại khủng bố thế lực trực tiếp can thiệp. Về sau cả nước bên trong, lớn nhất hai gia tộc, không còn là chu tước vương tộc cùng vệ phủ, mà chính là Lôi Tôn phủ cùng Nguyệt Linh gia tộc. Lời mặc dù nói như thế, nhưng, cũng không nên nói quá ngay thẳng a. Đúng, đúng, dù sao chu tước vương, hôm nay vẫn là giám thị người đâu. Bọn họ đối thánh thiên phủ giám thị, cũng không có khái niệm, trên thực tế liền xem như giám sát sứ, quyền lực cũng tại trong phạm vi nhất định. Nói thí dụ như, bọn họ không thể trực tiếp xuất thủ đuổi đi vệ gia, để Nguyệt Linh gia tộc trực tiếp vào ở. Nguyệt Linh gia tộc muốn tại chu tước quốc ngàn năm trường tồn, chí ít, còn cần tại ba ngày này chi chiến bên trong, chứng minh thực lực của mình. So sánh Lôi Tôn phủ, vệ phủ xác thực nhân khẩu thưa thớt. Giờ phút này xuất hiện, ngoại trừ người già trẻ em, đã không đủ 30 người. Lấy Vệ Thiên Thương cầm đầu, vệ phủ một nhà, đã đứng ở trên chiến trường. Thiên mệnh, lĩnh ngộ như thế nào? Mộ Dương tựa ở phòng cao thượng ngoài cửa, khoanh tay hỏi. Hắn thần sắc bình thản, trước khi đại chiến, hắn nguy nhưng bất động. Còn kém xuyên phá một tầng giấy cửa sổ, Lý Thiên Mệnh nói. Đã nhìn ra, không ra ba ngày, một kiếm này liền sẽ thành, Mộ Dương nói. Hắn đã sớm bị Lý Thiên Mệnh 10 cái vòng tròn, mang đến thiên tư tin phục. Đi ra gặp ngươi một chút ông ngoại, Mộ Dương nói. Lý Thiên Mệnh đi lúc đi ra, Vệ Thiên Thương bọn họ đã vào chỗ. Lão nhân kia dựa vào đang ngồi vào phía trên, trong ánh mắt kim quang chướng mắt. Nhưng, coi như Lý Thiên Mệnh đều có thể nhìn ra, hắn vẫn có rất sâu cảm giác mệt mỏi cảm giác, trên thân cũng không có gì huyết sắc. Hắn tình trạng, trực tiếp ảnh hưởng tới toàn bộ vệ phủ trạng thái, đến mức Vệ Thiên Hùng, Vệ Tử Côn, Vệ Quốc Hào bọn người, từng cái cúi đầu. Đoán chừng tối hôm qua đã oán trách cả đêm đi. May mắn Lý Thiên Mệnh không có trở về. Thiên Mệnh, nghe nói người gần nhất tu hành không tệ. Vệ Thiên Thương ánh mắt khóa chặt hắn, mặt mày ở giữa, cuối cùng dễ dàng một số. Vâng, Lý Thiên Mệnh gật đầu. Người ba năm trước đây cùng Lâm Tiêu Đình có ân oán, đây là người tốt nhất báo thù thời khắc. Đúng. Có chắc chắn hay không? Có, 100%. Lý Thiên Mệnh nói xong, hé miệng cười một tiếng. Không có ai biết, hắn giờ phút này trong lòng, lưu chuyển lên như thế nào lòng đất dung nham. Câu nói này nói ra miệng, vệ gia tất cả mọi người ngơ ngác một chút. Ai cũng biết, thế hệ thanh niên, là vệ gia lớn nhất không có hy vọng đệ nhất, Vệ Quốc Hào, Vệ Lăng Huyên bọn người, đều không có tác dụng lớn. Mà đối phương nắm giữ hai cái thánh thiên phủ đệ tử. Cần nhất điệu thấp thời điểm, Lý Thiên Mệnh lại hời hợt, nói ra, 100%, hai chữ. Thiên Mệnh. Có thể bỏ ngươi cái này khoác lác mau bệnh sao? Đều hôm nay, còn muốn cho người khác, thêm nhiều một cái chế nhạo chúng ta vệ ra trò cười. Vệ Thiên Hùng lắc đầu, thở dài. Hơi nhỏ thành tựu, thì dương dương đắc ý, hoàn toàn không biết, chúng ta vệ phủ lần này lâm vào hạng gì nguy cơ, lại còn dám cười. Vệ Tử Côn nghiến răng nghiến lợi. Chính các ngươi ủ rũ, liền không thể để hắn có lòng tin, so với các ngươi có cốt khí sao? Vệ Tịnh giận nói một câu. Cái này hai huynh đệ, sầu bi, phàn nàn, lo lắng một buổi tối, dẫn đến hiện tại vệ phủ trướng khí mù mịt. Vệ Quốc Hào, Vệ Lăng Huyên các loại một đám tiểu bối, câm như hến, mất hồn mất vía. Bọn họ sớm đã nhận định vệ gia đại thế đã mất, từng cái như chim sợ cành cong.
Ngươi còn không biết xấu hổ nói sao? Muốn không phải ngươi, cha đến mức luân lạc tới hôm nay cấp độ. Hắn cả đời anh danh, hôm nay lại muốn hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Vệ Tử Côn cả giận nói. Hắn nổi giận một ngày, cũng là tức giận Vệ Tịnh. Sớm không trở lại, muộn không trở lại, hết lần này tới lần khác lúc này trở về. Hắn chỗ nào quản Vệ Tịnh bản thân thì sống không được quá lâu. Bọn họ chỉ biết là, hiện tại Vệ Phủ hoàn toàn không có đường sống. Vốn là bấp bênh, hiện tại Vệ Thiên Thương sự suy thoái, càng là chỉ có một đầu tuyệt lộ. Hai vị cứu cứu, muốn nói trách cứ, vì sao không trách tự trách mình vô năng, chống đỡ không nổi Vệ gia, để cho người khác kiếm quả hồng mềm nắm đâu. Lý Thiên Mệnh cười lạnh một câu. Theo lý thuyết, Lâm Trận trước đó không thể nội chiến. Nhưng là, loại đả kích này sĩ khí người, thì không cần phải khách khí với bọn họ. Làm càn, người cùng còn có giáo dưỡng, còn có tôn ti. Vệ Tử Côn cả giận nói. Tất cả câm miệng đi. Thiên Hùng, Tử Côn, các ngươi nghe, ta Vệ Thiên Thương hôm nay coi như chết ở chỗ này, cũng sẽ không đối bọn hắn cúi đầu. Nếu như các ngươi vẫn dạng này vô năng phàn nàn, hiện tại liền có thể cùng ta đoạn tuyệt quan hệ, trực tiếp rời đi. Vệ Thiên Thương thanh âm rất lạnh, nhưng cũng rất cứng rắn. Cha, đừng hiểu lầm chúng ta cũng đều vì gia tộc tử chiến đến cùng, chỉ là không quen nhìn tiểu tử này hung hăng càn quấy, không biết sống chết mà thôi. Vệ Thiên Hùng nói, vậy ngươi tốt nhất có thể sống đến ngày kia, tận mắt nhìn, ta có biết hay không chết sống. Lý Thiên Mệnh âm thanh lạnh lùng nói, ngày mai là trung niên đệ nhất quyết đấu, bọn họ khẳng định phải xuất chiến. Được rồi, Mệnh Nhi, đừng nói nữa. Vệ Tịnh kéo hắn một chút. Vệ Thiên Hùng giận dữ, nói thế nào, hắn đều là trưởng bối, nhiều lần bị dạng này chống đối, tự nhiên lên cơn giận dữ. Lý Thiên Mệnh lười nhác lại phản ứng hai cái này thứ hèn nhát. Trưởng bối lại như thế nào? Chỉ có Mộ Dương dạng này, Lâm Chiến trước đó, Lâm Nguy không sợ, một thân trung can nghĩa đảm. Có thể đáng tin, đây mới gọi là trưởng bối. Làm Lý Thiên Mệnh trở lại nhã gian bên trong, tiếp tục luyện kiếm thời điểm, Vệ Thiên Thương cùng thần phạt Thiên Vương Vệ Kình liếc nhau một cái. Vệ Thiên Thương cười khổ lắc đầu. Vệ gia truyền thừa nhiều đời như vậy, lớn nhất cốt khí, lớn nhất sinh tử không sợ người. Nhưng lại chưa bao giờ nhận qua chính mình bất luận cái gì chỉ dẫn. Ngược lại là từ nhỏ bị chính mình chính trị viên lớn con cháu, tại chính thức cả tộc nguy nan trước đó, trực tiếp bại lộ người yếu tâm cảnh. Ca, ngươi cảm thấy Thiên Mệnh như thế nào? Vệ Kình hỏi. Lòng tin cùng ý chí đều có, thì nhìn vận mệnh của hắn đi. Vệ Thiên Thương nói. Nếu như có thể thắng được hai ngày trước, tận lực không muốn đem Vệ Phủ vận mệnh, để người trẻ tuổi đến quyết định. Dù sao, áp lực quá lớn. Quá mức hung hiểm. Vệ Kình nói. Vệ Thiên Thương nhẹ gật đầu. Nhưng, lời mặc dù nói như vậy, muốn thắng được lão, bên trong đệ nhất, nói nghe thì dễ. Không có thời gian làm quá nhiều cảm khái. Bởi vì giờ khắc này, Lôi Tôn Phủ cùng Nguyệt Linh gia tộc đến. Hai nhà bọn họ, thật nhiều người. Làm khoảng chừng hơn 100 người, rơi vào Vệ gia đối diện về sau, Viêm Hoàng chiến trường càng thêm sôi trào, kinh thán. Nguyệt Linh gia tộc còn tốt. Nhân số nhiều lắm thì Vệ gia gấp 2. Mà Lôi Tôn Phủ, chỉ ít có Vệ gia gấp 3. Cùng nhau, quyết đấu song phương, nhân số là 5-1. 5 cái đánh 1 cái, xa luân chiến đều có thể mài chết. Cái này còn có gì khó tin? Làm cái này hai người của đại gia tộc toàn bộ đến, toàn bộ Diễm Đâu người đều biết, còn chưa khai chiến, trận này Thiên Phủ gia tộc quyết đấu, đã kết thúc. Vệ gia, châu chấu đá xe. Đáng đời. Muốn không phải tự kiềm chế ẩn thế gia tộc thanh cao, cùng Lôi Tôn Phủ một dạng phát triển càng nhiều hậu nhân, hấp thu các nơi nhân tài, đến mức đến phiên hôm nay cấp độ. Vệ Thiên Thương, cũng là quá thanh cao, quá kiêu ngạo, mới có thể cùng đường mạt lộ. Ẩn thế gia tộc, không tranh quyền thế. Ha ha, không tranh, liền sẽ mất đi tranh đoạt năng lực. Bây giờ gia tộc to lớn Lôi Tôn Phủ, có thể so với Chu Tước Vương tộc, mới là ta Chu Tước Quốc, chân chính siêu cấp thế gia. Đánh như thế nào? Lôi Tôn Lâm Triệu, còn có 3 cái huynh đệ. Lôi Soái Lâm Thiên Giám, huynh đệ thành đàn, hết thảy 5 cái. Thế hệ thanh niên, hai đại thánh thiên phủ đệ tử tọa chấn. Theo ta thấy, hai vị thánh thiên phủ đệ tử, không có ra sân cơ hội. Biết tại sao không? Bởi vì, 3 ván 2 thắng, đánh không đến ván thứ 3. Người sai, ta nghe nói đêm qua tiệc rượu, giám sát sứ nói đúng lắm.
mặc kệ phía trước hai trận thắng bại như thế nào, đều muốn đánh xong ba trận. Đây là vì cái gì? Thắng được hai ván, cũng là người thắng, vì sao còn muốn đánh trận thứ ba? Cái này vẫn không rõ. Nói không chừng là giám sát sứ mặt khác thêm, khẳng định xuất từ Lâm Tiêu Đình đề nghị, hắn, muốn giết Lý Thiên Mệnh. Đã hiểu. Lý Thiên Mệnh đem Tần Tuyền Vũ mang tới tin tức cùng Mộ Dương nói, Mộ Dương cũng sẽ tâm lý nắm chắc. Nguyệt Linh Cơ tới, vì sao Lâm Tiêu Đình không tại? Mộ Dương nhìn lấy đối diện, nghi ngờ nói. Hy vọng hắn trả cam đoan toàn bộ chiến đấu lực, Lý Thiên Mệnh nói. Có ý tứ gì? Lý Thiên Mệnh đem tiệc cưới phía trên sự tình nói một lần. Ta khiến người ta hỏi thăm một chút, chúng ta tại Lôi Tôn Phủ có nội ứng, lần này quyết đấu sự tình, bọn họ có thể giấu được, nhưng nếu Lâm Tiêu Đình ra chuyện, khẳng định sẽ náo ra động tĩnh. Mộ Dương đi một lát, trở về thời điểm ánh mắt cổ quái. Như thế nào? Đoạn căn tán, Mộ Dương nói. A, à, Lý Thiên Mệnh nhẹ gật đầu. Nói cách khác, Lâm Tiêu Đình đoạn tử tuyệt tôn. Vậy mà, một lời thành sấm. Thậm chí, nàng làm như vậy, cũng là bởi vì Lý Thiên Mệnh đã từng dạng này chúc phúc qua bọn họ. Đáng tiếc không có gì cần thiết, bởi vì, hắn sống không quá ngày kia. Lý Thiên Mệnh đại lôi diệt kiếm, khoác lên trên cửa sổ, chỉ hướng ngoài cửa sổ Lôi Tôn Phủ phương hướng. Ngày kia, Lâm Tiêu Đình nhất định sẽ xuất hiện. Đúng vào lúc này, toàn trường oanh động. Giám sát sứ đại nhân, Chu Tước Vương. Vạn chúng mong đợi nhân vật, rốt cục đến. Tại vạn chúng chú mục bên trong, Cận Nhất Huyên cùng Tống Nhất Phàm hai vị giám sát sứ, ngồi tại Viêm Hoàng chiến trường cao nhất vị trí bên trên mặt ý cười. Bọn họ bên trái là Lôi Tôn Phủ cùng Nguyệt Linh gia tộc, phía sau thì là nhân khẩu thưa thất Vệ gia. Bọn họ đến, tự nhiên nói rõ, Thiên Phủ thay đổi khiêu chiến, giờ phút này bắt đầu. Ngóng nhìn Lôi Tôn Phủ, đại khái là bởi vì Lâm Tiêu Đình đoạn tử tuyệt tôn, giờ phút này Lôi Tôn Phủ người, từng cái đều sát khí ngập trời. Trong đó, lấy Lôi Tôn Lâm Triệu, Lôi Soái Lâm Thiên giám thứ nhất giữ tợn. Bọn họ không nghĩ tới Mộc Tình Tình treo cổ tại học cửa cung, đuổi theo thời điểm, liền thi thể đều bị Lâm Tiêu Tiêu trước lấy đi. Lâm Tiêu Đình liền chém thành muôn mảnh cơ hội đều không có. Mắt thấy Thiên Phủ thay đổi khiêu chiến bắt đầu, bọn hắn một nhà chỉ có thể tới trước tham chiến. Bọn họ, chỉ có thể đem phẫn nộ cùng táo bạo, chuyển rời đến Vệ gia trên thân đến. Vạn chúng chú mục bên trong, Chu Tước Vương đứng tại hai vị phó giám sát sứ bên cạnh thân, cao giọng tuyên cáo. Chư vị đều biết, hôm nay vì sao tụ ở chỗ này. Cái này nhất định là một trận đặc sắc quyết đấu, hy vọng hai đại gia tộc, mỗi người đều có thể chứng minh chính mình. Bỉ nhân may mắn, thụ hai vị giám sát sứ đại nhân chỗ mệnh, toàn trường chủ trì. Đồng thời cũng đại biểu Chu Tước Quốc toàn thể nhân dân, giám sát trận này quyết đấu. Nói nhảm, ta cũng không muốn nói nhiều. Hôm nay chính là hai đại gia tộc thế hệ trước quyết đấu, mời song phương mỗi người phái xuất anh hào, bước vào chiến trường đi. Hôm nay đã sớm thế như thủy hỏa, căn bản không cần giới thiệu quá nhiều, lãng phí thời gian. Chậm đã. Đúng vào lúc này, giám sát sứ Cận Nhất Huyên nói hai chữ. Toàn trường cúi đầu, yên lặng nghe giám sát sứ phân phó. Chỉ thấy Cận Nhất Huyên nở nụ cười, không biết từ chỗ nào, lấy ra một cái trong suốt viên cầu nhỏ. Cái kia viên cầu nhỏ theo trong tay hắn bắn ra, bỗng nhiên mở rộng. Ông! Một cái cự đại thiên văn kết giới, đem chọn cái Viêm Hoàng chiến trường phong cấm lên. Đương nhiên, vẻn vẹn cực hạn tại chiến trường bên trong, ngồi vào phía trên mấy vạn người, đều tại thiên văn bên ngoài kết giới. Này thiên văn kết giới, cùng Trầm Uyên đấu thú khác biệt. Tiến vào được, ra không được, kể từ đó, song phương có thể thỏa thích giao chiến, không dùng lo lắng phá hư chung quanh. Càng không cần lo lắng làm bị thương vô tội. Phân ra thắng bại, ta liền mở ra thông đạo, để các ngươi ra vào. Nhớ đến Trầm Uyên chiến trường thiên văn kết giới, vô cùng to lớn, đụng ở phía trên, sẽ bị tùy ý cuốn tới thiên văn trong kết giới bất luận cái gì một nơi. Mà trước mắt cái này thiên văn kết giới, cũng là lấp kín trong suốt tường, sau khi đi vào, mới thật sự là khốn thú đấu. Chiến đấu dư âm ra không được, người cũng ra không được. May mắn đầy đủ to lớn, ai cũng có thể ở trong đó tùy ý thi triển. Có thể bắt đầu. Cận Nhất Huyên nói xong, cái kia bao phủ chiến trường thiên văn kết giới, mỗi người tại hai phương diện trước, mở ra một cái cửa hang. Hôm nay là thế hệ trước chiến đấu. Mà vệ phủ bên này, chân chính có thực lực xuất chiến, chỉ có hai người. Vệ Kình cùng Vệ Thiên Thương.
Cho nên giờ khắc này, Vệ Kình Tia không chút do dự, bay lên mà lên, hóa thành một tia chớp, ầm vang bổ vào Viêm Hoàng chiến trường phía trên. Vệ phủ Vệ Kình, xin chiến. Lão giả này trong mắt lôi đình mãnh liệt, một tiếng xin chiến, hoàn toàn hiện ra vệ phủ cốt khí. Bọn họ, tuyệt đối sẽ không bất chiến mà hàng. Một tiếng này tuyên cáo, bá đạo, dồi dào, chấn động đến thiên văn kết giới đều đang run rẩy. Vệ Kình ngẩng đầu, nhìn về phía Lôi Tôn phủ cùng Nguyệt Linh gia tộc phương hướng, thiên ý cường giả thú nguyên nhấp nhô, thiên hạ phong vân kịch biến. Cố ý chí này, trực tiếp điểm đốt chiến trường, nhắm trúng mấy vạn nhân tâm triều bành trướng. Vệ Kình, năm đó danh xưng vệ phủ chiến đấu cuồng ma, kém chút đánh tan qua huynh trưởng, bây giờ lớn tuổi, vẫn như thế có khí phách. Hắn cố khí thế này, khiến người ta không thể không kính sợ. Cũng coi như, cho vệ thiên hùng bọn họ một cái tấm gương. Đúng vào lúc này, Lôi Tôn phủ bên kia ra tới một cái khôi ngô lão giả, xông vào thiên văn kết giới, rơi vào Vệ Kình trước mắt. Lôi Tôn phủ, Lâm Thịnh, nghênh chiến. Lâm Thịnh, Lôi Tôn cái thứ bảy đệ đệ, so Vệ Kình tuổi trẻ 10 tuổi. Nhưng kỳ thật, qua 50 tuổi về sau, tuổi tác càng lớn, ngược lại càng ăn thiệt thòi. Lôi Tôn Lâm Triệu có 3 cái huynh đệ, phân biệt xếp hạng thứ 3, thứ 4 cùng thứ 7. Con đường tu luyện, chỉ tại Chu Tước Quốc. Nam tính so nữ tính có ưu thế, đến bọn họ cái tuổi này, trên cơ bản từ nam nhân trưởng nhà. Cái này Lâm Thịnh, so Vệ Thiên Hùng lớn hơn không được bao nhiêu, trước mắt vẫn là cường thịnh niên kỷ. Vệ Kình, cổ rửa sạch sao? Lâm Thịnh âm u cười lạnh. Đây là trận chiến đầu tiên, nhất định phải xinh đẹp. Xuất thủ là được, ngôn ngữ khiêu khích, chính là kẻ hèn nhát hành động. Giờ khắc này, hai vị thân kinh bách chiến cường giả. Khi bọn hắn ánh mắt đụng vào nhau trong nháy mắt, đã sớm sát khí ngút trời. Oanh! Tại Vệ Kình sau lưng, một đầu to lớn tử sắc bằng điểu, bay lên trời. Cánh triển khai trong nháy mắt, lôi đình lăn lộn, sấm sét vang dội. To lớn như vậy cộng sinh thú, Lý Thiên Mệnh đều là lần đầu tiên nhìn đến. Đây là Kình Thiên Tử Điện Bằng. Thượng phẩm cấp 7 cộng sinh thú, cùng Phong Tuyết Ly Long là một cái cấp bậc. Nhưng là... Đây là trưởng thành đến cực hạn trưởng thành cộng sinh thú. Cùng là cấp 7, chỉ ít so con non lớn hơn gấp 3. Cái kia cánh triển khai, có thể nói giả thiên tế nhật. Một tiếng chim hót, bén nhọn chói tai. Đinh! Tại một tiếng vang giòn bên trong, Vệ Kình tay nắm một thanh lôi đỉnh chiến kích. Một người đã đủ giữ quan ải, dương đao cưỡi ngựa. Lâm Thịnh, đến đây nhận lấy cái chết. Cái kia hào hùng, cái kia khí phách, có 102. Làm Vệ Kình xuất thủ giờ khắc này, tại chỗ mấy vạn người ai còn dám nói, vệ phủ không chiến liền sẽ tan tác, hoàn toàn không có lực đánh một trận. 3 ngày này quyết đấu sinh tử, hiện tại liền hạ quyết định luận, tuyệt đối quá sớm. Dù là vệ gia Trầm Luân, muốn nghiền ép, liền xem như hùng sư, đều muốn đứt đoạn ngươi miệng đầy hàm răng. Một trận chiến này, trực tiếp bạo phát. Cái kia Lôi Tôn phủ Lâm Thịnh, triệu hồi ra ngang nhau thượng phẩm cấp 7 cộng sinh thú Thiên Lôi Hắc Báo. Cái kia một đầu to lớn hắc báo, bá đạo hung tàn, toàn thân tia chớp màu đen, dữ tợn khát máu. Tiểu mèo đen sau khi lớn lên, nếu như bề ngoài có uy phong như vậy, Lý Thiên Mệnh đều không lo. Cái này Thiên Lôi hắc báo, có thể so sánh Liễu Thiên Dương Thiểm Điện báo còn đáng sợ hơn nhiều. Giờ phút này, Lâm Thịnh tay cầm không biết cấp bậc gì thú binh trường kiếm, khống chế đạo Thiên Lôi này hắc báo, phóng lên tận trời, cùng Vệ Kình giết cùng một chỗ. Thiên ý. Lý Thiên Mệnh đứng ở cửa sổ về sau, ngóng nhìn cuộc chiến đấu này. Nói thật, linh nguyên cảnh ngự thú sư, không có khả năng thông qua quan chiến, cảm nhận được thiên ý cảnh giới cường giả quyết đấu ảo diệu. Nhưng, thiên địa nhân tam sát kiếm, là Lý Thiên Mệnh cầu nối. Hắn một bên quan chiến, một bên múa kiếm. Toàn bộ Viêm Hoàng chiến trường, chỉ có hắn một người như thế, còn lại tất cả mọi người, cơ hồ đều sa vào đến cái này khẩn trương trong chiến đấu. Thiên ý cường giả, thi triển mỗi một chiêu chiến quyết, đều dung hội chính mình cảm ngộ thiên ý bên trong. Bọn họ thiên ý, uy lực như thế nào, chúng ta nhìn không ra, mà bọn hắn đối thủ, thì có thể tự mình cảm thụ. Cuộc chiến đấu này, ngưng tụ song phương 5-60 năm tu luyện tinh hoa, đối Lý Thiên Mệnh tới nói quá mức vượt mức quy định. Nhưng, cho dù là lĩnh hội một phần vạn ảo diệu, đối với hắn tu hành tới nói, đều phá lệ chỗ hữu dụng. Rầm rầm rầm. Thiên văn kết giới bên trong, linh nguyên thần thông, quy nhất khí tràng, thiên ý chiến quyết, kinh thiên động địa. Mỗi một lần giao phong, mỗi một lần va chạm,
đều bị thiên văn kết giới run rẩy, để thành tường cùng ngồi vào đều đang run rẩy. Song phương đều là lôi đình chi lực, dẫn bạo tứ phương. Đinh đinh đinh, Lý Thiên Mệnh tại nhã gian bên trong múa kiếm, theo lúc đầu quỷ vũ, thi triển đến thiên kiếp, kẹt tại sau cùng một kiếm huyễn diệt. Hắn bắt đầu lại từ đầu, nhìn một chút chiến đấu, tiếp tục múa kiếm, lần nữa đến chiến. Ầm ầm, siêu, chiến đấu cùng hắn tu luyện, cơ hồ đồng bộ. Muốn cầm xuống ta, người còn non lắm. Vệ kình thanh âm, giữa thiên địa quanh quẩn. Phốc phốc, Lâm Thịnh thổ huyết ngã xuống đất, thiên lôi hắc báo buồn bã hô quỳ xuống đất, trên thân máu me đầm đìa. Cuộc chiến đấu này, kịch liệt mãnh liệt, đại chiến đến 30 hơi thở, Lâm Thịnh bắt đầu tan tác. Cho tới giờ khắc này, thảm bại tại chỗ. Làm vệ kình rơi trên mặt đất, giơ lên lôi đình chiến kích, chỉ hướng lôi tôn phủ cùng Nguyệt Linh gia tộc thời khắc, vệ phủ sĩ khí, rốt cục tăng lên. Mà giờ khắc này, toàn trường tĩnh mịch. Mọi người không nghĩ tới, vệ kình có thể thắng được như thế nhẹ nhõm. Vệ gia, cũng không có dễ dàng đối phó như vậy a. Còn có người cảm thấy, trận này quyết đấu, vệ gia chỉ xứng như chó mất chủ, toàn bộ hành trình bị nghiền ép sao. Lôi tôn phủ bên kia, người người sắc mặt tái nhợt, sát khí mãnh liệt. Rất rõ ràng, mặc dù là Nguyệt Linh gia tộc tranh đoạt thiên phủ, nhưng là hôm nay chủ chiến mới, là lôi tôn phủ. Lâm Thịnh chiến bại, lôi tôn phủ, nhưng còn có người nghênh chiến. Chu Tước Vương tuyên cáo. Ta, Lâm Hạo xuất chiến. Vạn chúng chú mục bên trong, Lâm Triệu tứ đệ Lâm Hạo ra sân. Làm hắn rơi vào viêm hoàng chiến trường thời khắc, nhìn lấy một chút thở dốc vệ kình, hắn cười. Vệ kình, chúng ta cả đời này, đánh qua 18 chàng, ta thua ngươi 18 chàng. Hắn, cùng vệ kình cùng tuổi. Tăng thêm hôm nay, cũng là 19 trận. Vệ kình nhấc lên cái kia lôi đỉnh chiến kích, khí huyết ngút trời. Tại phía sau hắn, kình thiên tử điện bằng, tia điện mãnh liệt. Cái nào lại như thế nào? Ta về sau, còn có ta tam ca, mà phía sau ngươi, còn có ai? Ngươi rất mạnh, cái nào thì sao? Hôm nay, chúng ta liền muốn Sa Luân Chiến giết chết ngươi, có phục hay không đâu? Ha ha! Sa Luân Chiến! Vệ kình híp mắt. Hắn đương nhiên biết, cái này, mới là thời khắc này lôi tôn phủ địa phương đáng sợ nhất. Huynh đệ bọn họ nhiều, nhiều người. Thương Vân Điện Văn. Đồng dạng là thượng phẩm cấp 7 cộng sinh thú, mà cái này lôi đình thắt côn trùng loại cộng sinh thú, kỳ thật càng đáng sợ, càng khó lòng phòng bị. Lý Thiên Mệnh lần thứ nhất nhìn đến to lớn như vậy con muỗi. Cái này con muỗi, có bén nhọn như trường thương, mọc đầy gai ngược rác hút. Nó chân dài, cũng toàn bộ đều là sắc bén gai ngược. Hắn trên thân, lôi đình bao trùm, điện xà du tẩu, vỗ cánh thời điểm, cái kia thanh âm ông giống như quỷ mị, để cho người phiền lòng ý loạn. Chết, Lâm Hạo tóc trắng tung bay, khống chế Thương Vân Điện Văn, vô ảnh vô tung, thẳng hướng vệ kình. Sa Luân Chiến, chỉ là bắt đầu. Tiếp đó, huynh đệ chúng ta, cùng cả nhà các ngươi, chậm rãi chơi. Lâm Hạo tiếng cười, kéo dài không dứt. Mấy vạn ánh mắt bên trong, vệ kình cùng kình thiên tử điện bằng, quyết đấu Lâm Hạo cùng Thương Vân Điện Văn. Lâm Hạo thực lực, cùng Lâm Thịnh không có khác biệt lớn. Nhưng, hắn là trạng thái toàn thịnh, mà vệ kình đã toàn lực đấu qua một người. Cho nên, Lâm Hạo đấu pháp vô cùng giàu hoạt, hắn không cùng vệ kình chính diện tác chiến, ngược lại quấy rối, tiêu hao. Thương Vân Điện Văn còn bổ sung kịch độc hệ thuộc tính, tại thiên văn kết giới dạng này phong bế hoàn cảnh bên trong, càng thích hợp nó lan truyền độc vụ, ngưng kết không rời. Cái này cho vệ kình mang đến phiền toái cực lớn. Bất quá, vệ kình chính là huyết tính cường giả. Giết! Hắn cùng kình thiên tử điện bằng phối hợp, tại cái này viêm hoàng chiến trường bên trong, một người một thú, tia chớp lôi đỉnh chỗ đến, Thương Vân Điện Văn chỉ có thể né tránh. Lâm Hạo, đều từng tuổi này, người còn nhát gan như vậy như chuột. Ta xem thường ngươi. Vệ kình chi nộ giống, kinh thiên động địa. Ha ha! Lâm Hạo gằn giọng cười lạnh. Hắn thì không tiếp chiến, không ngừng tiêu hao quấy rối. Cái kia Thương Vân Điện Văn độc vụ càng ngày càng nhiều, tràn ngập toàn bộ phong bế thiên văn kết giới, vệ kình liền không khả năng ngăn cản. Kẻ hèn nhát, thô bỉ người, không xứng trở thành đối thủ của ta. Vệ kình phóng lên tận trời, cùng kình thiên tử điện bằng hội tụ vào một chỗ. Ông! Cái kia kình thiên tử điện bằng thi triển linh nguyên thần thông, ngàn vạn đạo lôi đình, hội tụ tại vệ kình trên thân. Bại! Vệ kình hóa thành lôi đình chiến thần, một chiêu đánh xuống,
Phổ tận lôi đình bạo phát, có khai thiên tích địa tình thế. Hung hãn như vậy công kích, trực tiếp để toàn trường sôi trào, trực tiếp đứng thẳng lên. Ầm ầm. Tại dạng này áp chế dưới, Lâm Hạo không thể trốn đi đâu được. 30 hơi thở về sau, Lâm Hạo bị Kình Thiên Tử Điện bằng linh nguyên thần thông trúng đích. Đau thương ngã xuống đất. Vệ Kình thì lại lấy cái kia lôi đình máy bay chiến đấu, chặt đứt Thương Vân Điện Văn một đầu chân dài. Lâm Hạo, bại. Hắn cấp tốc đứng lên, ngoài miệng lại mang theo trâm trọng ý cười. Vệ Kình, coi như ngươi lần thứ 19 đánh bại ta, lại có thể thế nào? Nhìn xem ngươi bộ dáng bây giờ, còn có thể đánh được ta Tam ca. Gia tộc nhân khẩu hưng vượng, cũng là có tư bản. Lâm Hạo tuy nhiên tan tác không địch lại, xem ra rất mất mặt, Vệ Kình xem ra rất lợi hại, nhưng lại như thế nào? Vệ Kình sau lưng, chỉ có 6 thành chiến đấu lực Vệ Thiên Thương. Nhưng là, Lâm Hạo đằng sau, còn có hắn Tam ca Lâm Nhung, có Nguyệt Linh Hồng, còn có Lôi Tôn. Giờ phút này, liên tục kinh lịch hai cuộc chiến đấu, nhất là bị Thương Vân Điện Văn độc phụ nhập thể, Vệ Kình cùng cộng sinh thú, đều đã thở hồng hộc, sắc mặt xanh lét tử. Lâm Hạo chiến bại, mời Nguyệt Linh gia tộc phái người. Chu Tước Phương nói. Nói thật, Vệ Kình mạnh mẽ chiến đấu lực, cho Diễm Đô thượng tầng các nhân vật đều mang tới rung động. Vốn cho rằng, hắn thực lực hòa Lâm Sáng bọn họ tương đương. Nhưng là giờ phút này, hắn đã liên bại hai người. Chỉ tiếc chính là, làm người thứ ba xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm, thì vô cùng khó khăn. Lôi Tôn Phủ, Lâm Nhung, xuất chiến. Một cái vóc người thon dài, ăn mặc nhã nhặn mà đắc thể lão giả tóc trắng, xuất hiện ở Vệ Kình trước mắt. Tuy nhiên tuổi gần 70, nhưng vẫn chiến lực kinh người. Đây là Lôi Tôn Phủ Lão Tam, Lâm Nhung. Tại Lôi Tôn cái kia đệ nhất, hắn vẫn luôn là người thứ hai, gần với Lôi Tôn. Mà lại, thực lực của hắn vẫn luôn cùng Vệ Kình không sai biệt lắm. Vệ Kình, người hôm nay biểu hiện, không tính ném Vệ ra mặt, nhưng, người có thể đi xuống. Lâm Nhung tay cầm một cái lôi đình trường mâu, lãnh đạm mà nói. Đúng vậy a, mất mặt chính là bọn ngươi, thay nhau mà chiến, từng cái đều là kẻ hèn nhát. Vệ Kình cao giọng cười to. Đây đúng là Lôi Tôn Phủ mất mặt địa phương. Ba cái huynh đệ, xa luân chiến Vệ Kình. Dựa theo quy tắc xuất chiến, không có gì có thể mất mặt, ta có thể thừa nhận ngươi lợi hại, nhưng có làm được cái gì, còn không phải muốn truyền. Lâm Nhung cười lạnh một tiếng. Tại hắn sau lưng, một đầu nắm giữ năm loại màu sắc cự điểu nhảy bay lên. Đây là tam sắc lôi minh điểu tiến hóa, ngũ sắc lôi minh điểu. Hơn nữa, còn là hoàn toàn thành thục trạng thái ngũ sắc lôi minh điểu. Năm loại màu sắc tia chớp, tại cái này cự điểu trên thân chạy, đan vào lẫn nhau thời điểm, phát ra đùng đùng sao không dứt thanh âm, để người tê cả da đầu. Cái kia ngũ sắc lôi minh điểu hướng về phía Kình Thiên Tử Điện bằng, phát ra một tiếng bén nhọn gào rít, một đôi mắt, sấm sét vang dội. Chết! Lâm Nhung nhảy lên ngũ sắc lôi minh điểu, tay cầm cái kia lôi đình trường mâu, tựa như là một tên thiên không kỵ binh, thẳng hướng Vệ Kình. Linh thần thần thông, ngũ sắc thiên lôi. Cái kia ngũ sắc lôi minh điểu trên thân ẩn chứa, năm loại màu sắc tia chớp sấm sét hội tụ vào một chỗ, buông xuống tại Vệ Kình trên đỉnh đầu, hủy thiên diệt địa. Oanh! 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 Năm nói màu sắc khác nhau thiên lôi, đan vào một chỗ, điên cuồng đánh xuống. Kình Thiên Tử Điện bằng toàn thân lông vũ lập lòe lên, một chương to lớn tia chớp mạng lưới ngưng tụ, ngăn tại Vệ Kình trên đỉnh đầu. Một người một chim, cùng một chỗ chịu đựng lấy cái này ngũ sắc lôi minh điểu cái thứ nhất linh nguyên thần thông. Nhưng là, đối phương có 7 cái thần thông. Lôi đình nổ tung ở giữa, Lâm Nhung tay cầm lôi đình trường mâu, thi triển quỷ dị mà bá đạo thiên ý chiến quyết, đâm xuyên mà đến. Hắn trường mâu phía trên, lôi đình lăn lộn, hình dáng như một đầu độc long. Đinh! Binh khí đụng nhau, âm thanh chói tai chấn động toàn trường. Liền Lý Thiên Mệnh trên lỗ tai, cái kia đinh một tiếng, chỉ ít kéo dài 10 hơi thời gian, dẫn đến mảng nhĩ đều đau đớn. Thiên ý cảnh, thật sự là cường. Hắn, vô cùng khát vọng loại cảnh giới này. Nhưng là, tại dạng này cục diện như vậy phía dưới, trận chiến đấu này đã để người đáng lo. Vốn là Lâm Nhung thì có trực diện đối chiến Vệ Kình thực lực. Nhưng là Vệ Kình, đã liên tiếp chiến bại hai người. Thậm chí còn thân chúng Thương Vân Điện Văn chi kịch độc. Phanh phanh phanh. Bốn bóng người, tại ngày này văn kết giới điên cuồng va chạm. Dường như thiên văn trong kết giới, chính là bốn loại dã thú đang chém giết lẫn nhau. Bại.
Liền tại bọn hắn đại chiến trọn vẹn một phút về sau, Lâm Nhung phá vỡ thăng bằng. Tiêu hao rất lớn, kịch độc quấn thân, chỉ dựa vào đấu trí chèo chống, vệ kình không chịu nổi. Ngũ sắc lôi minh đều quét ngang mà qua, hắn cùng kình thiên tử điện bằng đều bị ép ra. Chết! Đúng vào lúc này, Lâm Nhung đột nhiên hiện thân, từ trên trời giáng xuống, trong tay lôi đỉnh trường mâu, theo cái kia kình thiên tử điện bằng trên đỉnh đầu xuyên qua. Cái kia kình thiên tử điện bằng phát ra một tiếng rên rỉ. Sau đó, đánh mất sinh mệnh. Kình thiên tử điện bằng, chết. Vệ kình tròn mắt tận nứt. Đây là đi theo hơn 60 năm chiến đấu đồng bọn A. Lâm Nhung. Hắn không nghĩ tới, đối phương thật muốn như vậy hạ sát thủ. Đánh bại là có thể, không cần đánh giết. Vệ kình, cũng không có trước hết giết hắn hai cái huynh đệ. Làm hắn phóng tới Lâm Nhung thời điểm. Ngũ sắc lôi minh đều ngăn cản ở trước mắt. Người cũng chết. Lôi đình chiến kích lập lòe trói lọi quang mang, lấy cuồng bạo lửa giận, chém vào cái kia tam sắc lôi minh đều chỗ cổ. Thổi phù một tiếng, máu tươi vẩy ra. Nửa cái đầu chim rớt xuống, chỉ có một nửa còn đeo trên cổ. Vệ kình. Lâm Nhung vạn vạn không thầm nghĩ, vệ kình tại cái này cùng đường mạt lộ thời điểm, còn có thể không biết sống chết, phản giết hắn cộng sinh thú. Vệ kình phế đi. Nhưng là hắn cũng phế đi. Ta thua rồi, ta nhận thua. Đúng vào lúc này, vệ kình lui lại đến biên giới vị trí. Hắn máu me khắp người, vết thương chồng chất, hắn biết, phản sát đối phương cộng sinh thú, là hắn duy nhất có thể làm sự tình. Một khắc này, nhìn đến kình thiên tử điện bằng ngã xuống, lão giả này, nước mắt rơi như mưa. Mặt đất, máu chảy thành sông. Ngươi chỉ có chết, chỉ có Lâm Nhung vẫn là chiến lực trạng thái mạnh nhất, hắn tay cầm lôi đình trường mâu. Lần nữa đánh tới. Hắn đây là muốn đuổi tận giết tuyệt. Giám sát sứ, vệ kình nhận thua. Viêm hoàng chiến trường phía trên, vệ thiên thương trong ánh mắt đâm ra một vệt kim quang, trực chỉ hai vị giám sát sứ. Trước đó, Lâm Hạo, Lâm Thịnh đều nhận thua, giám sát sứ trực tiếp mở cửa để bọn hắn đi. Sẽ không lại cho một cái cửa ra, vệ kình đều phải chết ở bên trong. Cộng sinh thú đã chết, vệ kình sau đó thú nguyên dần dần trôi qua. Hắn vốn là cũng thành phế nhân. Nhưng, Lâm Nhung cũng xong đời. Giám sát sứ đại nhân, vệ kình đã nhận thua. Chu Tước Phương quay đầu lại nói. Thanh âm của hắn rất to, toàn trường đều có thể nghe thấy. Mọi người ngơ ngác nhìn hai vị giám sát sứ. Mọi người đều biết bọn họ thiên vị. Nhưng là, không cần rõ ràng như vậy a. Đều nhận thua, còn không cho đi ra. Viêm hoàng chiến trường bên trong, Lâm Nhung hung ác truy sát. Đã chém đứt vệ kình một cánh tay. Khả năng tiếp qua thời gian ba cái hô hấp, vệ kình thì muốn chiến tử. Thẳng đến tất cả mọi người nhìn qua thời điểm, Cận Nhất Huyên mới ngây ra một lúc. A, nhận thua a, không có ý tứ, nhìn đến quá mê mẩn. Sau khi nói xong, đầu ngón tay hắn bắn ra, thiên văn kết giới đại môn mở ra. Vệ kình tìm tới cơ hội, từ bên trong vọt ra. Ở trước đó, hắn đã đang nháy tránh thời điểm. Đem kình thiên tử điện bằng mang về cộng sinh không gian. Hắn là theo vệ gia bên này đi ra, Lâm Nhung còn muốn đuổi theo tới. Bất quá, Mộ Dương trực tiếp cản tại thiên văn kết giới cửa, đầu ngón tay đâm một cái, một đạo kiếm khí liền xông ra ngoài. Lâm Nhung, lui ra. Đinh. Lâm Nhung kinh hãi phía dưới, bản năng chặn lại. Oanh. Lâm Nhung đập xuống đất, lật lăn lông lốc vài vòng, chờ hắn bỏ dậy tay, kinh hãi nhìn lấy Mộ Dương. Hai tay đã đang run rẩy. Vây trên tường, Mộ Dương chắp tay sau lưng, lạnh lùng nhìn hắn một cái. Giám sát sứ đại nhân, Lâm Nhung cử động lần này tính toán phạm điều lệ sao? Mộ Dương trầm giọng hỏi. Xác thực làm trái quy tắc, lần sau không cho phép dạng này. Tống Nhất Phàm thản nhiên nói. Cứ như vậy, đều muốn xông ra thiên văn kết giới đến truy sát, một chút xử phạt đều không có. Đừng chậm trễ thời gian, cái kế tiếp phía trên, Lâm Nhung. Ngươi nếu là không có sức tái chiến, trực tiếp rút lui. Cận Nhất Huyên nói. Đúng, giám sát sứ đại nhân. Lâm Nhung giãy giụa lấy đứng lên. Giết vệ kình cộng sinh thú, hắn cộng sinh thú cũng chết. Không có chiếm được tiện nghi. Đại ca, báo thù cho ta, để vệ thiên thương chết ở chỗ này. Lúc đi ra, Lâm Nhung cắn răng nói. Yên tâm đi, thì hắn cái này trạng thái, đỉnh hơn chiến đấu lực, liền vệ kình cũng không bằng. Hắn hôm nay không chết ở chỗ này, về sau lôi tôn để ngươi tới làm. Lâm Triệu cười lạnh nói. Đại ca nói đùa, ta lui xuống trước đi. Lâm Nhung nhắm mắt lại. Hắn vì gia tộc hiến tế.
Bên cạnh, Nguyệt Linh gia tộc lão tộc trưởng Nguyệt Linh Hồng nói, Lôi Tôn, vậy ta lên trước, tiêu hao một phen vệ thiên thương, chuyện giết người, ngươi đến làm. Không có vấn đề, ta cùng người này đấu cả một đời, ăn quả đắng quá nhiều, đã sớm muốn giết chết hắn. Tuy nhiên, chính ta liền có thể giải quyết, nhưng là giám sát sứ nói, mỗi một ngày khiêu chiến, đều phải để cho các ngươi ra cái tràng, đi cái hình thức. Lôi Tôn cười nói, Nguyệt Linh Hồng nhẹ gật đầu, vạn chúng chú mục bên trong, hắn bước vào chiến trường. Mà vệ gia bên này, huynh đệ nhìn nhau, vệ thiên thương cầm vệ kình tay. Thật xin lỗi huynh đệ, là ta vô năng. Vệ thiên thương khẽ cắn môi, ánh mắt run rẩy. Ca, đừng nói loại lời này, bọn họ đã đối với ta đều ra tay độc ác, đối ngươi, bọn họ tuyệt đối muốn giết ngươi. Vệ kình kích động nói. Ta biết, vệ thiên thương trong mắt lóe ra một đạo hung quang. Nếu không phải vì tiểu mệnh kiếp tiêu hao quá lớn, hôm nay thật không tới phiên Lôi Tôn phủ ở chỗ này phách lối. Ca, ta mệt mỏi, ta nghỉ ngơi một chút, nhưng ta không muốn đi, ngươi nhất định phải sống trở về. Vệ kình chỉ còn lại có một cánh tay, lại nắm thật chặt vệ thiên thương. Nguyệt Linh Hồng đã vào sân, hiện tại toàn trường đều đang thúc giục gấp rút vệ thiên thương. Tốt, hắn nhẹ gật đầu, phân phó vệ ra một vị thầy thuốc, không có tác dụng phía trên cái gì linh túy, đều muốn trước trị liệu vệ kình thương thế. Cái kia một cánh tay đã vỡ nát, đã tiếp không trở lại. Thống khổ nhất là cộng sinh thú chiến tử. Cho nên, Lý Thiên Mệnh tại phòng cao thượng bên trong thấy cảnh này, nhìn đến cái này 6-70 tuổi lão nhân, nước mắt tuôn đầy mặt, hắn cắn răng. Vệ Tịnh đều khóc. Có thể vệ kình, còn đang an ủi bọn họ, nói mình không có việc gì đây. Vệ ra. Xem ra, nhất định phải làm cho Lôi Tôn phủ, phải trả cái giá nặng nề. Nhưng cũng tiếc, vệ kình bị phế, vẻn vẹn chỉ là 3 ngày này quyết đấu sinh tử mở màn. Giám sát sứ. Lý Thiên Mệnh đã nhìn ra giám sát sứ tiêu chuẩn. Bọn họ tiêu chuẩn chính là, vệ gia bị giết bị phế, không có tiêu chuẩn. Nhưng là, vệ gia muốn là chiếm thượng phong, tiêu chuẩn thì rất thấp. Hôm nay trên đại thể quyết chiến bại, cho nên, ngày kia nhất chiến, ta hẳn phải chết chiến đến cùng. Nếu như ngày mai, Dương Thúc có thể chống đỡ, vậy chúng ta, còn có cơ hội. Tiêu tan. Lý Thiên Mệnh lần nữa luyện kiếm. Giết giết giết. Viêm Hoàng chiến trường bên trong, vệ thiên thương đối chiến Nguyệt Linh Hồng. Đương nhiên, chỉ là 5-6 phần thực lực vệ thiên thương, thực lực này, kỳ thật thật không bằng vệ kình. Bài trừ vệ tỉnh 20 năm tiểu mệnh kiếp, cơ hồ khiến hắn hao tổn đem hết toàn lực, nói muốn tu dưỡng 2 tháng, kỳ thật đều chưa hẳn đầy đủ. Mà bây giờ, Lôi Tôn phủ cùng Nguyệt Linh gia tộc, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Vô sỉ là vô sỉ, ai có thể ngăn cản. Giờ phút này, lão giả kia Nguyệt Linh Hồng, phiêu nhiên rơi trên mặt đất. Các hạ không dùng chọc tức ta, ta liền đến thử một chút, người đến cùng có thể phát huy mấy phần thực lực. Nguyệt Linh Hồng là người thông minh. Hắn chỉ muốn không cần tốn nhiều sức, cầm tòa tiếp theo thiên phủ, hắn mới không muốn liều mạng. Dù sao, bọn họ cùng vệ gia, lại không có ân oán gì. Mà lại, giám sát sứ cho bọn hắn tìm xong liều mạng người. Nguyệt Linh Hồng không tính quá mạnh. Nhiều lắm là cùng Lâm Thịnh không sai biệt lắm. Giám sát sứ tuy nói Nguyệt Linh gia tộc cũng có thể cầm xuống vệ phủ, nhưng thật ra là hốt su, Lôi Tôn phủ người đều biết, chỉ dựa vào Nguyệt Linh gia tộc, nhiều lắm là chỉ có thể thắng được thế hệ thanh niên. Thì cái này Nguyệt Linh Hồng, liền vệ kình đều đánh không lại. Dạng này gia tộc, muốn không phải đằng sau có người chống đỡ, dựa vào cái gì trưởng khống thiên phủ. Nguyệt Linh Hồng cộng sinh thú, là một đầu cùng Nguyệt Linh cơ một dạng phong tuyết ly long. Cái này phong tuyết ly long cộng sinh thú, đã bước vào lão niên. Dù sao, cộng sinh thú không phải hung thú, làm cộng sinh hệ thống, bọn chúng thọ nguyên cực hạn, cùng ngự thú sư không sai biệt lắm. Truyền thuyết chỉ có đột phá thiên ý cảnh giới, đến thánh chi cảnh giới, mới có khả năng siêu thoát phàm thể, kéo dài tuổi thọ. Chỉ là, cảnh giới cỡ này, đối đã từng chu tước quốc đệ nhất cường giả vệ thiên thương tới nói, đều có chút xa vời. Nhất là, hắn đã tuổi gần 70. Siêu không thoát được, thánh chi cảnh giới, cũng chỉ có thể tiếp nhận luân hồi thiết lệnh, sinh lão bệnh tử. Vệ thiên thương cộng sinh thú, đồng dạng đã tuổi già. Nhưng là, làm cái này cộng sinh thú theo cộng sinh không gian bên trong đi ra thời khắc. Vẫn gây nên toàn trường kinh hô. Đó là, bát giai đế thú. Hôm nay ra sân con thứ nhất bát giai đế thú. Dù là chỉ là hạ phẩm, nhưng đã là đế thú, cũng là cộng sinh thú đế hoàng.
con thú này vừa ra, vạn thú thần phục. Đó là thập nhị dực kim xí đại bằng điểu. Bát dực kim xí đại bằng điểu, chính là vương thú. Thập nhị dực kim xí đại bằng điểu, chính là đế thú. Mà lại, đây là phát triển đến cực hạn, chính thức có thể danh xưng giả thiên tế nhật đế thú. So sánh dưới, chỉ có thượng phẩm cấp 7 mức độ phong tuyết ly long, xem ra có chút khó coi. Khiến người ta tiếc nuối là, liền cái này thập nhị dực kim xí đại bằng điểu, hôm nay đều không phải là trạng thái mạnh nhất. Bài trừ tiểu mệnh kiếp, cần ngự thú sư cùng cộng sinh thú cùng đi. Cái kia một trận to lớn tiêu hao, cũng để cho cái này thập nhị dực kim xí đại bằng điểu ngủ say đến bây giờ, nhưng cũng đỉnh khôi phục thêm 7 thành. Cho nên, liền xem như bát giai đế thú, tại tàn khuyết trạng thái phía dưới, đều có vẻ hơi bất lực. Bất quá, vệ thiên thương tinh thần ý chí còn tốt. Hắn tay nắm một thanh cạn trường kiếm màu vàng óng, dưới ánh mặt trời, một thân bạch bào, dần dần biến đến kim quang lập lòe. Ông! Hai người không nói hai lời, bắt đầu giao thủ. Vệ thiên thương rõ ràng so vệ kình mạnh hơn, một kiếm phía dưới, 100 trượng kiếm khí trùng thiên, kiếm khí màu vàng óng hoành tảo tứ phương. Nhưng mấu chốt là, hắn khí huyết không đủ, bây giờ công lực, rất khó phát huy ra hắn tại thiên ý cảnh giới chiến đấu lực. Nguyệt Linh Hồng đã sớm xem thấu điểm này. Hắn thì hòa lâm sáng một dạng, lấy quấy rối, tiêu hao làm chủ, vốn là vệ thiên thương thì chịu không được tiêu hao, hắn loại phương thức này, chính mình cũng có thể mài chết hắn. Vệ thiên thương đương nhiên biết điểm này. Cho nên hắn chỉ có một lựa chọn. Thừa thế xông lên, đánh tan Nguyệt Linh Hồng. Kết quả là, thì tại chiến đấu lúc mới bắt đầu, cũng là vệ thiên thương cùng cái kia thập nhị dực kim xí đại bằng điều cùng một chỗ, điên cuồng vây quanh oanh sát. Kiếm khí trùng thiên, kim quang lập lòe, cái kia thập nhị dực kim xí đại bằng điểu linh nguyên thần thông, đem cái này viêm hoàng chiến trường cơ hồ đánh tạo thành sắt thép địa ngục. Rầm rầm rầm, chướng mắt kim sắc kiếm quang cơ hồ che đậy tầm mắt mọi người. Ta nhận thua, không ra 30 hơi thở thời gian, tại vệ thiên thương áp chế xuống, chật vật không chịu nổi Nguyệt Linh Hồng rốt cục nhận thua. Thiên văn kết giới cửa ra vào, trực tiếp xuất hiện tại dưới chân hắn. Điểm này. Cận Nhất Huyên ngược lại là phi thường kịp thời. Nguyệt Linh Hồng không sao cả thụ thương, hắn quay đầu nhìn thoáng qua vệ thiên thương, vẫn là cười, lần này, ngươi liền 40% chiến lực đều không phát huy ra được. Muốn phải nhanh đánh tan hắn, bắt buộc muốn trả giá đắt. Nhưng, nếu như không dạng này, mặc cho hắn tiêu hao chính mình, như vậy đang đối chiến lôi tôn thời điểm, đoán chừng đều tinh bị lực tấn. Dù sao, Nguyệt Linh Hồng lại đồng dạng, đó cũng là thiên ý cao thủ. Lần này, lão một đời quyết đấu sinh tử, chỉ còn lại vệ thiên thương cùng lôi tôn Lâm Triệu. Bọn họ vẫn luôn là địch nhân vốn có. Bọn họ quyết đấu, tuyệt đối là hôm nay lớn nhất bạo điểm. Chỉ tiếc, vệ thiên thương đã định trước chiến bại. Cho nên, mọi người rất khó coi đến, tránh thức kịch liệt, đặc sắc quyết đấu. Vệ thiên thương, người sợ là cả một đời đều không nghĩ tới, khoa trương nhiều năm như vậy, kết cục sau cùng, lại là chết tại chính mình học cửa cung. Ngay tại Nguyệt Linh Hồng leo lên tường vây thời điểm, lôi tôn Lâm Triệu nhảy xuống tới, rơi vào vệ thiên thương trước mắt. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, bị ổi vô sỉ, Lâm Triệu, nhiều năm như vậy, người thật sự không xứng coi ta địch thủ. Vệ thiên thương tay cầm kim kiếm, hơi híp mắt lại. Buồn cười, sinh tử chiến trường, tự nhiên là thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, đều nhanh chết người, còn nói với ta loại này ấu trĩ. Lôi tôn nói chuyện thời khắc. Hắn cộng sinh thú bay lên mà lên. Chu Tước Quốc, phi cầm vi tôn. Mặc kệ là Chu Tước Vương tộc, vệ phủ cùng lôi tôn phủ, đều lấy phi cầm làm chủ. Lôi tôn cộng sinh thú, chính là một đầu to lớn hùng ưng, cái kia hùng ưng bá đạo mà dữ tợn, nhảy bay lên trời, đầu nó hết thảy 4 con mắt. Đây là bát giai đế thú tứ nhãn lôi ma thần ưng. Lý Thiên Mệnh đương nhiên nhận biết cái này cộng sinh thú, lúc trước nhổ kim vũ thánh thú chiến hồn cũng là loại này cộng sinh thú. Chỉ bất quá, cấp bậc thấp một chút, chỉ có 3 con mắt. Lôi tôn đứng tại cái kia tứ nhãn lôi ma thần ưng phía trên, tay nắm một thanh tử sắc lôi đỉnh trường kiếm, như là thượng thần, cho đến vệ thiên thương. Chết! Cái này vừa ra tay, liền nhìn ra được, lôi tôn so trước đó mấy cái huynh đệ đều cường đại không ít. So vệ kình cũng mạnh hơn 3 phần. Đối mặt đã bị Nguyệt Linh Hồng tiêu hao vệ thiên thương, hắn trực tiếp biểu hiện ra nghiền ép chiến đấu lực. Muốn cầm xuống ta. Chỉ ít để ngươi lột một tầng ra. Vệ thiên thương phóng lên tận trời. Hắn cùng cái kia thập nhị dực kim xí đại bằng điểu phối hợp,
kim quang vạn trượng, một kiếm lăng tiêu. Lay động kiếm phiên vân, cương khí bắn ra bốn phía. Kiếm khí kia bên trong ngưng tụ xé rách càn khôn thiên ý, chỗ đến, viêm hoàng chiến trường lôi đài đều ào ào bị xuyên thủng. Trên mặt đất, bùn đất lăn lộn. Đây cũng là vệ thiên thương năng lực, tại hao tổn 4, 5 phần 10 chiến đấu lực, đều có thể tạo thành như thế lực phá hoại, có thể tưởng tượng hắn đỉnh phong thời khắc cường thịnh. Bất quá, lôi tôn đồng dạng sẽ không đèn đã cạn dầu. Hắn cùng cộng sinh thú cơ hồ hòa làm một thể, tia chớp sấm sét ở giữa, tốc độ mãnh liệt, thậm chí sinh ra vô số tàn ảnh, suy nghĩ không thấu. Rầm rầm rầm. Song phương giao chiến, thiên văn kết giới bên trong long trời lỡ đất. Người vây xem nhóm, tự nhiên cảm thấy nhìn đến vô cùng đã nghiền. Vệ thiên thương hao tổn 40% trở lên chiến đấu lực, cũng có thể cùng lôi tôn đánh thành loại trình độ này. Đây chẳng phải là nói, dưới trạng thái toàn thịnh, lôi tôn căn bản không phải hắn địch thủ. Hiển nhiên, vệ thiên thương so vệ kình mang tới rung động càng lớn. Hôm nay dù là vệ thiên thương chiến bại, huynh đệ bọn họ biểu hiện, đều đã rung động toàn trường. Cùng nhau, cho đến trước mắt, đã liên bại đối phương 4 người. Lôi tôn thật nắm vững thắng lợi sao? Sự thật cũng không phải là như thế. Một trận chiến này, vệ phủ cả nhà nhiệt huyết sôi trào. Mỗi người, đều nắm chặt trong lòng bàn tay, nhìn lấy lúc đó văn kết giới bên trong, kim sắc kiếm ý ngang dọc. Thập nhị dực kim xí đại bằng điểu linh nguyên thần thông, bộc phát ra chướng mắt ánh sáng màu vàng, đã từng một lần đem chọn cái thiên văn kết giới, biến thành kim sắc hình cầu. Ầm ầm, ngập trời chiến đấu, che đậy rất nhiều người ánh mắt. Tại vô số người tâm tình khẩn trương bên trong, trận chiến đấu này, kéo dài đến gần nửa canh giờ. Đến mức đến cuối cùng, tất cả mọi người đem tim nhảy tới cổ rồi. Đây là dài nhất nhất chiến, so vệ kình chống được 3 cái đối thủ đều dài hơn. Kéo dài oanh minh, kiếm ý va chạm, để diễm độ tiếp tục sôi trào. Tại chỗ tất cả mọi người, tâm tình rung động, mi đầu thật sâu nhíu lại. Ầm ầm, thẳng đến một khắc này, quang mang tan hết, vệ thiên thương từ trên trời rơi xuống, đập xuống đất, kim sắc cắm trên mặt đất, không ngừng lay động. Cái kia thập nhị dực kim xí đại bằng điểu mình đầy thương tích, rơi vào vệ thiên thương bên người, lấy thân thể máu thịt, cho vệ thiên thương chặn một đạo tráng kiện lôi đình. Vệ thiên thương, trên hoàng tuyền lộ, đi tốt. Lôi tôn từ trên trời đánh tới. Trên người hắn kiếm ngân dày đặc, một con mắt ngay tại bốc lên huyết, trên thân tất cả đều là huyết. Hắn cộng sinh thú, phần lưng bị mở ra một đạo cự đại kiếm ngân, chấn động cánh thời điểm, máu tươi ào 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 rơi xuống. Nhưng ít ra, lôi tôn sát khí ngút trời, hắn chả có lực đánh một trận. Mà vệ thiên thương rơi xuống, cũng không phải là bởi vì bị đánh tan, mà là bởi vì, hắn đã hao hết lực lượng, tình trạng kiệt sức. Không nghĩ tới, ngươi chỉ có 6 thành lực lượng, đều kém chút đánh tan ta, vệ thiên thương, đáng tiếc, ha ha. Lôi tôn điên cuồng cười to. Hắn không sợ, người khác cười nhạo chính mình lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Đây là một cái thế giới hiện thật. Người mạnh hơn có làm được cái gì? Đại thế đã mất, liền phải chết. Từ đó Chu Tước Quốc, không có người vệ ra. Lôi tôn lần nữa đánh tới. Vạn chúng chú mục bên trong, cái kia toàn thân nhuốm máu lão giả áo bào trắng đứng dậy, một đôi hai mắt màu vàng óng khóa chặt lôi tôn. Hắn cất tiếng cười to. Lâm Triệu, giết ta lại có thể thế nào? Ta vệ thiên thương, con cháu đổ đệ, tất để ngươi lôi tôn phủ đoạn tử tuyệt tôn. Sau đó Chu Tước Quốc ngàn năm, đều sẽ chế nhạo ngươi, nhu nhược, vô năng. Ngươi có thể giết ta, nhưng ngươi từ đầu đến cuối, không xứng làm đối thủ của ta. Cái này hào khí ngất trời nộ hống, quả thực gọi người động dung. Đến mức toàn trường tĩnh mịch, thậm chí đối lôi tôn Lâm Triệu, sinh ra một chút xem thường. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, thật sự là quá tiểu nhân. Chỉ bằng ngươi đám rác rưởi này con cháu, không muốn mất mặt xấu hổ được không? Hôm nay ngươi chết, ngày mai cả nhà ngươi chết sạch. Ngày kia ngươi con cháu đoạn tuyệt. Lôi tôn lại giết một kiếm, lần này, chỉ lấy vệ thiên thương tánh mạng. Như thế nhẫn tâm, ta vệ ra, có thể từng trêu chọc qua các ngươi. Vệ thiên thương không nghĩ ra. Tuy nói một mực là địch nhân vốn có, nhưng từ trước đến nay công bình cạnh tranh, Mộ Dương còn vì lôi tôn phủ bồi dưỡng qua Lâm Tiêu Đình. Tuổi đã cao, còn như thế ngây thơ. Ngươi vệ phủ, ngăn cản ta Lâm ra đường, không giết sạch các ngươi, ta Lâm ra, như thế nào nâng cao một bước. Không cừu không oán vô tội. Cũng là bởi vì chặn đường. Thật hung ác a.
tại sao muốn giết sạch? Đệ nhất, lần này trấn áp, tương đương với cùng vệ gia kết thù, cái này đệ nhất không sợ, về sau vệ gia cho tàn lại cháy, không tìm phiền toái. Thứ hai, như là đã phế bỏ vệ kình, cái kia chính là không chết không thôi, còn không bằng cả tộc diệt đi, sau đó lôi tôn phủ, gối cao không lo. Không diệt vệ gia, các loại vệ gia trợ giúp Chu Tước Vương, lần nữa ngăn cản bọn họ lôi tôn phủ trưởng khống cả nước sao. Vệ Thiên Thương, nạp mạng đi. Lôi tôn một kiếm ép ra bảo hộ vệ Thiên Thương cộng sinh thú, lần nữa một kiếm quét ngang, chỉ lấy vệ thiên đầy tớ sọ. Tinh bì lực tấn phía dưới, vệ Thiên Thương lại không còn sức đánh trả, sinh tử chỉ là trong nháy mắt. Nhưng là, hắn hô không ra miệng nhận thua hai chữ này. Hắn đời này, không có khả năng hướng lôi tôn như vậy tiểu nhân cúi đầu nhận thua. Hắn tình nguyện chết. Mộ Dương, giúp ta giết sạch Lâm gia ngũ tử. Vệ Thiên Thương nhìn cái kia màu tím một kiếm, gầm lên giận dữ, rung động đến tâm can. Trên vách tường, Mộ Dương ánh mắt lạnh lẽo. Giám sát sứ đại nhân, sư tôn ta nhận thua, mời giám sát sứ mở đường, để sư tôn ta đi ra. Mộ Dương hướng về phía cái hướng kia nói. Hai vị giám sát sứ thì tựa như không có nghe thấy, thờ ơ, trên mặt nụ cười. Giám sát sứ đại nhân, chúng ta hôm nay nhận thua. Mộ Dương lần nữa hô một tiếng. Nhưng là hai vị kia, vẫn không có động tĩnh. Mắt thấy vệ Thiên Thương liền muốn đầu người tách rời, tại thời khắc này, Mộ Dương lạnh hừ một tiếng, cầm qua Lý Thiên Mệnh trong tay đại lôi diệp kiếm, một kiếm cắm ở dưới chân trên vách tường. Ầm ầm, hồng, vách tường gạch đá trong nháy mắt nổ tung, lăn lộn, toàn bộ viêm hoàng chiến trường đều đang chấn động. Rầm rầm rầm, cái kia chấn động theo vách tường truyền tiến mặt đất, không sai người đời sau bất ngờ nhìn đến. Viêm hoàng chiến trường mặt đất bùn đất lăn lộn, giống như có một đầu cự thú, phóng tới vệ Thiên Thương cùng lôi tôn. Ầm, một đạo kiếm ánh sáng ảnh, theo trên mặt đất đột nhiên cắm đi ra. Lôi tôn mắt thấy là phải chém giết vệ Thiên Thương, trước mắt trên mặt đất lại đột nhiên cắm ra một đạo kiếm ảnh. Hắn kinh hô một tiếng, cuống quýt né tránh. Siêu, kiếm kia ảnh theo trên cổ hắn sát qua đi, kém chút đem đầu hắn chém đứt. Phốc phốc, kiếm ảnh vượt qua hắn. Trực tiếp cắm vào hắn cộng sinh thú là tứ nhãn lôi ma thần ưng bụng. Tứ nhãn lôi ma thần ưng, phát ra một tiếng rên rỉ, ầm vang ngã xuống đất, máu tươi ào 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 chảy xuống. Giờ khắc này, lôi tôn lăn trên mặt đất vài vòng, cuống quýt bò lên. Giờ khắc này, toàn trường tĩnh mịch, ngơ ngác nhìn Mộ Dương, bao quát Lý Thiên Mệnh. Đây là địa sát kiếm, mạch động. Đây mới thật sự là thiên ý chiến quyết. Lý Thiên Mệnh thấy được. Võ đạo thế giới. Rộng mở trong sáng. Một khắc này, Mộ Dương quất ra đại lôi diệt kiếm, ánh mắt sáng rực nhìn lấy lôi tôn phủ tất cả mọi người. Ai dám giết ân sư của ta, ta Mộ Dương ở đây thề, đời này, định đồ diệt ngươi nhất tộc, vì ân sư của ta chôn cùng. Một tiếng này tuyên cáo, để thiên văn kết giới đều đang run rẩy. Mà trên thực tế, cận nhất huyên danh xưng ai cũng không đánh tan được thiên văn kết giới, dưới đáy đã để Mộ Dương một kiếm đâm xuyên. Mộ Dương rất điệu thấp. Hắn hơn 40 năm này, cái gì cũng không làm, lại đem chính mình tu luyện thiên phú, phát vung tới cực hạn. Hôm nay một kiếm này, đủ để hướng toàn bộ Chu Tước Quốc chứng minh, một đời mới Chu Tước Quốc tối cường giả, đã sinh ra. Giờ khắc này, vệ Thiên Thương cười. Lâm Triệu, đồ nhi này của ta, so ta mạnh nhất thời điểm, còn phải mạnh hơn 8 điểm, người một đám nhi tử, lấy cái gì cùng hắn so. Ha ha. Vệ Thiên Thương cất tiếng cười to. Địa mạch một kiếm, trong lòng đất đánh tới chớp nhoáng, không ngớt văn kết giới đều cho đâm xuyên qua. Lôi tôn Lâm Triệu, sắc mặt tái xanh, toàn thân run rẩy. Hắn cộng sinh thú, bị Mộ Dương một kiếm đâm bị thương. Liền chính hắn, kém chút bị một kiếm miểu sát. Dạng này Mộ Dương, Chu Tước Quốc ai có thể cản. Liền xem như tại vệ gia, liền vệ thiên hùng bọn họ, đều đờ đẫn nhìn lấy Mộ Dương. Trong ấn tượng, hắn đã quá lâu không có xuất thủ. Mà hết thảy này, chỉ là bởi vì cái này Chu Tước Quốc, đã sớm không có nhiều, làm cho hắn người xuất thủ. Lôi tôn phủ rất nhiều người đều hít một hơi lãnh khí. Nhưng, bọn họ không phục. Giám sát sứ đại nhân, Mộ Dương làm trái quy tắc quấy nhiễu chiến trường. Mời giám sát sứ đại nhân chu sát người này. Đúng, mời giám sát sứ đại nhân, chu sát người này, răn đe. Lâm Thiên Giám vội vàng nói. Giờ phút này, mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi. Mộ Dương nhận thua, giám sát sứ không để ý.
Nhưng là hắn xuất thủ cứu người, giám sát sứ sẽ xử trí như thế nào? Cận Nhất Huyên cùng Tống Nhất Phàm liếc nhau một cái. Cái này Mộ Dương, làm sao lại mạnh đến loại trình độ này? Trên thực tế, sợ là bọn họ đều không nghĩ tới, Chu Tước Quốc loại địa phương này, có thể xuất hiện Mộ Dương loại tồn tại này. Cái này cường độ, đã đột phá cái nào đó giới hạn, để hai người bọn họ giám sát sứ, đều cảm thấy sự tình biến đến phiền toái. Để cái này Mộ Dương ngày mai tham chiến, là bọn họ tính sai. Sớm biết hắn có bản lãnh như thế, thì không cần phải đem phủ chủ đệ tử cùng nhau. Bọn họ sửa đổi quy tắc không khó. Chủ yếu là Lâm Thiên Giám muốn cùng Mộ Dương một phân cao thấp, bọn họ mới không nghĩ nhiều. Mặc dù nói coi như ngày mai chiến bại, ngày kia cũng có thể cầm xuống thế hệ thanh niên, nhưng hai vị giám sát sứ, không ngớt văn kết giới đều bị đâm xuyên, mặt mũi ở đâu. Bọn họ chính phải thương lượng thời điểm, tại bọn họ trước đó, lại có một người bỗng nhiên đứng ra. Đó là Chu Tước Vương, Khương Thừa. Hắn cười nói, các vị không dùng kích động, ta nhìn Mộ Dương cũng là cứu người sốt ruột. Mà lại Vệ Thiên Thương đã nhận thua, cho nên hôm nay, Vệ Phủ đã chiến bại, Nguyệt Linh gia tộc đoạt được một phần. Trận chiến ngày hôm nay đã kết thúc, chư vị có thể ngày mai lại đến. Người nào nghe không hiểu, Chu Tước Vương đây là tại trợ giúp Vệ Phủ. Môi hở răng lạnh đạo lý, hắn sẽ không hiểu. Chỉ là, hắn bị hai vị giám sát sứ hạn chế, có thể tạo được tác dụng rất nhỏ. Nhưng dù sao, Chu Tước Vương đại biểu là Chu Tước Quốc. Mà lại, hai vị giám sát sứ để hắn làm giám thị người, chỉ ít đối ngoại tuyên bố, là cho quyền lực nhất định. Cho nên, hắn ở thời điểm này đứng ra, vì Mộ Dương nói chuyện, xem như tại thời cơ thích hợp bên trong, làm ra duy nhất có thể trợ giúp Vệ Phủ sự tình. Đúng, không có gì tất yếu tốt truy cứu. Vệ Phủ hôm nay mặc dù chiến bại, nhưng là biểu hiện ra thực lực và khí khái, thật là khiến người ta bội phục a. Ta trước đó, còn cho là bọn họ nhất định phải thua đây. Hiện tại đem Mộ Dương cầm xuống, ngày mai thì khó coi, chỉ còn lại Vệ Thiên Hùng mấy cái, có cái gì tốt đánh. Nói thật, người xem náo nhiệt, đương nhiên hy vọng càng náo nhiệt, càng có xem chút một số. Tăng thêm hôm nay Vệ Phủ biểu hiện, quả thật làm cho trong bọn họ say mê phục. Cho nên, từ Chu Tước Vương dẫn đầu thời điểm, vì bọn họ người nói chuyện càng ngày càng nhiều. Rất nhanh, thì tạo thành mấy vạn Chu Tước Quốc người xem phổ biến ý nghĩ. Dạng này hai vị giám sát sứ, tựa hồ cũng có điều cố kỵ. Nếu như bây giờ liền giết Mộ Dương, cái kia thiên vị tựa hồ có chút quá rõ ràng. Một khi cả nước phản đối, vậy bọn hắn xử lý, cũng có một chút phiền phức. Mà lại, Mộ Dương tuy nhiên biểu hiện không tệ, nhưng cũng không có đến loại kia không người là đối thủ trình độ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 10.